Xiết phổ đồ xong, Phổ Kỳ nhìn lôi quang lóe lên thanh sắc, còn không ngừng vang lên, chấn đến hắn khí huyết mênh mông, vội nói. Vị bằng hữu này, toàn bộ là hiểu lầm, xin mau dừng tay. Lý Vân Tiêu đâu để ý đến hắn, tay phải giơ lên cao, lôi hoàn không ngừng phóng đại, toàn bộ thiên địa rơi vào một mảnh lôi hải điện ngục. Lôi giới. Ầm ầm. Mười mấy tên ma vật trong khoảnh khắc bị lôi hoàn nuốt hết, trực tiếp nổ ra mấy trăm trượng, thiên địa từ hắc ám hóa thành thanh sắc. Chiến xa của Phổ Kỳ cũng bị xông nát bấy, ở dưới một kích kia, dù hắn chưa thụ thương, nhưng minh bạch bản thân không phải địch thủ của người trước mắt này, liền xoay người bỏ chạy. Nếu đã ra tay giết người, Lý Vân Tiêu há có thể cho hắn đào tẩu. Trước lôi giới hóa ra một thân ảnh khổng lồ, toàn thân đều là lôi điện, nắm tay đánh xuống, một quyền kia giống như cửu tiêu lôi long rơi vào đại địa. Những ma vật này từ trong phong ấn chi địa sinh ra, đời này chưa thấy qua lôi điện, uy thế kinh thiên, còn có thuộc tính chí dương chí cương, vừa lúc khắc chế bọn họ. Lúc này Phổ Kỳ sợ đến hồn phi phách tán, thân thể kịch liệt bành trướng, huy vũ song quyền, một mảnh quyền phong như là thiên tượng, muốn ngăn trở một quyền cuồn cuộn kia. Ầm ầm, lôi quyền đánh vào quyền ảnh màu đen, đột nhiên thiên tượng nổ lên, thanh quyền cuồn cuộn đánh tới, chấn vào bên trong, triệt để nuốt hết Phổ Kỳ. Lý Vân Tiêu thu lại quyết ấn, đem cổ chung cùng cây búa thu vào, lôi quang khắp bầu trời tán đi, khôi phục một mảnh hắc ám. Nhưng mà bóng tối này dị thường vắng vẻ, mới vừa rồi còn tràn đầy người, hiện tại lại một mảnh tĩnh mịch. Phổ Lạc triệt để dại ra, há to mồm sững sờ tại chỗ. Trong lôi giới, những ma vật kia không chỉ có hài cốt không còn, ngay cả ma khí cũng bị càn quét, số lớn hạo nhiên chi khí ở trên không trung lan tràn. Sắc mặt Phổ Lạc so với trước còn muốn tái nhợt, sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Hắn biết Lý Vân Tiêu cường đại, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra có thể cường đến trình độ như vậy, Phổ Kỳ gần với ba vị đại nhân nhất, lại đỡ không được một chiêu của người này. Đi thôi, Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Những người này đều chết hết, ba vị đại nhân nhất định sẽ đem sổ sách này tính đến trên người ngươi, không theo chúng ta ngươi chỉ có một con đường chết, theo mà nói, có thể còn đường sống. Phổ Lạc biết hắn nói là lời thật, bỗng nhiên gật đầu nói. Hảo, mong hai vị đại nhân cứu ta một mạng. Hắn lập tức đi đầu ở phía trước, bay vào trong vòng xoáy, cũng không dám có nhị tâm nữa. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch cũng nối đuôi nhau mà vào, từ trong vòng xoáy bay xuống. Cũng trong lúc đó, ở nơi nào đó trong phong ấn chi địa, nơi này có 9 ngọn đèn đồng, phía trên giấy lên ánh sáng yếu ớt như đậu tương. Đèn đồng dựa theo trận pháp nào đó sắp hàng, bên trong ngồi xếp bằng một lão giả, sắc mặt chất phác, tràn đầy nếp nhăn, giống như tử thi, như là mấy trăm năm chưa từng nhúc nhích qua. Trong lúc bất chợt lão giả mở mắt, bắn ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được, dẫn tới ánh sáng của đèn đồng chớp động, soi sáng ra thân ảnh lay động. Hoàng Chiêu Trung, là Hoàng Chiêu Trung của bổn tọa a. Lão giả có chút kích động, cả người run rẩy. Thân thể tái nhợt lập tức trơn bóng, tất cả nếp nhăn bắt đầu thư giãn, rõ ràng có thể thấy được máu ở trong huyết quản chảy xuôi. Rốt cuộc là người nào tiến nhập phong ấn chi địa, còn mang Hoàng Chiêu Trung của bổn tọa đến? Một lát sau, lão giả thay đổi một khuôn mặt khác hoàn toàn, tóc bạc, da thịt như ngọc, sắc mặt hồng nhuận. Thân ảnh lão giả lóe lên, liền tiêu thất ở trong 9 ngọn đèn đồng, đậu hỏa cũng phốc 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 diệt đi. Đám người Lý Vân Tiêu tiến nhập tầng thứ 5, rõ ràng cảm giác được ma khí so với tầng trên nồng nặc hơn rất nhiều, hầu như tương xứng cổ ma tỉnh. Phổ Lạc nói, từ tầng này bắt đầu, liền được ba vị đại nhân coi trọng, ở bên trong tu luyện một ngày, có thể bằng mấy ngày ở tầng thứ 6, phàm là có thể được ba vị đại nhân tưởng thưởng, sẽ được đi vào tu luyện, đó là vinh quang cùng may mắn. Năm đó ta vì Phổ Lực đại nhân chinh chiến, về sau ba vị đại nhân hòa giải, ta được ban cho ở tầng thứ 5 tu luyện 3 năm, nên mới có thực lực bây giờ, có thể quản lý tầng thứ 11. Nói đến đây, hắn nhất thời nhớ tới Phổ Đồ, nghĩ đến Phổ Đồ đã chết, tất cả cừu hận cũng tan thành mây khói. Nếu lần này có thể còn sống, còn có thể trở lại tầng thứ 11 tiếp quản một lần nữa. Nhưng nghĩ đến bản thân đắc tội ba vị đại nhân, hơn phân nửa là khó sống. Chỉ hy vọng theo hai người trước mắt này có thể có một đường sinh cơ. Sắp tới rồi, cẩn thận một chút, lối vào có người gác. Phổ Lạc trầm giọng nói, ánh mắt nhìn phía trước, lối ra mơ hồ có uy áp truyền đến. Lý Vân Tiêu nói, tổng cộng 4 người, thực lực tương đương lục tinh trung giai vũ đế mà thôi,
so với Phổ Kỳ còn không bằng. Phổ Lạc một trận không nói gì, Phổ Kỳ là tồn tại gần với ba vị đại nhân, ở trong mắt hắn cũng không thể tả như vậy. Hắn cũng không biết lục tinh trung giai vũ đế là loại cảnh giới thế nào, nhưng Lý Vân Tiêu có thể cảm giác được tu vi đối phương mạnh yếu, thật là làm hắn giật mình không thôi. Linh Mục Địch nói, chủ nhân chân chính của phong ấn chi địa này rốt cuộc là người nào còn không biết, tận lực không nên giết người, tiến lên. Được, thân thể Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, đem mọi người bọc lại, lóe lên liền bay hơn nghìn trượng, từ lối ra sông ra ngoài. Đó là cái gì? Lối ra quả nhiên có bốn thủ vệ, chúng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy thanh quang hiện lên, lúc định nhãn nhìn lại, đã vô ảnh vô tung. Vừa rồi là, một người trong đó kinh hãi nói, hẳn là độn quang đi. Tên còn lại lại càng hoảng sợ, mắng. Ánh mắt ngươi làm sao vậy? Hẳn là năng lượng nào đó, trên đời làm sao có thể có độn quang nhanh như vậy? Vừa rồi tầng thứ 6 tựa hồ xảy ra chấn động, thanh quang này giống như cùng chấn động có quan hệ. Một người giật mình nói, lực lượng chấn động có thể xuyên thấu vòng xoáy, tốc hành tầng thứ 5, phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người cuối cùng nói, không cần để ý, sự tình phía trên tự có Phổ Kỳ trưởng quản, nếu hắn quản không nổi, chúng ta cũng bất lực, hảo hảo thủ hộ nơi đây là được, chuyện khác chớ có hỏi, bằng không cơ hội thủ vệ đến không dễ sẽ không còn. Dạ dạ dạ, thảo nào đại ca ở tầng thứ 5 thủ vệ trên trăm năm cũng không có bị loại. Những người khác đều là 3-4 năm lại đổi, nguyên lai là có nguyên nhân, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Hừ, ta cũng không có kỹ xảo gì khác, chính là sự tình không liên quan liền không nên để ý mà thôi. Như vậy không chỉ có thể ở tầng thứ 5 lâu vài năm, cũng có thể sống lâu hơn một chút. Vài tên hộ vệ nói chuyện tào lao một trận, liền câm miệng không nói chuyện nữa, tiếp tục đả tọa tu luyện. Lôi độn bay mấy ngàn trượng. Vượt ra khỏi phạm vi vài tên hộ vệ do thám mới dừng lại, Lý Vân Tiêu thu liễm lôi quang, khí tức nội liễm, bốn phía thoáng cái ảm đạm xuống, thậm chí ở trên người hắn không cảm giác được nguyên lực ba động. Phổ Lạc giật mình không thôi, đối với người trước mắt này càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, có khi theo bọn họ thật có thể tìm tới cơ hội sống cũng nói không chừng. Hắn tiếp tục giải thích. Tầng thứ 5 tuy là địa phương ba vị đại nhân nắm trong tay, nhưng tu luyện giả cực ít. Phần nhiều là phân phối cho chút người có công lao, đồng thời tầng này còn có một công năng cực lớn, đó chính là chỗ quyết đấu. Phàm là sinh vật muốn tiến hành sinh tử đấu, đều có thể xin đi vào. Ma khí ở tầng thứ 5 đã có thể sánh với cổ ma tỉnh, thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, liền phát hiện có một chút ma khí độ dày cực cao, giống như vân thải tự hành niêm phong lại, không ngừng áp xúc, tựa như là sinh vật cấp thấp nhất, giống như là hình thức ban đầu của ma sát. Đột nhiên Phổ Lạc há to mồm, táp tới một đoàn ma khí áp xúc ở phía trước, một ngụm liền nuốt xuống bụng. Hắc hắc, mấy thứ này là vật đại bổ, ở trên tầng thứ 5 là tuyệt đối không thể có. Hắn liếm môi một cái, có chút ngượng ngùng hướng đám người Lý Vân Tiêu giải thích. Ngạc Ngư cũng một đường cắn nuốt trận phong, ăn bất diệt nhạc hồ, ánh mắt lóe lên càng lợi hại, tựa hồ thực lực đề thăng không ít. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ đầu Ngạc Ngư nói. Đừng chậm trễ thời gian. Phía dưới sẽ có rất nhiều đồ tốt. Tuy là nói chuyện với Ngạc Ngư, nhưng thân thể Phổ Lạc cũng run lên, thật giống như răn dậy hắn vậy, hắn không dám ăn ma khí nữa, bay nhanh về phía xa. Mấy canh giờ sau, phía trước hiện ra một mảnh lục địa, không chỉ có đất cùng núi non, vậy mà lần đầu tiên gặp được sông hồ suối nước. Trên hồ nước nảy lên trận trận âm phong, sóng nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng có khí tức cường đại lộ ra. Là âm thượng hồ. Đây là hồ nước duy nhất trên tầng 5, phía dưới còn có hay không ta không được biết. Trong hồ này có một loại quái vật tên là âm thượng, vì vậy mới có tên như thế. Phổ Lạc giải thích, mấy người phi hành trên mặt hồ, đột nhiên Lý Vân Tiêu ngừng lại nói. Âm thượng là vật ra sao? Phổ Lạc lắc đầu nói. Ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói là ngư thủ lĩnh thân, có khả năng điều khiển thủy tộc, thập phần cường đại. Lý Vân Tiêu nói. Vật ấy có thể ẩn nấp ở trong trận phong hay không? Phổ Lạc sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Ta không biết, yêu này đã là vật trong nước, có lẽ không thể lên bờ A. Hai ngón tay của Lý Vân Tiêu khép lại, hướng phía trước rạch một cái, nhất thời vũ khí trên mặt hồ bị cắt, trận phong tán đi, giống như màn sân khấu xốc lên. Chi? Phổ Lạc lại càng hoảng sợ, một đại ngư xuất hiện ở phía trước, trong mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Chi?
âm thượng, là quái vật âm thượng. Phổ Lạc thất thanh kêu to, đầu ngư thật sự là quá gây chú ý, sợ đến hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng ngư đầu quái kia há mồm hút một cái, trong hồ nhất thời dâng lên sóng gió, số lớn không khí bị hút vào bụng, Phổ Lạc bị hút hết lực, ở trên không trung lộn mấy vòng, cũng theo đó bay qua. Đại nhân, cứu ta a! Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, còn có Ngạc Ngư cùng Tuần Thiên Đấu Ngưu, đều bình yên vô sự đứng tại chỗ, tùy ý không khí xé rách làm sao, cũng không thể lay động bọn họ mảy may. Ngạc Ngư vọt ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đoàn trận phong, quấn lấy Phổ Lạc, từ bên cạnh miệng âm thượng kéo xuống, bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Hắn sợ đến run run liên tục, vội nói. Tạ ơn đại nhân, cảm tạ vị, bằng hữu này. Hắn không biết xưng hô Ngạc Ngư như thế nào, đối phương cứu tính mệnh mình, không thể làm gì khác hơn là xưng bằng hữu. Ngạc Ngư có linh tính, trong mắt xoay qua nhìn hắn thoáng cái, lại vòng vo trở về nhìn chằm chằm phía trước. Âm thượng nhìn thấy thịt đến miệng lại mất, trong miệng quái khiếu vài tiếng, hai tay ba ở trước người thu về, bám vào vô số bọt nước. Toàn bộ bọt nước ngừng ở trên không trung, kết thành từng viên, bắn mạnh đi ra ngoài. Hả? Lý Vân Tiêu lộ ra kinh sắc, bọt nước này ở trên không trung vậy mà sinh ra cánh, là một loại sâu trong suốt, giống như đạn châu, tính sát thương vô cùng. Thiên địa thủy nguyên. Hai tay Lý Vân Tiêu ở trước người khép lại, một vòng thủy quang khuếch tán ra, thủy nguyên khắp bầu trời hóa thành kết giới, tất cả sâu vừa đụng đến, liền bị dính chặt. Chỉ thấy trên thủy nguyên kết giới, nguyên lực từ trong song trưởng của Lý Vân Tiêu truyền ra, từng vòng nhộn nhạo, tất cả sâu cũng cực lực giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thể giãy ra. Âm thượng trợn to mắt, quay đầu xuống phía dưới, muốn lui về hồ nước. Linh Mục Địch nói, vật ấy mặc dù lớn lên yêu dị, nhưng linh trí rất cao, biết không phải là đối thủ của chúng ta liền chạy, để cho nó đi đi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nguyên lực trong tay điên cuồng tràn ra, thủy nguyên kết giới thoáng cái nổ tung, ba tràn ra vô số bọt nước, tất cả sâu đều chết đi, rơi xuống ở trên mặt nước. Quái vật âm thượng kia cũng không dám ló đầu ra nữa, một đường gió yên sóng lặng. Mấy người rất nhanh thì bay qua hồ nước, tiến vào trên núi non. Phía dưới có thật nhiều khí tức cường đại lan tới, hơn nữa liếc nhìn lại, chung quanh lục quang lân lân, khắp nơi là rong rêu, phi thường tràn đầy. Linh Mục Địch nói, phong ấn lực diễn hóa ra 33 tầng không gian ta còn có thể hiểu được, nhưng đại lục to lớn như vậy, không có thổ căn nguyên thạch là không thể diễn hóa ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó thật có mấy kiện thổ hệ chí bảo cường đại hủy diệt, có khi chính là vài thứ toái phiến kia diễn hóa ra lục địa. Phổ Lạc nghe mà không hiểu ra sao, chỉ vào phía trước nói. Lối vào tầng thứ tư ở trung ương đại lục, có một vực sâu nối thẳng phía dưới, chỉ bất quá có trọng binh thủ hộ, rất khó đơn giản xuống. Bất quá, lấy bản lĩnh của hai vị đại nhân, tự nhiên không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu nói, ngươi xem trọng chúng ta rồi, trong những thủ vệ kia có một người thực lực rất mạnh, đã phát hiện chúng ta. Cái gì? Phổ Lạc thất kinh, lúc này cách vực sâu còn có mấy ngàn dặm, người thủ hộ tuy nói đều là tinh anh tầng thứ 5, nhưng muốn cách xa mấy ngàn dặm tập trung đối thủ, tựa hồ vẫn làm không được. Hắn có lòng nghi ngờ, tuy rằng không tin. Nhưng tin tưởng thực lực và nhận định của Lý Vân Tiêu. Thời gian uống cạn chun trà sau, mấy người liền bay tới trung ương một tòa sơn mạch, phía dưới là vực sâu, ma khí cùng âm phong cuồn cuộn không ngừng bay ra, sâu không thấy đáy. Ở bên cạnh vực sâu, trên đỉnh một ngọn núi, lẳng lặng đứng một đám người, tất cả đều là diện mục quỷ dị, khí tức cường đại, mắt lạnh nhìn mấy người, tựa hồ đang chờ bọn họ đến. Phía trước nhất đặt một vương tọa. Một nam tử đầu có hai sừng lười biếng ngồi ở phía trên, hai tay khoanh ở trước người, phảng phất đã chờ rất lâu. Phổ thúc đại nhân. Phổ Lạc thấy nam tử kia, sợ đến thiếu chút nữa rơi xuống, trên mặt triệt để không còn huyết sắc. Nam tử kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy người Lý Vân Tiêu, cuối cùng rơi vào trên người Phổ Lạc nói. Ta nhớ ngươi là một thuộc hạ của Phổ Lực A. Phổ Lạc run run nói. Dạ. Đúng vậy, đại nhân. Phổ thúc phung tay lên nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng biết ngươi là bị mấy người này hiếp bức, thân bất do kỷ, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Phổ Lạc sửng sốt một chút, làm sao sẽ nói như vậy a? Hầu như cho là mình nghe lầm, vội nói. Tạ ơn đại nhân. Phổ thúc lộ ra vẻ hài lòng,
nhìn về phía hai người Lý Vân Tiêu, nói. Nhị vị là từ bên ngoài tam thập tam thiên tới a? Lý Vân Tiêu đánh giá người trước mắt này, thân thể so với nhân loại bình thường cao lớn hơn, hai mắt lấp lánh có thần, linh trí cực cao. Cả người lộ ra khí tức thượng vị giả, mặc dù sắc mặt nhạt nhẽo, nhưng thần quang trong mắt lại khó mà che giấu ngạo sắc. Tất cả thần thức quét qua đều bị hắc ám trước người hắn thôn phệ, nhưng ở dưới diệu pháp linh mục phân biệt, thực lực người này hơn phân nửa đã đạt tới siêu phàm nhập thánh. Phải. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đáp. Sắc mặt Phổ Thúc đại biến, hữu trưởng ba một tiếng vỗ vào tay vịn bằng đá bị vỗ nát bấy, khó mà che giấu nội tâm khiếp sợ và kích động. Những ma vật phía sau cũng đều khiếp sợ không thôi, các loại tiếng ồ vang lên, một mảnh xì xào bàn tán. Nhị vị thực sự là từ ngoại giới tới, xin hỏi là như thế nào tới? Hai mắt Phổ Thúc tỏa ánh sáng, kích động trực tiếp đứng lên, khó mà kiềm chế. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm, nói mình ở lúc một kiện huyền khí bạo tạc, bị quấn vào không gian loạn lưu, chờ lúc tỉnh lại đã ở chỗ này. Không gian huyền khí, loạn lưu. Phổ Thúc ngốc trệ thoáng cái, khuôn mặt thất vọng, kêu lên. Nói như vậy, ngươi là trong lúc vô ý tiến vào. Hắn thoáng cái chán nản ngồi trở lại vương tọa, kinh ngạc nói. Vậy ngươi cũng không biết phương pháp rời đi. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nói. Đây cũng chính là nguyên nhân ta tới đây, chư vị ở phong ấn chi địa lâu năm, lẽ nào cũng không có phương pháp ly khai. Phổ Thúc cười lạnh một tiếng, mới nói. Nếu có thể rời đi, ai muốn đợi ở địa phương quỷ quái này? Lý Vân Tiêu trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, nơi đây tài nguyên tu luyện cũng không tệ lắm, nhưng mà chỉ cực hạn ở mấy tầng phía dưới, hơn nữa đều bị cường giả chiếm đoạt. Mọi người hoạt động không gian quá nhỏ, cả đời cũng chỉ ở loại địa phương này, đích xác có chút khó tiếp nhận. Đột nhiên Linh Mục Địch nói. Người có biết trận linh ở nơi nào không? Trận linh. Phổ Thúc cười một tiếng nói. Ngươi làm sao khẳng định ở đây sẽ có trận linh? Linh Mục Địch nói. Trận pháp diễn hóa ra 33 tầng không gian, nếu không có trận linh quấy phá, sao có thể thực hiện? Phổ Thúc thở dài nói. Nếu có trận linh mà nói, vậy cũng tốt, mời đi theo ta. Linh Mục Địch hỏi. Đi đâu? Phổ Thúc cười một tiếng nói. Không phải các ngươi muốn đi tầng dưới chót nhất sao, phía dưới là chỗ Phổ đại nhân phong ấn, ai cũng không đi được. Ta mang bọn ngươi đi tầng thứ hai. Linh Mục Địch nói. Tốt, vậy thì làm phiền. Phổ Lạc có chút ngây ngẩn cả người, sự tình bản thân lo lắng, nghĩ không ra đơn giản như vậy liền giải quyết, xem ra Phổ Thúc đối với mấy người này cũng không có ác ý. Phổ Thúc cùng những ma vật kia thoáng cái bay vào vực sâu, ở phía trước dẫn đường. Lý Vân Tiêu cùng mấy người Phổ Lạc theo sát phía sau, tiến vào tầng thứ tư, mặc dù là Phổ Lạc cũng thập phần khẩn trương cùng thấp thỏm. Tầng này ngay cả hắn cũng chưa từng tới, mắt không ngừng nhìn bốn phía. Bởi vì tiến nhập tầng thứ tư, thần thức của tất cả mọi người cũng bị áp chế, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thần thức bị suy yếu 7-8 phần, chỉ có thể phát hiện cự ly rất ngắn. Nhưng hắn không có lo lắng, lấy thần thức của hắn còn như thế, người còn lại càng không cần phải nói. Phổ Thúc quay đầu nhìn hắn một cái nói. Trong tam thập tam thiên, lực lượng mỗi lần tầng là không đồng dạng, không chỉ có thể thu hoạch năng lượng. Còn quan hệ tới quy tắc cùng lĩnh ngộ. Liền lấy Phổ Lạc mà nói, mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, nếu không có thể đi vào tầng thứ tư, cuộc đời này cũng chỉ có thể kẹt ở thực lực ấy, khó tinh tiến hơn nữa. Phổ Lạc thất kinh, loại thuyết pháp này hắn lần đầu tiên nghe nói, lúc này ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn biết Phổ Thúc sẽ không lừa gạt hắn, nói tất nhiên không sai. Nội tâm không khỏi hiện lên bi ai, nguyên lai những năm này mình nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Then chốt tấn cấp nguyên lai ở chỗ địa điểm. Lý Vân Tiêu nói. Vậy đại nhân thường ngày ở chỗ nào tu luyện, có phải lúc đạt tới bình cảnh không thể đột phá, cần xuống một tầng nữa hay không? Phổ Thúc cười nói. Ha ha, xuống một tầng nữa. Bổn tọa tự nhiên là ở tầng thứ hai tu luyện, xuống một tầng nữa mà nói. Ha ha. Lý Vân Tiêu tựa hồ nghe ra cái gì, hỏi tới. Xuống một tầng nữa thì sao? Phổ Thúc nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh, mọi người liền đến một vòng xoáy, bên trong ma khí cùng trận phong như biển gầm, hướng trên người mọi người đánh tới. Phổ Thúc nói. Ở đây cẩn thận một chút, từ tầng thứ tư bắt đầu, thông đạo đi xuống sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nói xong, hắn liền dẫn một đám thủ hạ lẻn vào trong vòng xoáy, rất nhanh liền không gặp. Linh Mục Địch thấy Lý Vân Tiêu bất động, nghi ngờ nói. Làm sao, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây đối với thần thức áp chế quá lợi hại, ta còn nói không rõ, chỉ có thể nhìn thấy chút nguy hiểm, bất quá đối với chúng ta mà nói là không coi vào đâu. Linh Mục Địch nói. Vậy liền đi xuống đi, Phổ Thúc cũng đã đi xuống, sẽ không có nguy hiểm. Mấy người cũng lập tức lặn xuống, phát hiện trong nước xoáy lại có ma sát tồn tại, quái khiếu hướng bọn họ cắn tới. Những ma sát này tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn đối với Lý Vân Tiêu, nhưng dưới chân hắn đột nhiên sững lại, vậy mà dẫm trên mặt đất cứng rắn. Cúi đầu nhìn lại, dưới chân như là thiết bản kim trúc, hấp lực không ngừng tăng lớn, vững vàng kéo hắn vào trên mặt đất. Không chỉ có hắn, mấy người khác cũng giống như vậy, như là trọng lực gia tăng gấp mấy vạn lần, khớp xương trong cơ thể bể vụn, hai chân không dơ lên nổi. Ngạc ngư hóa thành trận phong, ở trên mặt đất xoay tròn, chỉ có thể lên cao mấy thước, mấy hơi thở sau lại biến trở về hình thái ngạc ngư, tả hữu lay động, liền không thể dãy giụa. Linh Mục Địch cả kinh nói. Không tốt, bị khốn trụ. Phổ Lạc thì cả người ghé vào mặt đất, phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ, máu thịt của hắn đều bị áp xúc bể cùng một chỗ. Lý Vân Tiêu nhăn mi, chỉ cảm thấy bốn phía có thêm không ít khí tức cường đại, toàn bộ lơ lửng ở trên không trung, không rõ sao bọn họ lại không có việc gì. Ha ha, có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Thanh âm của Phổ Thúc truyền đến, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt mấy người, khóe miệng cười nhạt. Lý Vân Tiêu như thực chất nói. Là có chút kỳ quái, vì sao ngươi xuất thủ đối phó chúng ta, sao các ngươi lại không bị bản địa ảnh hưởng, mong giải thích nghi hoặc. Phổ Thúc khẽ cười nói. Kỳ thực rất đơn giản. Điểm thứ nhất, nếu các ngươi là bị không gian phong bạo cuốn vào, như vậy nói cách khác khẳng định không ra được, nếu không ra được liền ý nghĩa cả đời phải ở lại tam thập tam thiên, cuối cùng tất nhiên sẽ cùng chúng ta cướp giật tài nguyên mấy tầng phía dưới. Nói cách khác, chúng ta sớm muộn là địch nhân. Lý Vân Tiêu nói. Hiểu, nhưng mà ngươi nghĩ quá xa, ta nhất định có thể đi ra. Chính hắn cũng không biết vì sao tự tin như vậy, nhưng nói ra lại để cho Phổ Thúc sửng sốt, thật giống như là thực. Ha ha, nói như thật à. Phổ Thúc cười như điên nói. Muốn từ nơi đây đi ra ngoài, cũng không phải là không có cách nào, đơn giản nhất chính là đánh vỡ trận này, nhưng ngươi có thể làm được sao? Đánh vỡ trận này. Lý Vân Tiêu trầm mặc một chút, đừng nói hắn làm không được, mặc dù có thể làm được cũng sẽ không đi làm. Phổ Thúc cười lạnh nói. Nếu không làm được, còn nói gì từ bên trong đi ra ngoài. Cuối cùng cũng phải đánh với chúng ta một trận. Tài nguyên trong tam thập tam thiên thật sự là rất khan hiếm, đã không thể cho các ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Ha ha, người không biết không sợ à. Phổ Thúc cười một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời nữa, phất tay quát. Giết! Những thuộc hạ kia lập tức vào tới, mỗi người đều nhe răng cười, trên người bộc phát ra khí tức cường đại. Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề thứ hai của ta, vì sao nơi đây chỉ có chúng ta bị ràng buộc? Phổ Thúc cười nói. Ta sẽ ngu xuẩn nói cho các ngươi biết như vậy sao? Trong mắt hắn tràn đầy sát ý cùng châm chọc. Lúc này, trong bóng tối bốn phía, lần thứ hai hiện ra mấy thân ảnh, dần dần xuất hiện ở trước mắt Lý Vân Tiêu. Những bóng người kia chia làm hai phái, sau khi hiện ra liền có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Một người trong đó nói, mấy người này chỉ thường thôi, Phổ Thúc ngươi quá mức nhạy cảm. Phổ Thúc hừ lạnh nói, nhạy cảm, đừng quá đánh giá cao mình, tuy rằng thực lực của chúng ta có khả năng xưng bá tam thập tam thiên. Nhưng sinh linh từ ngoại giới tới dù sao cũng không quen, có trời mới biết có thần thông vũ kỹ gì, phải cẩn thận đối xử. Huống chi bọn họ độc thân đi tới tầng thứ 5, lại không bị thương chút nào, phải thận trọng. Một người khác nói, có thể thuận lợi đến tầng thứ 5, bất quá là kẻ phản bội dẫn đường mà thôi. Phổ Thúc không vui nói, bớt nói nhảm đi, nếu đã động can qua, vậy cùng lên đi, không nên lưu lại bất cứ cơ hội nào. Cơ hội, ha ha. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cộng thêm trọng lực 10 vạn lần, người còn nói cơ hội. Ha ha! Một người cười rộ lên nói. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi rung, biết ba vị bá chủ của tam thập tam thiên đều đến đông đủ. Hai bên từ từ hiển lộ ra thân ảnh, tổng cộng 20-30 người,
toàn bộ hắc sắc cùng hoàn cảnh độc nhất vô nhị. Phổ Lạc Dung giọng nói. Phổ lực đại nhân. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết là bị trọng lực 10 vạn lần áp chế tạo thành, hay là nhìn thấy thủ trưởng mà sợ. Bên trái, một bóng người thân thể cao lớn cười lạnh nói. Phổ Lạc đại nhân, bổn tọa không nhận biết ngươi, lúc này nghìn vạn lần đừng kéo quan hệ. Phổ Lạc. Chấm. Một người phía bên phải lạnh lùng nói. Còn theo chân bọn họ lời vô ích cái gì, trực tiếp khởi động tiểu hồng mông địa bài tiễn bọn họ quy thiên A. Phổ Thúc cùng Phổ Lực đồng thời kêu lên. Được. Người phía bên phải chính là Phổ A, tay bấm niệm thần chú, đồng thời ném ra một khối ngọc bài, hóa ra vô số phù văn. Phổ Thúc cùng Phổ Lực cũng đồng thời đánh ra một khối ngọc bài, bất quá nhan sắc không đồng nhất, hiện ra ba loại ánh sáng hồng, lục, tử, ở trên không hội tụ, hóa thành quang vụ trắng xóa bắt đầu khởi động, bên trong có số lớn phù quang cuồn cuộn. Chỗ đám người Lý Vân Tiêu đứng, cũng thay đổi sáng lên, có quang trụ trùng thiên, phảng phất hóa thành lao tù. A! À, Phổ Lạc phát sinh tiếng kêu bi thảm, xương cốt toàn thân không ngừng vỡ vụn, cơ thể càng ép thành thịt rán. Trọng lực trên địa bài còn đề thăng. Ba người Phổ A nghiêm mặt, khóe miệng châm chọc, một bộ bắt ba ba trong giỏ, chờ xem mấy người bị trọng lực đập vụn. Linh Mục Địch nhướng mày, nhìn chằm chằm dưới chân một hồi nói. Quả nhiên là toái phiến của Hồng Mông địa bài, năm đó vài món chí bảo cường đại nghiền nát lưu lại hài cốt sao. Trên người Lý Vân Tiêu nổi lên kim quang, bất diệt kim thân ở dưới áp lực này cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là người khác. Ngạc Ngư hầu như khó duy trì hình thái, mơ hồ hóa thành phong hình, ở trên mặt đất xoay tròn. Lý Vân Tiêu quát. Mọi người cẩn thận. Hắn giơ tay, đầu xuất thiên phong bay lên, tràn ra ánh sáng màu xanh, vừa bay lên không, liền mạnh mẽ trầm xuống, đập hướng địa bài. Đầu xuất thiên phong ngưng tụ 6 loại thổ hệ nguyên tố, trọng lượng vô pháp đánh giá, lúc này càng tăng thêm 10 vạn lần. Núi này vừa ra, ba người Phổ A liền cảm nhận được dị dạng. Một loại cảm giác xấu hiện lên trong lòng. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, đầu xuất thiên phong rớt xuống, không gian liền ầm ầm nổ tung, lục quang còn hạ xuống, địa bài liền trực tiếp bể nát, hóa thành vô số bột mịn tứ tán. Vù vù, huyền khí vỡ vụn thành bột phấn, hướng trên người quần ma tạc đi, tất cả mọi người không kịp đề phòng, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, đã bị bột phấn bắn trúng, vết thương rậm rạp chằng chịt. A! À. Không ít ma vật đau đến nhe răng, tiếng kêu không ngừng. Mà giờ khắc này đâu xuất thiên phong đã lớn thập bội, không gian chung quanh xoay tròn liên tục, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu cũng thất kinh, cảm thụ được trọng lượng bốn phía đâu xuất thiên phong cực lớn, như là vô số chất lượng áp xúc cực điểm, hầu như có trọng lượng vô tận, đập ra một cái lỗ đen thẳng xuống dưới, không ngừng thôn vệ xung quanh. Linh Mục Địch quát. Cẩn thận. Trọng lượng của đâu xuất thiên phong thoáng cái lật hơn 10 vạn lần, không gian tầng này không chịu nổi, muốn sụp xuống. Không gian sụp xuống. Đám người Phổ A đều là mắt choáng váng, không rõ không gian sụp xuống là có ý gì, nhưng lấy tình huống trước mắt xem ra cũng không phải chuyện gì tốt. Tuy Hồng Mông địa bài có thể đề thăng 10 vạn lần trọng lượng, thậm chí càng cao, nhưng phải ở trong quy tắc tầng này a. Mà đâu xuất thiên phong bị địa bài ảnh hưởng, trọng lực trong nháy mắt lật trời. Lên hơn 10 vạn lần liền triệt để nghiền nát không gian quy tắc, toàn bộ địa bài và một tầng đều không thể thừa nhận, trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ không gian tầng thứ tư, dùng đâu xuất thiên phong làm trung tâm, lấy tốc độ cực nhanh co rút lại, tuyên cáo một tầng triệt để hủy diệt. Không chỉ có tầng thứ tư nghiền nát, hai tầng trên dưới liên quan, tầng thứ ba cùng tầng thứ năm cũng hướng trung ương tụ đến, dần dần hòa làm một thể. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện biến hóa này. Tầng thứ tư triệt để co rút vào lỗ đen mà đâu xuất thiên phong đập ra, ở trước vị trí không gian tầng thứ tư, một mặt bằng cực nhỏ nổi lên. Cũng không phải là mặt bằng đơn độc gì, mà là ma khí trong không gian tầng thứ ba cùng tầng thứ năm độ dày kém nhiều lắm, do đó tạo thành hai thế giới phân biệt rõ ràng. Mặt bằng hướng về phía trước tản ra, ý nghĩa hai không gian chính thức dung hợp. Cái biến hóa này đừng nói đám người Phổ A, ngay cả Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch cũng có chút ngốc trệ. Đâu xuất thiên phong rốt cuộc nặng bao nhiêu không có người biết, nhưng trong nháy mắt tăng lên thập bội, lại có thể triệt để xóa đi một tầng không gian, lực lượng cường đại như vậy, coi như là hư vô cùng thần cảnh đụng thoáng cái cũng phấn thân toái cốt. Tầng thứ tư bị triệt để xóa đi,
lực uốn khúc chung quanh Đầu Xuất Thiên Phong mới tiêu thất. Lý Vân Tiêu vỗ Đầu Xuất Thiên Phong, thu nó vào, sau đó trên người dâng lên một mảnh lôi quang, hai tay bóp lôi quyết. Lôi tinh hoàn tản ra, đem phương viên quanh thân bao phủ, hắn như lôi thần giáng thế, tay cầm truy, lạnh lùng nhìn quần ma. Đám người Phổ A run lên, mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cảm thụ được lôi hải mênh mông, giống như một giới lực tùy ý oanh phá, trong lòng không khỏi rung mạnh. Các hạ khoan động thủ đã. Phổ Thúc trước kêu lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Trước là chúng ta mạo muội, các hạ lại có huyền khí kinh thế hãi tục như vậy, thật có thể đi ra ngoài cũng nói không chừng. Chỉ cần có thể đi ra, ta ngươi liền không còn là địch nhân, mà là bằng hữu. Bằng hữu, mới vừa rồi còn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, nào có thành bằng hữu dễ dàng như vậy, ngươi ba người cắt tiếp ta một chiêu, nếu không chết, mới có tư cách cùng ta làm bằng hữu. Lý Vân Tiêu nói xong, lôi quyết nảy lên, thân ảnh thoáng cái biến ảo không rõ. Ba người Phổ Thúc vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra ở trong mắt đối phương bản thân không chịu được như thế, còn muốn lấy một chiêu đánh chết bản thân. Cái loại xấu hổ và giận dữ này so với khiếp sợ càng sâu. Hảo, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao một chiêu đánh bại chúng ta. Cuồng đồ từ ngoại giới tới, liền miệt thị người như vậy sao? Phổ Thúc nộ quát một tiếng, chỉ thấy thanh quang lóe lên, Lý Vân Tiêu biến mất xuất hiện ở trước người hắn, một chưởng đánh xuống. Vốn cho là đối phương nói một chiêu, lại đột nhiên tiêu thất, tất sẽ đầu cơ trục lợi, nhưng nghĩ không ra quang minh chính đại ra chiêu như vậy, hoàn toàn không có đem mình coi vào đâu. Hoa hoa! Phổ Thúc vô cùng tức giận, đại lượng ma khí từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp kết ấn mà lên. Lý Vân Tiêu kéo lôi quyết, tử lôi như lợi kiếm bắn ra, thoáng cái đục lỗ ma ấn, chấn vào trong cơ thể Phổ Thúc nổ tung. Phanh, phanh, phanh! Trong tam thập tam thiên âm u, chưa từng có qua lôi đình, huống chi là diệt thế tử lôi. Phổ Thúc ở trên không trung nổ tung hai cánh tay, sau đó ngực bị nổ ra một cái động lớn, thống khổ kêu thảm thiết không ngớt. Đại lượng ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là quả bóng xì hơi, một đoàn hắc khí đem cả người hắn cháo vào, bên trong truyền đến đại lượng tiếng kêu của ma sát. Minh giải. Phổ Lực cùng Phổ A lại càng hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trạng thái của Phổ Thúc thời khắc này chính là binh giải, trải qua thiên tân tích góp từng tí một ma khí điên cuồng lộ ra, mặc dù không chết thực lực cũng sẽ rớt xuống. Hai người như rơi xuống thâm uyên, lòng thật lạnh, biết gặp được cao thủ trước nay chưa có. Càng để cho bọn họ sợ hãi là, Lý Vân Tiêu ở sau một kích, ánh mắt lạnh như băng quét bọn họ một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Hai người sợ đến vội vàng lui về phía sau, đem ma khí tản ra. Bảo vệ xung quanh trong vòng 10 trượng. Phổ Lực hai tay thành chảo, một thanh ma đao hiện ra, trên thân đao có hơn 10 đầu ma sát, tất cả đều há to mồm, miệng phun ma khí. Huy đao lại hóa ra một mảnh đao ảnh, ở quanh thân lóe lên. Phổ A thì hai tay tạo thành chữ thập, trên đỉnh đầu toát ra một cái bình, treo cao 3 trượng. Trên bình vẽ đại lượng phù văn, lúc này giống như sống lại, từ từ bay lên. Hai người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy trạng thái mạnh nhất bày biện ra. Đột nhiên trên bầu trời Phổ A hiện ra một đóa liên hoa bạch sắc, lớn chừng nửa mẫu, bạch liên như lửa, trong đêm đen có vẻ cực kỳ chói mắt, từ từ hạ xuống. Trong lòng Phổ A chấn động, biết Lý Vân Tiêu tới, hét lớn một tiếng, giơ tay lên cao. Cái chai như là mất đi dựa vào, trực tiếp hạ xuống, bị hai tay hắn nắm, hướng lên trên chiếu rọi một cái. Miệng bình hướng về phía hoa sen kia, Phổ A quát. Hút, liên hoa thoáng cái run rẩy, như là gặp được sóng gió, cánh hoa đung đưa, từng mảnh hạ xuống, đều hướng trong bình bay đi. Vù vù, lúc cánh hoa gần bay vào trong bình, đột nhiên hóa thành hình dạng ma sát. Chỉ thấy cánh hoa khắp bầu trời nhập ma, như mưa lăng không bay tới, không gian trực tiếp bị đốt cháy. Ầm, ầm, ma sát bạch sắc bay xuống, tất cả đều nổ tung. Hóa thành một biển lửa thôn vệ Phổ A. A! À, Phổ A kêu thảm thiết, toàn thân bị đốt, cái chai càng ở trong lửa nổ tung. Cứu ta, cứu ta! Phổ A thống khổ gào thét, hướng Phổ Lực chạy tới, kêu rên nói. Cứu ta! Sắc mặt Phổ Lực tái nhợt, nội tâm dâng lên sợ hãi vô biên, ma đao nhoáng lên, mảng lớn ma khí bay ra, mình thì xách đao xoay người bỏ chạy. Chỉ hai chiêu, liền để cho một người binh giải.
tên còn lại có thể sống hay không còn khó nói. Tràng diện kinh khủng này xông phá tâm lý thừa nhận của Phổ Lực, đâu còn dám tiếp chiêu, sợ đến trực tiếp bỏ chạy. Lý Vân Tiêu từ bầu trời hiện ra, đang muốn đuổi theo, lại đột nhiên ngốc trệ thoáng cái. Chỉ thấy thân thể Phổ Lực đang đào tẩu đột nhiên bay lên, giống như là bị người nắm hướng bên này ném đến. Thân thể Phổ Lực ở trên không trung lộn mấy vòng, trực tiếp dừng ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chật vật cầm đao đứng lên, hoảng sợ nhìn trước sau, tựa hồ hai bên đều là quái vật đáng sợ. Lý Vân Tiêu lại triệt để không nhìn đến hắn, mà đồng chấp động nhìn phía trước. Chỉ thấy một trận gió hiện lên, từ bên cạnh hắn thổi qua, thân thể Phổ A cũng theo đó bay đi, tuôn ra đại lượng ma khí, đem băng sát tâm diễm từ trên thân thể chóc ra, bắt đầu tiến nhập trạng thái binh giải. Trận gió vù vù ở trước mặt mấy người thổi, dần dần từ bên trong hóa ra một thân ảnh già nua. Lão giả một thân hôi bào, tròm râu trắng phau, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhãn quang lấp lánh hữu thần. Đại nhân. Phổ Lực vừa thấy lão giả, nhất thời sợ đến run run, vội vàng tiến lên bái kiến, quỳ xuống. Lão giả vung tay lên, nhất thời một trận gió thổi qua, đem Phổ Lực nâng lên. Đồng thời hai ma khí từ trên người hắn tuôn ra, thoáng cái đem Phổ A cùng Phổ Thúc bọc lại, cắt đứt quá trình binh giải của hai người, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, được ma khí tẩm bổ. Lão giả xuất hiện để cho tất cả ma vật đều sợ hãi, bọn họ cho tới bây giờ chỉ biết ba vị trưởng khống giả là tồn tại mạnh nhất tam thập tam thiên, chưa bao giờ biết còn có lão giả thần bí như vậy, ngay cả Phổ Lực đại nhân vừa thấy cũng phải quỳ xuống. Những ma vật kia đều ngẩn ở tại chỗ. Ánh mắt Phổ Lực đảo qua, quát. Còn không mau tham kiến Tây Bối Thượng Nhân. Gặp qua Tây Bối Thượng Nhân. Quần ma ở dưới uy áp của Phổ Lực, vội vàng tiến lên bái kiến, trực tiếp quỵ thành một mảnh. Lão giả đối với những tồn tại này ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ không thể vào pháp nhãn của hắn, ánh mắt quan sát mấy người Lý Vân Tiêu, cuối cùng rơi vào Tuần Thiên Đấu Ngưu, đồng tử co rụt lại, bắn ra tinh mang. Tuần Thiên Đấu Ngưu, vật ấy từ đâu mà đến? Tây Bối Thượng Nhân một câu nói phá tên Tuần Thiên Đấu Ngưu, trong mắt nổi lên trận trận rung động, lóe ra tam sắc thần quang. Bu! Tuần Thiên Đấu Ngưu ngẩng đầu lên gọi một tiếng, thân thể cao lớn lung lay vài cái. Trên dưới động đuôi. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nhìn Linh Mục Địch, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, trên gương mặt một mảnh băng lãnh, không có bất kỳ thần tình. Nhưng Lý Vân Tiêu lại có thể thấy dưới băng lãnh, nội tâm Linh Mục Địch ba động, hắn nhắm mắt lại, là không muốn tiết lộ tâm tình của mình. Lập tức đối với lai lịch của Tây Bối Thượng Nhân cũng có vài phần suy đoán, Lý Vân Tiêu nói. Các hạ nhận biết Tuần Thiên Đấu Ngưu này, lại ở trong phong ấn chi địa. Chẳng lẽ cũng là di lão của phong ma chi chiến năm đó? Thân thể Tây Bối Thượng Nhân khẽ run lên, ba động trong mắt tán đi, lại trong suốt như thế, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói. Người biết phong ấn chi địa, lại tới nơi này, nói vậy chính là người hữu duyên trong tạo hóa. Hoàng Chiêu Trung là ở trên người ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, bản thân trước gõ Trung đuổi ma, chẳng lẽ Trung bị người này nghe? Hắn thấy Linh Mục Địch Thủy Trung nhắm chặt hai mắt. Chẳng quan tâm, cũng không biết nội tâm nghĩ cái gì, người trước mắt này nếu là di lão của phong ma chi chiến, vậy là bạn không phải địch. Lập tức thành thật nói. Phải. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một mảnh kim quang bay ra, ở trên không hóa thành Hoàng Chiêu Trung. Đột nhiên kim quang trên Hoàng Chiêu Trung đại thịnh, phù văn khắc trên vách trung sống lại, lăng không hiển hiện, nhiễu ở thân trung xoay tròn. Lý Vân Tiêu thất kinh, trung này chẳng bao giờ có linh qua như vậy. Sinh động hầu như siêu thoát khi ở trong tay hắn, hắn vội vàng vươn tay chộp tới chung. Đang, một tiếng cổ chung tự động gõ, âm ba nhộn nhạo, để cho bàn tay của hắn bị kiềm hãm. Sau đó cổ chung ở trên không trung lượn hai vòng, bay thẳng đến Tây Bối Thượng Nhân, rơi ở trong tay hắn. Trong mắt Tây Bối Thượng Nhân chỉ còn hoài niệm cùng kích động, nhẹ nhàng vuốt ve thân chung. Cổ chung phát sinh nhảy nhót thanh minh, một mảnh vui mừng. Lý Vân Tiêu nhăn mi, lập tức hiểu nguyên do trong đó, hiện nay trên đời đối với Hoàng Chiêu Trung điều khiển có thể thắng hắn, chỉ có chủ nhân cũ của cổ trung. Nguyên lai đại nhân là chủ nhân của trung này. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ không bỏ, nhưng trung đã rơi vào trong tay đối phương, sợ là rất khó đoạt trở về. Hơn nữa huyền khí có linh, ký chủ chưa chết, rất khó bị người khác thu phục. Hoàng Chiêu Trung ở trong tay hắn cũng có một đoạn tuế nguyệt. Nhưng Thủy Trung không thể hoàn toàn nắm trong tay.
Tây Bối thượng nhân vuốt ve chung một lúc, vẫn không thu hồi, nói. Ta đích xác là chủ nhân của chung này, nghĩ không ra cuộc đời này còn có ngày tái kiến, thật khiến cho người ta thổn thức. Tâm tình của Tây Bối thượng nhân hiển nhiên vô cùng tốt, dung nhan tỏa sáng, vuốt râu cười nói. Cái này cũng nhờ ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ, ôm quyền nói. Đại nhân là chủ nhân của Tam Thập Tam Thiên. Nụ cười trên mặt Tây Bối thượng nhân thoáng cái thu liếm, nghiêm mặt nói. Ta đang muốn hỏi ngươi, các ngươi là làm sao tiến nhập Tam Thập Tam Thiên này? Bởi vì thân phận đối phương, Lý Vân Tiêu lập tức không giữ lại chút nào, đem vũ quang bàn nghiền nát, bị không gian chi lực cuốn vào, sau đó cưỡi cửu đỉnh chi chu tiến nhập nơi đây kể lại. Vũ quang bàn, cửu đỉnh chi chu. Tây Bối thượng nhân trầm ngâm nói. Vũ quang bàn ta đã nghe qua, tên đầy đủ là vũ trụ cực quang bàn, nắm trong tay uy năng thời không cực lớn, tương truyền là của thượng cổ chân long. Nghĩ không ra lại bị phân liệt, cuối cùng phá hủy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vũ quang bàn bạo tạc mở không gian thông đạo, lại dùng lực lượng cửu đỉnh chi chu xuyên qua, hai kiện huyền khí hợp nhất mới không hiểu thấu đi tới nơi này, đại nhân có biện pháp đi ra ngoài không? Tây Bối thượng nhân nói. Nếu ta có thể rời đi, sao lại bị vây hơn 10 vạn năm? Bất quá thiên đạo tự có quy tắc, nếu ngươi xuất hiện ở nơi đây, liền có cơ duyên rời đi. Huyền khí mà vừa rồi ngươi đập nát tầng thứ tư là đâu xuất thiên phong? Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay hiện đâu xuất thiên phong, tràn ra lục sắc cường quang, lóe lên liền biến mất. Tây Bối thượng nhân vui vẻ nói. Quả nhiên là đâu xuất thiên phong, đồng thời dung 6 loại thổ hệ bổn nguyên, hơn nữa tuần thiên đấu ngưu ở bên cạnh ngươi. Nói vậy ngươi là đạt được Bắc Phực Chi Vương Linh Mục Địch truyền thừa. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, Linh Mục Địch liền ở sau người, đáng tiếc cảnh còn người mất, gặp lại không nhận thức. Tây Bối thượng nhân nói, Tam Thập Tam Thiên bị đập đi một tầng, chính là cơ duyên mở phong ấn, ngươi hãy theo ta. Mở phong ấn? Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, vội hỏi. Nếu mở phong ấn, chẳng lẽ không phải ma chủ phổ sẽ tái hiện nhân gian sao? Tây Bối thượng nhân nói, ma chủ hôm nay, đã không phải là ma chủ ngày trước, người hãy đi theo ta. Tầng thứ ba cùng thứ năm dung hợp, không chỉ có không gian hai tầng triệt để biến hình, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên cũng phát sinh cải biến, biến hóa đang ở trong không nhận thức tiến hành. Đám người Lý Vân Tiêu theo Tây Bối thượng nhân hướng xa xa bay đi, phổ lực cũng theo đuôi ở phía sau Tây Bối thượng nhân, những ma vật kia vẫn quỳ gối không dám tự thiện động. Phổ thúc cùng phổ A vẫn như cũ đặt trên không trung. Bị ma khí vây quanh tư dưỡng, hiển nhiên Tây Bối thượng nhân cũng không hy vọng hai người binh giải. Rất nhanh, mọi người đi tới lối vào tầng thứ hai. Vẫn là vòng xoáy tinh vân lơ lửng ở trên không trung thong thả xoay tròn, mọi người phi xuống, cảm thụ được dưới chân bị một cổ lực lượng ngăn trở, thập phần cứng rắn, có thể chạm đến nhưng không nhìn thấy. Lý Vân Tiêu giơ chân lên dậm vài cái, phát sinh âm thanh thình thịch, cả kinh nói. Đây là kết giới gì? Vậy mà cho cảm giác cứng rắn như thế. Tây Bối thượng nhân cười nói. Ngươi thử phá vỡ xem. Lý Vân Tiêu khép lại hai ngón tay, lăng không điểm một cái, nhất thời một đạo kiếm cương chém xuống, phanh, kiếm quang thoáng cái đánh ra hỏa hoa, lại không thể phá phong ấn, thậm chí không có chút vết tích nào. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra kinh ngạc, nhăn mi suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên Tây Bối thượng nhân xoay người lại, nhìn Linh Mục Địch, hoài nghi nói. Con rối này là thần luyện thép chế tạo, nhưng vô cùng mới, lẽ nào ngoại giới mất đi thập phương quy tắc, còn có thể chế tạo ra thần luyện thép sao? Lý Vân Tiêu nói, đích xác rất gian khổ, nhưng may mắn góp đủ tài liệu. Tây Bối thượng nhân gật đầu một cái, nói, khó khăn cho ngươi. Liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói. Ở trong nhiều tài liệu, thần luyện thép đích thật là kim trúc cứng rắn nhất mà ở trong giới này có thể ngưng luyện ra. Mà lối vào tầng thứ hai phong ấn lại là dùng trận lực diễn hóa thép chi kết giới, chính là mượn tên thần luyện thép, ngụ ý là kết giới cứng rắn nhất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Cứng rắn như thế, vậy phải phá vỡ như thế nào, mỗi lần đi tới đi lui tầng 2 tầng 3, chẳng lẽ không phải rất phiền phức? Tây Bối thượng nhân nói. Không có pháp môn khác, chỉ có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ phá tan, nhưng chỉ có một cái hô hấp thời gian, lại sẽ tự động phục hồi như cũ. Các ngươi theo sát ta, thời điểm ta phá vỡ kết giới lập tức xuống phía dưới. Hắn nhìn cổ chung trong tay, yêu thương vuốt ve, vui vô cùng nói. Có chung này,
phá vỡ kết giới dễ dàng hơn. Tay trái của Tây Bối Thượng Nhân nâng lên, Hoàng Chiêu Trung nhất thời bay ra, phóng ra kim quang vô tận. Sau đó hai tay bấm niệm thần chú đánh vào trong trung, thân trung bỗng nhiên nhoáng lên, xuất hiện tàn ảnh, khiến người hoa mắt. Vẫn chưa nghe tiếng trung vang lên, nhưng thấy kết giới dưới chân bắt đầu xuất hiện cái khe. Đang, thân trung rung động mấy hơi thở, mới có một tiếng chuông lọt vào tai, kéo dài không dứt, màng tai tất cả mọi người thoáng cái mất thông, chỉ có ong 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 vang vọng, lại không nghe được tiếng gì khác. Phanh, thép chi kết giới dưới chân trong nháy mắt mở tung, hóa thành vô số toái phiến, nhưng không có hình thể thực chất, mà là do năng lượng thuần túy cấu thành, ở trong vòng xoáy chớp động. Tây Bối Thượng Nhân hét lớn một tiếng nói. Đi! Thanh âm kia trực tiếp ở trong lòng mọi người vang dội, trong chớp mắt mọi người liền vọt xuống phía dưới. Sau đó năng lượng chớp động, tinh thể lần thứ hai ngưng kết, từ nghiền nát đến phục hồi như cũ, đích xác chỉ có một cái hô hấp thời gian. Trong tầng thứ hai cũng không phải hắc ám giống như phía trên, trái lại có các loại quang mang màu sắc rực rỡ lưu động, liếc nhìn lại muốn tiên diễm hơn. Hơn nữa ma khí cũng không phải đầy rẫy toàn bộ không gian, mà là bày biện ra trạng thái đoàn đoàn, như đám mây ở trong không gian trôi nổi, có chút bay tới chỗ vòng xoáy liền bị hút đi, thoáng cái tan ra, bao trùm mấy ngàn dặm. Phổ Lực tiến nhập tầng thứ hai, liền có chút kích động, nhìn ma vân trôi nổi, hai mắt phát sáng. Nhưng hắn không dám tự ý hành động, cực lực khắc chế nội tâm dục vọng, nhưng mà không ngừng liếm môi. Lý Vân Tiêu nhìn lại thép chi kết giới, nghi ngờ nói. Kết giới lực cường đại như vậy, là như thế nào cung cấp? Chẳng lẽ bản thân chính là quy tắc trong tam thập tam thiên? Tây Bối Thượng Nhân nhìn hắn, cười nói. Ngươi cho rằng quy tắc trong tam thập tam thiên này là cái gì, hay là người phương nào sáng chế? Lý Vân Tiêu không chút nào suy tư nói. Trận linh. Tây Bối Thượng Nhân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Ngươi quả nhiên thông tuệ, có thể nghĩ đến trận linh. Nói không sai, quy tắc trong tam thập tam thiên bên, kỳ thực cũng là lực lượng của trận linh. Nhưng trải qua 10 vạn năm diễn hóa, liền có chút phức tạp. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Trận linh có ở đây không? Tây Bối Thượng Nhân nói. Ngươi không cần phải gấp, nghe ta chậm rãi nói. Đây cũng chính là nguyên do ta cho ngươi đến tầng thứ hai, cũng chính là cơ duyên phá vỡ phong ấn rời đi. Mọi người theo Tây Bối Thượng Nhân không ngừng bay về phía trước, toàn bộ tầng thứ hai có năng lượng kỳ quái, lấy hình thái đám mây hiển hiện ra, hơn nữa có màu sắc bất đồng đến phân chia. Tương đối mà nói có một loại là hắc sắc ma vân, và trận phong ngưng tụ thành phong vân, năng lượng còn lại khác rất phức tạp, ít thì 2-3 loại, nhiều thì 7-8 loại hội tụ một đoàn, dị thường đẹp mắt. Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quét vào đám mây, lại giật mình không nhỏ, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mặc dù là hắn cũng kinh hãi. Tây Bối Thượng Nhân cũng tận lực tách ra những đám mây này, không muốn chọc phiền phức. Một lúc sau, phía trước bắt đầu có lục địa hiện lên, mỗi một khối lại rất nhỏ, nhỏ thì khoảng trăm trượng, lớn thì có mấy nghìn dặm. Tây Bối Thượng Nhân trực tiếp dừng ở trên một khối lục địa nhìn xa xa nói. Lý Vân Tiêu, người có thấy được ánh sáng kia không? Lý Vân Tiêu dõi mắt nhìn lại, trên bầu trời ngoài mấy chục dặm, có 10 loại màu sắc lấy hình thái vòng tròn tản ra, trông rất đẹp mắt. Quang hoàn kia như từng vòng quỹ đạo tương khảm cùng một chỗ, to lớn mà mỹ lệ, bao lại một phương bầu trời. Đó là... Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, bỗng nhiên cả kinh nói. Trung ương trận pháp của tam thập tam thiên. Tính cả hình tròn trung ương nhất, vòng tròn ánh sáng có tổng cộng 33 đạo, hướng bên ngoài bắn ra, hình thành thiên tượng to lớn. Tây Bối Thượng Nhân nói. Phải, đây chính là phong ấn chi trận. Trong bạch quang ở trung ương chính là đi thông tầng thứ nhất nơi ma chủ phong ấn, ngươi nhìn kỹ quang hoàn kia, đạo thứ tư đang yếu dần. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc nói. Tam thập tam thiên là những quang hoàn này diễn sinh ra, hôm nay không gian dị biến, tác dụng ngược ở trên quang hoàn, nhưng không có hình thành biến hóa thực chất, bởi vì đây là quan hệ căn bản. Tây Bối Thượng Nhân khen. Vậy mà có thể nhìn ra then chốt, rất khá. Những quang hoàn này có thể nói là mầm móng. Mặc dù không gian tiêu diệt, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng lực lượng, còn có thể sinh ra không gian. Nhưng lúc này quang hoàn bị không gian mai một phản tác dụng, làm cho có chút suy yếu, chính là thời cơ đánh nát bọn nó tốt nhất. Đánh nát? Lý Vân Tiêu kinh hãi nói. Nếu đánh nát, toàn bộ phong ấn cũng triệt để phá hủy,
không chỉ có ma chủ phổ xuất thế, tất cả quái vật trong tam thập tam thiên này đều sẽ tràn vào thiên vũ giới. Tây bối thượng nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Nếu không đánh nát những quang hoàn này, làm sao ly khai nơi đây? Ta bị nhốt ở chỗ này 10 vạn năm, người cũng muốn giống như ta sao, huống chi ma chủ phổ bị phong ấn 10 vạn năm, lực lượng sói mòn lợi hại, từ lâu không có uy hiếp như năm đó. Có thể nói phong ấn này đã hoàn thành sứ mạng của nó, đã đến lúc nên mở ra nó. Thấy Lý Vân Tiêu do dự, Tây bối thượng nhân cười nói. Người thừa kế linh mục địch truyền thừa, đối với ma chủ năm đó kiêng kỵ quá sâu cũng bình thường, nhưng ta ở đây cùng ma chủ làm bạn 10 vạn năm, đối với hắn lý giải là rõ nhất. Lực lượng của phổ đã 10 đi mất 9, mặc dù là chúng ta cũng có thể đơn giản đánh chết hắn. Hơn nữa cởi ra phong ấn quan hệ đến một sự tình cực kỳ trọng yếu. Lý Vân Tiêu hỏi, chuyện gì? Trong mắt Tây bối thượng nhân chớp động quang mang, ngưng thanh nói. Thập phương quy tắc trở lại thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, thất thanh nói. Thiên vũ giới còn có thể lần nữa khôi phục thập phương quy tắc. Nội tâm hắn kinh hãi tột đỉnh, nếu việc này là thật, như vậy cách cục thiên địa trong 10 vạn năm sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên vũ giới cũng trở về đến cục diện thần cảnh khắp nơi trên đất như 10 vạn năm trước. Tây bối thượng nhân gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ bất quá muốn khôi phục cách cục như 10 vạn năm trước, không có thời gian dài diễn hóa là không có khả năng. Bởi vì 10 vạn năm qua thập phương quy tắc tiêu tán nhiều lắm, không gian tam thập tam thiên này, còn có các loại sinh linh, thiên tượng. Không có ai mà không ngừng tiêu hao thập phương quy tắc. Nhưng chỉ cần thả quy tắc chi lực lại thế giới cũ, theo tuế nguyệt biến thiên, sớm muộn sẽ trở về như trước. Bằng không thiên vũ giới mất đi thần cảnh quy tắc, sẽ chậm rãi đi hướng suy vong, cuối cùng mai một. Lý Vân Tiêu nghe mà mục trừng khẩu ngốc, linh mục địch cũng giật mình rơi vào trầm tư. Tây bối thượng nhân nhìn hắn một cái nói. Người từ lâu đột phá gông cùm xiềng xích của vũ đạo, nhưng chung quy không phải là thần cảnh cường giả, chỉ cần mở phong ấn nơi đây, ngươi trong khoảnh khắc liền có thể bước vào quy chân thần cảnh, kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh, ngày sau đạt được thành tựu cao hơn cũng là bình thường. Lý Vân Tiêu chật vật nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy sự tình quá trọng đại, trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý. Không nên do dự, đi theo ta. Tây bối thượng nhân vung tay lên. Mọi người bị kim quang bao phủ, hướng quang hoàn bay đi. Một lát sau liền xuất hiện ở trước quang hoàn, trận lực cường đại thấu bắn ra, Lý Vân Tiêu cảm giác mình như ở trong đại dương bao la, tùy thời sẽ bị trận lực kia lật úp. Tây bối thượng nhân nói, không cần lo lắng trận lực này, đây là trụ cột của tam thập tam thiên, cũng ngưng tụ thập phương quy tắc mà thành, nếu hắn điều khiển trận lực này công kích chúng ta, tất sẽ dẫn đến tam thập tam thiên hủy diệt, phòng ấn cũng đồng dạng mở ra. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Hắn, ngươi nói hắn, chẳng lẽ là trận linh? Tây bối thượng nhân gật đầu nói. Chính là trận linh là trở ngại lớn nhất khi chúng ta cởi ra phong ấn, dù sao trận pháp này là bản thể của hắn, sao đồng ý để cho chúng ta phá vỡ? Huống chi trận linh đã bị mọi người bày trận năm đó ảnh hưởng, ở trong tâm thủy chung kiên định phong ấn ma chủ, tuyệt sẽ không chủ động phóng thích. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, tựa hồ có quyết đoán nói. Vậy như thế nào mới có thể mở phong ấn? Thập phương quy tắc không chỉ quan hệ một giới tồn vong, tương lai thiên vũ giới diễn hóa, hơn nữa trực tiếp quan hệ tới thọ nguyên của bản thân, có thể ở trên thần đạo đi bao lâu, hoàn toàn xem mình có thể sống bao lâu. Còn để cho hắn thoáng yên tâm là lực lượng của ma chủ phổ trôi qua, vô luận là ở Hồng Nguyệt Thành bị phụ thể, hay là đánh với đế dạ một trận, biểu hiện ra lực lượng cũng thập phần hữu hạn. Cho dù thoát khốn ra, cũng không có khả năng khôi phục thực lực năm đó. Vô luận là đế hay phổ, đều đã ở trong năm tháng trôi qua suy yếu. Trong mắt Tây bối thượng nhân chớp động sắc mặt vui mừng, vội nói. Dùng đâu xuất thiên phong đập quang hoàn, từng tầng một phá vỡ. Mặc dù không thể một lần là xong, nhưng ta dùng hoàng chiêu chung phối hợp ngươi, chậm rãi ma diệt phong ấn này. Hảo, ta thử trước một chút. Lý Vân Tiêu tung đầu xuất thiên phong ra, hóa thành lục quang, hướng quang hoàn đánh tới. Giống như cục đá bay vào hải dương cuồn cuộn. Ầm ầm, bốn phía ngọn núi chấn lên vô số quang mang, phụt ra đạo đạo quang trụ, ở trên không hóa thành vô số phù văn, như là tinh thần khắp bầu trời, lúc lại hóa thành mưa phùn, thưa thớt rớt xuống, tạo nên rung động. Nhưng cũng chỉ có một tầng quang hoàn chịu ảnh hưởng, 32 tầng bên trong không chút sứt mẻ.
Lý Vân Tiêu cau mày, đầu xuất thiên phong khuynh lực đập một cái lại tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, muốn giải phong ấn quá khó khăn a. Ha ha, tốt, quả nhiên là tốt. Đột nhiên Tây Bối thượng nhân cười ha hả, tựa hồ đối với kết quả kia phi thường hài lòng, hai mắt phóng ra ánh sáng. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, đưa tay chộp một cái, liền muốn thu hồi đầu xuất thiên phong. Đột nhiên trên một quang hoàn đưa ra một bàn tay ánh sáng, ngũ chỉ phủ xuống, đem đầu xuất thiên phong cháo vào lòng bàn tay. Trên năm ngón tay, tràn đầy các loại phù văn, lòng bàn tay tràn ra đạo đạo kim quang, khóa lại đầu xuất thiên phong. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà mất đi liên hệ cùng đầu xuất thiên phong. Đang! Đột nhiên một tiếng chuông vang, Tây Bối thượng nhân xuất thủ, Hoàng Chiêu Trung vứt ra ngoài, ở trên không trung đung đưa trái phải. Âm ba trôi giạt. Phù văn trên tay lập tức bị thanh âm đánh tan, kim quang trong bàn tay cũng hoảng động. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt cảm ứng được đâu xuất thiên phong, hai tay lập tức bấm niệm thần chú, ngọn núi kia dâng lên lục sắc, bắn lên kim quang, thể tích trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần, trực tiếp đánh tan ánh sáng. Đang! Hoàng Chiêu Trung lắc lư bay đi, thoáng cái đánh vào trên tay ánh sáng, bạo lên vô số kim quang. Đâu xuất thiên phong thừa thế bành trướng. Phá tan tay ánh sáng, bạo thành vô số phủ văn bay lên. Triệt! Tây Bối thượng nhân khẽ quát một tiếng, vội vàng triệu hồi Hoàng Chiêu Trung. Đầu xuất thiên phong cũng theo đuôi phía sau, bay ra quang hoàn, trở xuống lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Trên quang hoàn bạo lên vô số phủ văn, lăng không lượn vòng, lần thứ hai ngưng tụ thành một cánh tay, vỗ đến hai người. Không nên liều mạng, đi! Tây Bối thượng nhân phất ống tay áo. Nhất thời một đạo độn quang bọc lại mọi người, bay ngược ra mấy ngàn trượng. Bàn tay khổng lồ vỗ không, chấn không gian xung quanh ầm ầm như sấm, liền tự hành tán đi. Tây Bối thượng nhân nói. Hắc hắc, cảm giác ra sao? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Phong ấn thật mạnh, sợ là tạm thời khó mà phá vỡ. Tây Bối thượng nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, ung dung nói. Tự nhiên là không đơn giản. Nếu không lão phu sao lại bị nhốt 10 vạn năm, nhưng bây giờ ta ít nhất có 5 thành có thể phá đi. 5 thành. Lý Vân Tiêu không có lạc quan như vậy, không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Tây Bối thượng nhân ung dung nói. Ngươi đừng quên, trong tam thập tam thiên này không chỉ có lão phu là cao thủ. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, bỗng nhiên phản ứng kịp, cả kinh nói. Ngươi là nói ma chủ phổ. Tây Bối thượng nhân nhìn hắn. Gật đầu nói. Phải, phổ cũng hy vọng có thể thoát khốn, chỉ cần chúng ta liên hợp hắn, liền có thể kéo lấy trận linh, thậm chí diệt đi trận linh, trực tiếp phá hủy phong ấn. Lý Vân Tiêu không tự kìm hãm được sờ ngực một cái, cảm thụ được trận lãnh ý, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tây Bối thượng nhân nói. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta cùng phổ chỉ là hợp tác, phong ấn vừa vỡ liền ai đi đường nấy. Khi đó chúng ta liền có thể trực tiếp xuất thủ xóa bỏ hắn đi. Lý Vân Tiêu nói. Trực tiếp xóa đi, đại nhân có nghĩ quá đơn giản hay không? Tây Bối thượng nhân nói. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng yên tâm đi. Lão phu ở đây mệt nhọc 10 vạn năm, không ai so với ta hiểu rõ trạng thái phổ thời khắc này hơn. Phá phong đi ra ngoài, thì càng không có bao nhiêu lực lượng. Lý Vân Tiêu nói. Vậy liên hệ phổ như thế nào? Tây Bối thượng nhân cười thần bí, nói. Ta tự có biện pháp. Tây Bối thượng nhân đi tới trước trận quang, ngũ chỉ hướng phía trước chảo một cái, từ bốn phía tụ đến một chút kim quang, ngưng tụ thành một khối kim bài, ở phía trên khắc phủ văn, sau đó ném về phía trước. Kim bài hóa thành một đạo lưu quang, lóe ra liền bay vào trong trung ương, biến mất không thấy. Lý Vân Tiêu nói. Ngọc bài truyền âm trực tiếp, trận linh sẽ không phá hủy chứ. Hắc hắc. Tây Bối thượng nhân cười nói. Cũng không biết trận linh này là quá tự phụ, hay là ngốc, lại chưa bao giờ ngăn trở ta cùng với phổ câu thông, nó chỉ không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trận hoàn một bước mà thôi. Rất nhanh, từ trung ương trận hoàn bay ra một đạo hắc mang, rơi vào trong tay Tây Bối thượng nhân. Thần thức của hắn đảo qua, nhất thời đem hắc mang chảo diệt, cười ha hả. Trong lòng Lý Vân Tiêu căng thẳng không hiểu. Trong cơ thể cùng ma chủ phổ liên hệ tựa hồ lần thứ hai bị xúc động, mơ hồ có thể cảm nhận được phong ấn trong bạch quang sao động. Tây Bối thượng nhân nói. Ma chủ vừa truyền âm, nói trận linh bởi vì tam thập tam thiên biến hóa đã bị ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần chúng ta liên thủ liền có thể trực tiếp xóa đi trận linh,
lúc này chậm chậm ma diệt trận quang này là tốt rồi. Ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, thiên đạo có thường, xem ra trời xanh đối với ta còn không tệ. Hắn nhìn lướt qua Linh Mục Địch, Tuần Thiên Đấu Ngưu cùng Ngạc Ngư, cười hắc hắc nói. Tuần Thiên Đấu Ngưu của Linh Mục Địch, khôi lỗi thần luyện thép, còn có trận phong biến hóa, cũng có thể giúp đỡ, xuất thủ một lượt đi. Nói xong, da thịt trên người của hắn lần thứ hai trơn chuột, làm cho có linh tính lên, thân thể như mập ra vài phần. Tay áo vung lên, Hoàng Chiêu Trung liền bay ra ngoài, ở trên trận quang lung lay. Minh văn trên trung hiện ra, nhiễu ở bốn phía cổ trung, như là chuông nhạc, vang ở bên tai không dứt. Thể xác và tinh thần của Lý Vân Tiêu chấn động, chuông lọt vào tai, thần thức chịu ảnh hưởng, đầu óc tựa hồ ngốc trệ thoáng cái. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục thanh minh. Tu luyện đại diễn thần quyết, tuy rằng thần thức so ra kém thuật đạo đỉnh phong cường giả, nhưng cường độ linh hồn so với bọn hắn lại không kém, có thể chấn nhiếp tâm thần của mình, đã cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn. Uống, tính tâm ngưng thần. Tây bối thượng nhân rất sợ hắn bị chuông nhiếp hồn, vội vàng trầm giọng quát, song trưởng không ngừng bay múa, đánh ra các loại quyết ấn chấn ở trên chung, kéo ra từng mảnh tàn ảnh, toàn bộ không gian phong ấn trở nên sóng gợn mất trật tự. 33 vòng trận quang tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên rung động. Bất quá chỉ sát na, một cánh tay ánh sáng trùng lên, hướng cổ chung chộp tới. Tây bối thượng nhân hét lớn một tiếng nói. Lên! Thân ảnh hắn lóe lên, xông về phía trước. Hai tay chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một cái đại chùy to cỡ miệng chén, phía trên có phù văn kim sắc lóe ra, hướng cổ chung gõ đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt bị kim quang làm đau đớn, nội tâm cả kinh, nguyên lai Hoàng Chiêu Trung này còn có nguyên bộ, có chùy gõ chung, hai người hợp nhất, uy thế càng thêm kinh khủng. Đang! Hoàng Chiêu Trung rung động, âm ba từng vòng, cánh tay của trận linh đắm chìm trong âm ba, liền dừng lại một chút, trên cánh tay cũng hiện ra sóng gợn. Phanh thoáng cái nổ lên, hóa thành quang điểm rơi xuống trong trận. Ha ha! Tây bối thượng nhân cuồng tiếu không ngớt, kích động nói. Quả nhiên thực lực không bằng trước, Lý Vân Tiêu, mau mau xuất thủ, dùng đâu xuất thiên phong đập nó. Lý Vân Tiêu lần thứ hai tế ra đâu xuất thiên phong, hóa thành một tòa núi nhỏ hướng trận quang oanh khứ. Ngọn núi đánh vào một trận hoàn, tạo nên ánh sáng rung động. Tốt, đập tốt. Chính là như vậy. Đang. Tây bối thượng nhân liều mạng đập chung, đại lượng âm ba hóa vũ, nhao nhao trùng xuống. Đột nhiên trận quang lân lân, tiếng xé gió nổi lên, vô số linh quang hóa thành chỉ bạc bay ra, như thiên nữ tán hoa, bắn khắp bầu trời. Bong bong chanh. Kim chùy của Tây bối thượng nhân đảo qua, đánh bay đại lượng chỉ bạc. Nhưng Hoàng Chiêu Trung cùng đâu xuất thiên phong cũng bị vô số chỉ bạc quấn lấy, sợi tơ băng bó thẳng tắp. Muốn kéo chúng vào trong trận quang. Bất hảo. Tây bối thượng nhân nâng kim chùy đập vào chung, tả hữu lắc lư, không ít chỉ bạc tan nát, nhưng phía dưới lại có một mảnh ngân quang phá không lao tới, kéo hai kiện huyền khí chặt hơn. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, thuấn di tới đâu xuất thiên phong, kiếm quyết thay đổi, bảy đóa băng sát tâm diễm nhiễu ở quanh kiếm thương chảm hồng, hướng chỉ bạc chém xuống. Suy suy. Cả ngọn núi bị hỏa quang bao phủ, tất cả chỉ bạc bị đốt cháy. Đâu xuất thiên phong hóa thành cỡ bàn tay, bị kéo về trong cơ thể. Tây bối thượng nhân cả kinh, đại hỉ nói. Ta quên người có băng sát tâm diễm, mau tới trợ ta. Không chỉ có Hoàng Chiêu Trung, hiện tại ngay cả kim chùy cùng trên người hắn cũng tràn đầy sợi tơ, càng dẫy càng loạn. Lý Vân Tiêu mở ra kiếm thế, bảy đóa liên hoa bay qua. Giống. Từ trong trận quang đột nhiên vọt lên một con cự thú trong suốt, há to mồm phun tới. Ào ào, nước màu trắng xông lên, nhằm về phía bảy đóa liên hoa, giang hà tràn lan, mặc dù không thể diệt băng sát tâm diễm, nhưng lại chấn nó bay xa. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đây là hình thái bản thể của trận linh sao. Long Quy lần thứ hai hét lớn một tiếng, thân thể tăng lớn mấy lần, thiên địa hóa thành đại dương mênh mông, tất cả mọi người đều rơi vào trong nước. Tây bối thượng nhân kiệt lực quát, cẩn thận, chớ để nước kéo xuống dưới. Bằng không liền không ra được. Đại dương phảng phất ngưng tụ uy năng tứ hải, không ngừng xông tới mọi người, phổ lực cùng Tuần Thiên Đấu Ngưu trước nhất gánh không được, phổ lực mới gào thét đại nhân cứu ta, đã bị đại dương cuốn xuống phía dưới. Sau đó Tuần Thiên Đấu Ngưu cùng Linh Mục Địch cũng cầm cự không nổi, mắt thấy rơi vào vòng xoáy. Lý Vân Tiêu cả kinh,
trên người hắn có đầu xuất thiên phong, có khả năng định trụ một phương không gian, lũ lụt tạm thời quyền bất động, nhưng mắt thấy tuần thiên đấu như cùng linh mục địch tiêu thất, hắn khẩn trương, vội vàng bấm niệm thần chú, dùng kiếm bổ ra một lối đi, phi thân xuống phía dưới. Không nên xuống phía dưới. Tây bối thượng nhân lạc giọng quát, hai mắt trợn to điên cuồng hét, nhưng Lý Vân Tiêu không để ý tới. Tinh thể Long Quy xoay người lại, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Tây bối thượng nhân, há mồm phun một cái, lại bắn ra vô số chỉ bạc, ở trong nước kích bắn đi, quấn lấy Tây bối thượng nhân cùng Hoàng Chiêu Trung, mạnh mẽ kéo xuống. Tây bối thượng nhân đầu đầy mồ hôi, liều mạng chống lại, nhưng thân thể vẫn chậm rãi chìm xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Sốt cục rầm một tiếng, toàn bộ thân thể bị đại dương mênh mông bao trùm, mất đi phòng ngự, lập tức rơi vào phía dưới. Rầm rầm, lũ lụt khắp bầu trời gầm thét, từ từ gió yên sóng lặng. Trong không gian mực nước không ngừng giảm xuống, toàn bộ chảy tới trong miệng Long Quy, rất nhanh thì khô cạn, 33 đạo trận quang lần thứ hai nổi lên. Tinh thể Long Quy chậm rãi bay trên không, liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bầu trời mờ tối, phía dưới là núi đồi đại lục vô tận, tĩnh mịch nặng nề, không có chút khí tức nào, có chỉ là âm phong trận trận. Hai mắt Long Quy nhìn phía dưới, ở trên một tầng nham thạch, đám người Lý Vân Tiêu giật mình dòm ngó chung quanh. Sắc mặt Tây bối thượng nhân trắng bệch, có chút thất thần, lẩm bẩm nói. Xong, tận thế rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đây là đâu? Tây bối thượng nhân tựa hồ bị đả kích cực lớn, ở nơi đó không lên tiếng. Phổ lực nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ở đây là nơi phổ đại nhân bị phong ấn, tầng thứ nhất tam thập tam thiên. Tầng thứ nhất, Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, thần thức tản ra, phương viên mấy trăm dặm đều ở trong phạm vi cảm giác. Ngoại trừ trận trận âm phong ra, trong đại địa ẩn chứa ma khí kinh khủng, ngay cả nham thạch cũng bị nhuộm thành đen kịt. Ha ha ha, nghĩ không ra chúng ta sẽ có một ngày gặp mặt. Tây bối thượng nhân, đại địa run lên, ma khí kinh khủng từ trên mặt đất thẩm thấu ra, như ma hải đem mọi người bao bọc. Lý Vân Tiêu vội vàng bấm niệm thần chú. Trên người hiện ra ma văn, tùy ý ma khí đập vào mặt, bị hắn thu nạp không ít. Cái biến hóa này để cho phổ lực ngây ngẩn cả người, cổ quái nhìn hắn vài lần, im lặng không lên tiếng, nhưng mà trong mắt toát ra kinh khủng đối với ma chủ. Số lớn ma khí hội tụ trên bầu trời, rất nhanh ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, vẻ mặt âm trầm. Ma chủ phổ pháp tướng trang nghiêm, giống như đế phân thân, nhưng có thêm một cổ khí tức thượng vị giả, như vạn linh thần phục dưới chân. Phổ lực không ngừng run rẩy, rốt cục quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được ma lực áp chế, quyết ấn biến đổi, ma văn đầy người thối lui, đổi thành bất diệt kim thân, quang mang bắn ra bốn phía, gánh lấy uy áp. Hắc hắc, ánh mắt phổ đảo qua, tựa hồ không nhận ra Lý Vân Tiêu, trực tiếp rơi vào Tây bối thượng nhân nói. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài co đầu rút cổ 10 vạn năm, như cái xác không hồn ẩn núp. Đổi lấy hôm nay bị phong ấn như ta, ha ha ha, thật thú vị. Tây bối thượng nhân tức đến cả người run run, chỉ vào phổ giận dữ hét. Đều là ngươi, ngươi cái thứ không nói tín dụng, không phải nói đồng loạt ra tay sao? Phổ cười một tiếng, ha hả nói. Đồng loạt ra tay, ta ra không được làm sao xuất thủ. Sắc mặt Tây bối thượng nhân nghẹn đến đỏ bừng, như huyết dịch cả người cũng xông lên, gầm rú nói. Hiện tại ta cũng xuống. Người đời này là không ra được. Phổ cười to nói. Ha ha ha, ra không được liền ra không được, dù sao đợi 10 vạn năm cũng quen. Nhưng ngươi, 10 vạn năm qua đem bản thân thi hóa, chống đỡ tuế nguyệt tập kích, hàng năm chỉ có một canh giờ sống lại, khổ cực sống đến bây giờ, kết quả lại như ta bị phong ấn, có thể cho ta biết cảm nghĩ của ngươi bây giờ không? Hoa hoa hoa, Tây bối thượng nhân tức đến vành mắt muốn nứt, da thịt đỏ thắm. Trên đỉnh đầu bị tâm tình ảnh hưởng, hóa ra từng vòng xoáy, lực lượng kinh khủng dâng trào, hai tròng mắt phun lửa. Thượng nhân không nên nổi giận. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, thời khắc này dáng dấp của Tây bối thượng nhân quá mức dọa người. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, nếu năm đó Tây bối thượng nhân là người phong ma, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hàng năm chỉ có một canh giờ sống lại, thời gian còn lại bảo trì trạng thái thi hóa. Có thể khiến năm tháng ăn mòn giảm đến thấp nhất. Như vậy tính ra, 10 vạn năm qua hắn tổng cộng chỉ sinh hoạt hơn 20 năm, sống không bằng chết như vậy, cuối cùng đổi lấy kết cục này, cho dù là ai cũng sẽ phát cuồng.
Lý Vân Tiêu quát lớn, Tây Bối thượng nhân đã sắp tẩu hỏa nhập ma a. Nếu trận linh bị hao tổn là sự thực, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, vẫn là có thể xông ra cực lớn. Khuôn mặt Tây Bối thượng nhân hồng quang chớp động, vòng xoáy trên đỉnh đầu cuồng vũ, như nguyên lực trong cơ thể hắn, hầu như không khống chế được. Ở Lý Vân Tiêu vừa hô, tâm tình luống cuống lập tức bị áp chế, vòng xoáy dần dần thu liếm, sau đó ở trên không tản ra. Tây Bối thượng nhân từ từ lấy lại lý trí, nhìn Long Quy phía xa, trong mắt lóe ra hàn ý nói. Nói không sai, chúng ta liên thủ vẫn là có thể đánh chết Long Quy, xông ra. Phổ cười lạnh nói. Đừng quá lạc quan, Long Quy này ta cùng với hắn chiến đấu chẳng biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị đánh chạy, 10 vạn năm qua bổn tọa chịu đòn cũng thành thói quen. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, lời này từ trong miệng ma chủ ngang dọc một đời nói ra, thực sự là khó được. Xem ra Phổ cùng đế quả nhiên có không ít khác nhau, tuy rằng trong xương lộ ra cao lãnh, nhưng không có lệ khí. Tây Bối thượng nhân hai tay tạo thành chữ thập, chậm rãi điều tức nguyên lực, nói. Tất cả mọi người đem trạng thái điều chỉnh tốt, đợi đồng loạt ra tay tiến trận linh kia lên Tây Thiên. Da trên người hắn co rụt lại, như là thây khô, lộ ra khung xương lởm chởm, trong miệng phun ra nuốt vào khí tức bạch sắc. Cũng không phải là nguyên lực phổ thông, mà là thần dịch lực. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm thụ được thần dịch lực trên người người khác, so với trong cơ thể hắn cường đại hơn nhiều lắm. Hắn cũng yên lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Đợi hắn mở hai mắt ra, phát hiện Long Quy trên bầu trời đã không thấy, tựa hồ mặc kệ bọn họ. Phổ nói, trận linh này có nhiệm vụ thủ hộ phong ấn, phòng ngừa ta bỏ chạy. Chỉ cần ta không xông lên, nó sẽ không xen vào việc của người khác. Tây Bối thượng nhân điều tức viên mãn, nhìn chằm chằm 33 tầng trận quang một hồi, nhân tiện nói. Lý Vân Tiêu, dùng đâu xuất thiên phong đánh văng Long Quy ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày, loại giọng điệu ra lệnh này hắn không thích, nhưng lúc này không nhìn những tiểu tiết kia a. Lục sắc lóe lên, liền hóa thành ngọn núi thông thiên, hướng thiên khung bay đi. Đỉnh núi trực tiếp đâm vào trận quang, kích ra rung động. Sau đó từ bên trong bay ra vô số ngân tuyến, cùng tình huống lúc trước giống nhau, trói chặt đầu xuất thiên phong kéo đi. Đồng thời trong trận quang lộ ra đầu long, những ngân tuyến kia chính là từ trong miệng hắn phun ra, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ đang quan sát mọi người. Tây Bối thượng nhân lập tức quát. Động thủ. Hắn lóe lên trước, liền tiêu thất ở tại chỗ, một đạo kim quang nhảy vào thiên khung, ở cách Long Quy không xa hóa thành chân thân. Cầm lấy kim chùy liền hướng đầu rồng kia đánh. Lý Vân Tiêu không đợi hắn nói, liền trực tiếp thuấn di tới đầu xuất thiên phong, chém ra hỏa liên, đốt tuyệt tất cả chỉ bạc. Long Quy hơi lung lay, toàn bộ thân thể liền tiêu thất ở tại chỗ, Tây Bối thượng nhân chỉ có thể đánh hụt. Ở địa phương cách hai người mấy trăm trượng, ma chủ Phổ đột nhiên xuất hiện, hướng trong hư không chào một cái. 3. Ngũ chỉ tựa hồ sáp vào cái gì đó, cố sức xé ra. Đem Long Quy chậm rãi kéo ra ngoài. Chỉ thấy ngũ chỉ của hắn cắm vào trên mặt Long Quy, thâm nhập vào thịt, gắt gao kéo lấy nó, cười như điên nói. Ha ha, người cái tử quy này, cũng sẽ có hôm nay sao? Long Quy cũng không có vẻ đau xót, cố sức há mồm, sau khi phát hiện kéo không ra, liền lắc lư đầu, hai mắt đỏ ngầu thoáng cái biến thành tinh hồng, trực tiếp bắn ra hai đạo hồng mang, đánh vào trên người Phổ. Phốc, phốc. Hai tiếng xé gió vang lên, tựa như đánh xuyên sa bích, trên người Phổ phá ra hai cái lỗ, nhưng không có bất luận tiên huyết gì. Ha ha, đi tìm chết đi. Phổ cười to mấy tiếng, hai người chiến đấu 10 vạn năm, từ lâu đã biết người biết ta. Ngũ chỉ cố sức chảo, thình thịch bạo tạc, đầu cùng thân thể Long Quy nổ ra, vỡ thành vô số tinh thạch. Hai tay Phổ kết ấn, vẽ ra một dấu ấn hình lục giác, hướng phía trước áp đi. Ma khí ngập trời từ trong dấu ấn tuôn ra, trong khoảnh khắc kết thành mấy trăm ma sát, điên cuồng thôn phệ những tinh thạch kia. Khắp bầu trời đều là tiếng kêu oa oa của ma sát, để Lý Vân Tiêu cùng Tây Bối thượng nhân mục trừng khẩu ngốc. Đột nhiên có ma sát dừng lại, như là bị định thân thuật, khuôn mặt dữ tợn dại ra, đồng thời ánh sáng trên người cũng bắt đầu hóa thành lam sắc, bang bang vỡ vụn. Một trận gió xoắn tới, vô số bột phấn tinh thạch từ trong mấy trăm ma sát bay lên. Xoay tròn ở trên không, kết thành thân thể một nam tử. Hừ, muốn lại ngưng hình, sợ là không có dễ dàng như vậy. Phổ
Phổ nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng thân thể kia điểm một cái, một chùm tia sáng bắn qua. Phanh! Đầu của nam tử thoáng cái bị xỏ xuyên, lấy động kia làm trung tâm, bắt đầu nứt nẻ ra. Sau đó lại là tiếng xé gió chói tai, trong phút chốc Phổ liền điểm ra mấy trăm chỉ, đều đánh vào trên người nam tử. Phanh, phanh, phanh. Nam tử nhất thời bị đánh thành tổ ong vò vẽ, đồng thời toàn thân cũng rạn nứt, thình thịch một tiếng nổ lên, lần thứ hai nổ thành vô số bột phấn. Ha ha, thoải mái, người cũng sẽ có hôm nay sao? Phổ cười như điên, vung tay lên, ma sát hiện lên khắp bầu trời, dữ tợn bay qua thôn phệ bột phấn. Đột nhiên 33 tầng trận quang tăng lên ánh sáng, hạ xuống một vòng trận quyển, nơi đi qua ma khí thanh trừ, mình mông hãn hãn. Ầm ầm. Trận quang kia đánh vào trong vô số ma sát, ép bọn nó tới nát bấy. Mà bột phấn lam sắc ở dưới trận quang che chở, liền lượn vòng lên, ngưng tụ ra thân ảnh nam tử, cả người trong suốt, tinh mỹ như ngọc. Nam tử giơ tay lên, trận quang kia thoáng cái thu nhỏ lại, hội tụ ở trên đầu ngón tay của hắn, giống như một điểm, trực tiếp chỉ xuống, tựa hồ là đáp lại vô số chỉ lực của ma phổ. Ầm ầm, quang giới thoáng cái phóng đại, nghiền ép không gian, hướng ma chủ ép tới. Phổ thu liễm dáng tươi cười, bắt đầu ngưng trọng, tay bấm niệm thần chú, thân thể lập tức hóa thành một đoàn ma khí, lóe lên liền tiêu thất ở trước trận quang. Trận linh thấy thế, đưa ra ngũ chỉ lăng không nắm xuống, trận quang kia lập tức ngừng lại, ở trên không trung xoay chuyển, hóa thành một cái thủ hoàn màu tím nhạt, bay trở về. Màu sắc thủ hoàn cùng trận quang giống nhau như đúc, đeo vào trên cổ tay trận linh, lẳng lặng đứng ở đó, đợi ma chủ xuất hiện. Còn sững sờ ở đó làm chi? Không phải là đồng loạt ra tay sao? Đột nhiên Phổ xuất hiện ở bên cạnh đám người Lý Vân Tiêu nói. Đây là hình thái cuối cùng của trận linh, cùng Long Quy là một loại biểu tượng hắn thích diễn biến. Chỉ hoàn kia chính là trận quang ngưng tụ, tổng cộng có 33 hoàn, trận hoàn xuất hiện là trạng thái mạnh nhất của hắn. 33 đạo. Lý Vân Tiêu cùng Tây Bối Thượng Nhân đều kinh hãi, thất thanh kêu lên. Phổ gật đầu nói. Bằng không các người nghĩ sao? Nếu như là tiểu lâu la mà nói, bổn tọa còn có thể bị ngăn 10 vạn năm sao, nếu trận hoàn của hắn bị phá hủy, như vậy không gian đối ứng liền mất đi căn bản, từ từ tiêu vong. Sắc mặt Tây Bối Thượng Nhân âm trầm, lạnh giọng nói. Khó hơn nữa cũng phải lên, bằng không liền chết ở đây. Hắn nhìn Phổ Lực một cái nói. Người cũng lên. Phổ Lực vội vàng đáp. Dạ. Hắn lấy ra chiến đao. Nghiêm chỉnh chờ đợi. Phổ nói. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, vẫn là có một đường sinh cơ. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý phiết qua Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, không rõ Phổ là có ý gì. Theo lý thuyết hai người gặp lại, tuyệt sẽ không gió yên sóng lặng như vậy, tựa như người xa lạ. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là kiêng kỵ Tây Bối Thượng Nhân. Ánh mắt của hắn liếc qua Linh Mục Địch ở sau lưng, gặp Linh Mục Địch không có nhiều phản ứng. Không khỏi suy đoán sâu hơn. Linh Mục Địch cùng Tây Bối Thượng Nhân nhất định là nhận thức, là chiến hữu 10 vạn năm trước, gặp mặt vậy mà cố ý làm bộ như khôi lỗi, trong đó tất nhiên có kỳ hoặc. Tây Bối Thượng Nhân nói, người cùng hắn giao thủ nhiều lần, nên chiến như thế nào, người phân phó đi. Phổ nói, phong ấn đại trận này là thập phương quy tắc của thiên vũ giới ngưng tụ, trận quang hầu như có khả năng khắc chế vạn vật, không có nhược điểm gì đặc biệt. Nhưng dù sao qua 10 vạn năm, lực lượng sói mòn hơn phân nửa, nên diễn hóa tam thập tam thiên. Hơn nữa Lý Vân Tiêu đập vỡ tầng thứ tư, ta có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trận linh suy nhược, nhưng dù vậy cũng khó mà ngạnh kháng. Vậy nên chúng ta kéo trụ trận linh, Lý Vân Tiêu tiếp tục dùng thổ hệ huyền khí cùng băng sát tâm diễm oanh kích hạch tâm tầng thứ nhất, đây là biện pháp có khả năng đánh vỡ phòng ấn nhất. Tây Bối Thượng Nhân lập tức nói. Tốt, chúng ta tận lực kéo dài là được. Như vậy cũng không cần liều chết. Mọi người thương nghị thoáng cái, liền trực tiếp tản ra, thi triển độn thuật bay về phía trận linh. Tây Bối Thượng Nhân bấm niệm thần chú, hoàng triều cổ trung hóa thành to lớn, hướng trên người trận linh trùm tới. Lý Vân Tiêu nâng đầu xuất thiên phong, trực tiếp thuấn di tới trận quang tầng thứ nhất, ném đầu xuất thiên phong tới. Núi nhỏ ở trên không trung cuồn cuộn, mỗi lần cuồn cuộn liền lớn thêm mấy lần, cuối cùng hóa thành cự phong. Sáu đạo thổ hệ hội tụ thành tuyến, kích vào hạch tâm trận quang. Ầm ầm, lục sắc tụ hợp, quấy trận quang tầng thứ nhất như sóng biển lân lân,
từng tầng sóng gợn lan qua 32 tầng khác. Cả người Trận Linh run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hạch tâm trận quang, ngũ quan trong suốt không có dung nhan gì, lại có thể nhìn thấy giữa hai lông mày có một luồng kinh sắc. Hắn chợt phung nắm tay khua ra ngoài, đánh ra sóng gợn kích động ở trên hoàng chiêu trung, phát sinh âm cổ thanh thúy. Đồng thời thân ảnh lui ra, hư không tiêu thất. Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu nhận thấy được nguy hiểm, đang muốn thuấn di, lại phát hiện không gian bị phong tỏa, một đạo quang hoàn màu tím nhạt đánh đến. Hắn lại càng hoảng sợ, thân ảnh hóa lôi lóe lên, liền dán ở trên đâu xuất thiên phong, theo sơn thế như du long đào tẩu. Quang hoàn màu tím nhạt đánh vào đâu xuất thiên phong, khiến lục sắc tụ hợp bất ổn, từ trong hạch tâm trận quang tách ra, lần thứ hai hóa thành sáu đạo. Trận linh một kích không trúng, cũng không truy, mà là bấm niệm thần chú, giơ cao khỏi đầu. Từ trên tam thập tam thiên lần thứ hai rơi xuống ba đạo quang hoàn, đều lớn cỡ trăm mẫu, hướng đâu xuất thiên phong sáu đi. Đột nhiên ma chủ phổ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau nó, ngũ chỉ hư nắm một đoàn ma quang, đánh tới đầu trận linh. Quang mang trên người trận linh hoảng hốt bất định, ở dưới ma quang chiếu xuống không ngừng tan giả. Thân thể hắn hơi chao đảo một cái, tay trái bấm niệm thần chú, trận hoàn màu tím nhạt bay đến, thoáng cái rơi vào tay, lóe ra vô số phủ quang kim sắc, ở trước mặt kích đáng. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai loại quang mang tương hỗ thôn phệ, hai người cũng đứng tại chỗ không lui về phía sau một bước, tất cả đều dùng thân thể ngạnh kháng dư ba trùng kích. Trên thân thể phổ không ngừng tuôn ra ma khí, tựa như ngọn lửa màu đen, hướng phía sau tán đi. Một kích này hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, hai người đánh nhau 10 vạn năm, đây đó rõ như lòng bàn tay, muốn giết chết trận linh cơ hồ là sự tình không thể nào, trừ khi hắn có thể trở về đến đỉnh phong 10 vạn năm trước. Cho nên mục đích là kiềm chế đối phương, để cho Lý Vân Tiêu xuất thủ. Trận linh cũng ở dưới trùng kích, trận hoàn trên tay không ngừng run rẩy. Cách đó không xa, ba đạo trận hoàn lần lượt hạ xuống, bao trùm mà đến, ràng buộc quang mang của đâu xuất thiên phong, giống như thiên màn đè xuống, cả ngọn núi bị áp bách, phát sinh tiếng nổ thật to. Lý Vân Tiêu cũng cảm thụ được áp chế, trên người kim quang chớp động, hai tay bấm niệm thần chú, trực tiếp khu động sơn thể đánh tới ba đạo trận hoàn. Lục sắc ánh sáng từ trung ương trận hoàn lộ ra, tản vào trời cao, hóa thành một mảnh hoàng quang mông mông, như là địa giới kéo dài tới. Toàn bộ không gian trong ba tầng trận hoàn cũng phát sinh gấp khúc. Vốn là trận hoàn muốn kiềm chế đâu xuất thiên phong, lúc này lại bị phản chế, thoáng cái tách ra, thành ba viên hoàn nhiễu ở xung quanh đâu xuất thiên phong xoay tròn. Trận linh quay đầu lại nhìn, trên người tinh thể lóe ra thanh quang, trực tiếp ở dưới phổ áp chế phân ra một đạo phân thân, thuấn di tới trước người Lý Vân Tiêu, đánh ra một quyền. Thình thịch một tiếng, không gian bị kích bạo, quyền cương kia giống như đồng truy, cách người mấy trượng liền cảm nhận được áp lực, trên nhục thân kim quang lóe ra bất định, lục phủ ngũ tạng như bị chen thành một khối, khó chịu như muốn xé rách thành mảnh vỡ. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, phát hiện hô hấp khó khăn, thanh âm cũng không phát ra được. Đột nhiên một mảnh kim quang từ trên trời rơi xuống, đang đánh ra âm cổ, tất cả quyền cương mang tới áp lực toàn cho đều biến mất. Chỉ thấy hoàng chiêu trung hạ xuống, gắn trận linh phân thân vào bên trong. Bóng người lóe lên, tây bối thượng nhân liền xuất hiện ở trước đại trung, vung chùy lên đánh xuống phía dưới. Đang đang, minh văn trên trung chấn nảy lên, âm cổ đẩy ra, càng nhiều âm ba lực kích động ở trong trung, không gian cũng theo chuông mà hoảng động. Đột nhiên trong trung truyền đến một tiếng vỡ nát. Từ trong trung thoáng cái bay ra đại lượng quang điểm màu xanh nhạt, toàn bộ là giáp xác trùng lớn chừng ngón cái, tỉ mỉ nhìn lại, diện mục như người, mỗi một cái đều là thủy tinh thể đơn độc, phe phẩy cánh chào hướng tây bối thượng nhân cùng Lý Vân Tiêu. Trận linh này cơ hồ là bất tử bất diệt, giống như nguyên tố, vô luận phân liệt như thế nào đều có thể ngưng hóa thành hình, hơn nữa so với nguyên tố phổ thông kiên cố gấp vạn lần. Phanh, phanh, phanh. Lý Vân Tiêu lấy ra kiếm thương chảm hồng, múa ra một mảnh kiếm cương che ở trước người, kín không kẽ hở. Mỗi một lần kiếm thương chảm hồng hạ xuống, đều có thể đánh bay mười mấy con giáp xác trùng, nhưng không thể giết chết, bốn phía đều là tiếng đánh ầm ĩ. Bất quá trong kiếm cương mang theo băng sát tâm diễm, như kiếm tường hỏa bích, sâu kia cũng trong lúc nhất thời không phá được. Tây bối thượng nhân lại biến sắc, dùng hoàng chiêu trung đem mình bao lại, toàn bộ sâu giã lấy thân trung, binh lách cách bàng, chấn màng tai người đau nhức.
Số lớn sâu thấy hai người trong lúc nhất thời khó mà phá được, lần thứ hai phân ra một cổ bay tới đám người linh mục địch. Mấy người vừa cùng sâu tiếp xúc, lập tức không địch lại. Tuần thiên đấu ngưu hóa ra kết giới trận quang, trong nháy mắt bị đánh bại, số lớn sâu ghé vào trên người nó, phát sinh thanh âm trùng rảo, đem mặt ngoài thần khôi khai ra hố nhỏ rậm rạp chằng chịt. Cửu thiên lục đại la hoàn từ trên cổ tuần thiên đấu ngưu bay ra, xoay tròn ở trên người, hồng quang không ngừng đảo qua thân thể, đánh vào trên người sâu, có thể quét dọn bộ phận, nhưng hiệu quả không lớn. Linh mục địch cũng huy vũ song quyền, đánh văng ra mảng lớn sâu, nhưng không thể đánh hết, đám sâu dùng hàm răng thật nhỏ gặm thân thể, cũng may thần luyện thép dị thường kiên cố, hắn cũng không cảm thấy thống khổ. Trạng thái của ngạc ngư là tốt nhất, trực tiếp hóa thành trận phong cùng sâu chu toàn, khó mà tổn thương bản thể nó. Chỉ có phổ lực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh như nước chảy xuống, chiến đao múa kín không kẽ hở, nhưng vẫn bang bang phanh bị đục lỗ, sâu trực tiếp nhảy vào trong cơ thể hắn, phốc 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 tiến vào. A! À, thanh âm thống khổ không ngừng từ trong miệng phổ lực truyền ra, đao mang kia trong nháy mắt tan rã, mấy trăm sâu bay vào trong cơ thể, sau đó liền thấy có từ trong miệng bò ra ngoài, có càng phá vỡ hầu mà ra, hắn lập tức nói không ra lời, nhưng mà hai tay liều mạng huy vũ. Rất nhanh, đám sâu chui vào tựa hồ ăn hết nội tạng, tất cả đều phá vỡ ra thịt bay ra. Phanh một tiếng, thân thể phổ lực trực tiếp hỏng mất, hóa thành vô số ma sát hoa hoa lượn vòng. Sâu kia lần thứ hai đánh về phía ma sát, mảng lớn ma sát bị cắn chết, hóa thành ma khí tinh thuần nhất, đoàn đoàn tán trên không trung. Một gã cường giả, trong chớp mắt liền hài cốt không còn. Linh mục địch nhíu mày. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn lại xa xa. Trong kiếm quang hỏa hải của Lý Vân Tiêu, thỉnh thoảng có lôi quang bắn ra, phảng phất nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Cuồng vũ khốc huyễn, thiên thu muôn đời. Hai thanh âm quen thuộc, đột nhiên kiếm quang thoáng cái triệt khai, lôi đình hóa thành kết giới, lóe ra cường quang gai mắt. Ở trong kết giới, một đoàn độc khí màu xanh biếc lan tràn, cũng phát sinh thanh âm đùng đùng như lôi quang. Xoay tròn lưu lưu cầu. Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam song chiêu hợp nhất, ầm ầm một tiếng. Lôi độc kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn trượng. Tất cả sâu thoáng cái hóa xanh, trên người lóe ra lôi quang, nhưng vẫn như cũ không có việc gì, ở trong lôi giới phi hành, điên cuồng lao hướng hai người. Tuy rằng lực công kích không giảm, nhưng ở dưới diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu, rõ ràng có thể thấy được lục độc thẩm thấu đến trong sâu, lôi quang cũng thành phiến tràn lan, tạo thành phá hư. Thiên thiếu! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, song đồng hóa huyết. Triển khai thần kỹ lực, chỗ ánh mắt nhìn, lực lượng lôi điện tựa hồ đề thăng, trắng trợn phá hư tinh thể kết cấu của sâu. Đồng thời hắn lại hóa ra ba đầu sáu tay, lãnh kiếm băng xương bay ra, ở trên không kết trận, kiếm ý tản ra, hộ vệ ở bốn phía. Đồng thời đại bi mộ vân cảnh cũng bay ra ngoài, kết thành cảnh trận, bắn ra vô số cảnh quang, hóa thành trận giới tinh xảo đặc sắc hơn, đem sâu vây vào bên trong. Nhưng bất quá chỉ chốc lát, cảnh trận liền nghiền nát. Trận giới tiêu thất, ảm đạm. Vạn kiếm đồ hoảng hốt bất định, phía trên tràn đầy sâu cắn xé, ngay cả 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng bỏ đầy sâu, gặm lấy thân kiếm. Hắn và Bắc Quyến Nam đều toát mồ hôi lạnh, phổ lực chết ở trước mắt, chết kiểu như vậy quá mức kinh khủng, hai người cũng nghĩ mà sợ. Sắc mặt ma phổ ngưng trọng vạn phần, quát. Ma binh. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, nhớ tới ma binh A Nan ma Phật. Nếu có thể thi triển ra chiêu tam thiên thế giới, cũng có thể nuốt trọn những con trùng này. Suy nghĩ một chút, cũng không do dự nữa, bỗng nhiên thi triển ra chân ma pháp tướng cự linh cũng hóa ra ba đầu sáu tay, đều tự bấm niệm thần chú. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hơi biến sắc, dưới bầu trời phong ấn, hắn cảm giác không được lục đạo ma binh tồn tại, nhưng mà loáng thoáng có loại liên hệ, lại nắm lấy bất định. Xa xa trong ánh mắt ma chủ phổ toát ra tinh mang. Hét lớn một tiếng. Ma nguyên thiểm. Hai tay tuôn ra vô số ma quang, đánh văng trận linh ra, sau đó ma khí ngập trời dựng lên, liền mất đi tung ảnh của hắn. Sau một khắc, ma chủ phổ xuất hiện ở trước chân ma cự linh, vậy mà trực tiếp vọt vào, cùng cự linh hợp hai làm một. Cái gì? Thân thể Lý Vân Tiêu run lên, trong chớp nhoáng này hắn phát hiện bản thân cự linh sống lại, thoát khỏi khống chế của hắn. Ba mặt ma phương đồng thời mở mắt. Đều là mặt mang trào phúng, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Phổ, ngươi! Lý Vân Tiêu cả kinh, biết chân ma cự linh đã bị ma chủ phổ khống chế,
nhưng không rõ cái này ý vị như thế nào. Ha ha ha, ba cái miệng đồng thời cười như điên, ma phổ đã triệt để dung nhập chân ma pháp tướng, quát. Ma binh, tinh vân tối đen như mực ở bốn phía pháp tướng hiện lên, lực lượng kinh khủng phảng phất nhảy qua giới mà đến, toàn bộ không gian phong ấn run rẩy. Hoàng chiêu trung đột nhiên tuôn ra cường quang, từ bên trong truyền đến thanh âm kim chùy va chạm, đánh văng vô số sâu ra. Tây bối thượng nhân thoáng cái từ bên trong xuất hiện, kinh hãi nhìn, đặc biệt trong tinh vân truyền tới lực lượng kinh khủng, thất thanh kêu lên. Lục đạo ma binh, cái này, tại sao có thể như vậy? Chân ma pháp tướng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Tây bối thượng nhân, nói. Làm sao, kỳ quái sao Tây vực chi vương bối kinh hoàng? Cả người Tây bối thượng nhân run lên, trong ánh mắt bắn ra tinh mang, tên này đã có 10 vạn năm chưa từng nghe qua. Tất cả sâu đột nhiên ngừng lại, hướng trận linh bay đi, đều dung nhập trong cơ thể hắn. Toàn bộ tinh thể lần thứ hai dung hợp làm một, nhưng mà ở trên người trận linh nhiều hơn không ít lấm tấm màu xanh biếc, chính là thất huyễn lục yểm độc, tuy rằng thân thể nhiễm độc, nhưng tựa hồ không có ảnh hưởng. Trận linh khôi phục thân thể hoàn chỉnh, hai tay bấm niệm thần chú, từ trong bầu trời phong ấn đánh xuống hơn 10 đạo ánh sáng, toàn bộ ngưng tụ thành hoàn. Đầu xuất thiên phong ngăn chặn ba đạo cũng phá không đi, toàn bộ trở lại bên cạnh hắn. 33 đạo trận hoàn nhan sắc không đồng nhất đeo vào toàn thân, cổ, hai chân, cánh tay, phần eo, chỉ. Trong đó một đạo bạch sắc trận hoàn, chính là hạch tâm phong ấn biến thành, thì làm binh khí cầm trong tay. Tựa hồ ma chủ phổ biến hóa đưa tới nó cảnh giác độ cao, thi triển ra toàn bộ lực lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bối kinh hoàng hoảng sợ nhìn ma vân xoay tròn, còn có ma binh trên cánh tay, hư thực bất định, chỉ là tồn tại, để người cảm thấy áp lực thật lớn. Ma phổ lạnh như băng nhìn hắn, cười khẩy nói. Bối kinh hoàng, 10 vạn năm qua, ngươi không một khắc ngừng suy nghĩ làm sao cắn nuốt ta, thu được toàn bộ lực lượng của ta. Nhưng đáng tiếc a, thiên ý trêu ngươi, cảm ơn ngươi thay ta mang Lý Vân Tiêu đến. Lý Vân Tiêu, bối kinh hoàng cả kinh nói. Các ngươi quen nhau, cái này, điều này sao có thể? Phổ cười lạnh nói. Không có gì là không thể, chỉ là ngươi không muốn tin tưởng mà thôi. Nói cho ngươi biết một chuyện khiến ngươi phát cuồng, thiên vũ giới sinh ra, tụ tập giới lực mà thành thiên thánh khí giới thần bia đang ở trong tay Lý Vân Tiêu. A, à, bối kinh hoàng thoáng cái dại ra, sau đó thân thể cự chiến, thất thanh nói. Giới thần bia, Lý Vân Tiêu, giới thần bia ở trong tay ngươi. Lúc này hắn mới phát hiện người bên người Lý Vân Tiêu, đồng tử đột nhiên co lại, cả kinh nói. Bắc Quyến Nam. Bắc Quyến Nam quần áo bạch y, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, chính là dáng dấp năm đó. Gặp qua Tây vực vương bối kinh hoàng đại nhân. Bắc Quyến Nam cung kính nói, sắc mặt bình tĩnh. Sắc mặt bối kinh hoàng tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đưa tay tới nói. Đưa giới thần bia cho ta. Lý Vân Tiêu ung dung thản nhiên, ôm quyền nói. Nghĩ không ra Tây bối thượng nhân là Tây vực chi vương năm đó, trước thất kính. Nếu đại nhân biết giới thần bia, cũng minh bạch thánh khí có linh, phải tự hành chọn chủ, mặc dù cho đại nhân thì có ích lợi gì. Bối kinh hoàng hừ một tiếng, cắn răng một cái, khiển trách nói. Ngươi không cho ta, sao biết giới thần bia chọn chủ không phải là ta? Luận thực lực, luận sâu xa, luận cống hiến cho thiên vũ giới, ta đều vượt xa ngươi, có tư cách thu giới thần bia hơn. Nhanh cho ta. Tâm tình của hắn đã khó khống chế. Lệ khí từ trên người tản ra, thần dịch lực không ngừng tuôn ra, hóa thành hình mây cuồn cuộn. Gặp Lý Vân Tiêu không đáp, hắn cũng không có kiên trì, bạch quang lóe lên liền thuấn di tới trước mặt Lý Vân Tiêu, đưa ra ngũ chỉ bắt tới. Thân thể Bắc Quyến Nam khẽ động, một đạo bạch mang nảy lên, muôn đời ngự kiếm đâm tới. Phanh! Ngũ chỉ của bối kinh hoàng chộp vào trên thân kiếm, trực tiếp làm muôn đời ngự kiếm đứt đoạn, hóa thành vô số thi lễ bay đi. Kinh khí càng nổ lên, đánh bay Bắc Quyến Nam. Lý Vân Tiêu sớm đã có chuẩn bị, mặc dù Bắc Quyến Nam không ra tay, bối kinh hoàng cũng không chạm được hắn. Thân hóa lôi đình lóe lên, liền rời khỏi mấy trăm trượng, quát. Bối kinh hoàng đại nhân, người muốn làm gì? Bối kinh hoàng thực lực mạnh, thâm bất khả chắc, nếu động thủ cũng không phải hắn có thể chống đối, vì vậy tay bấm niệm thần chú, ngũ chỉ đi lên không chảo một cái. Đầu xuất thiên phong vẫn đứng yên vặn vẹo thoáng cái, liền rơi xuống, hóa thành một thước cao,
treo ở lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Bối Kinh Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, hướng hắn vươn tay ra, lạnh lùng nói. Làm cái gì, tự nhiên là đến thu giới thần bia của ta, nhanh cho ta. Lý Vân Tiêu nộ cười nói. Giới thần bia của ngươi, đại nhân quy tức 10 vạn năm, da mặt cũng biến thành vỏ rùa a. Muốn chết, thân ảnh Bối Kinh Hoàng nhoáng lên, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, kim chùy đánh tới. Ầm ầm, không gian mà Lý Vân Tiêu đứng bị chùy đánh nát, đồng thời hóa ra một vòng xoáy, đem tất cả quang mang hút vào. Nhưng Lý Vân Tiêu sớm có chuẩn bị, chỉ để lại tàn ảnh, chân thân xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, nổi giận nói. Bối Kinh Hoàng, đừng quên lúc này ở chỗ nào, còn có ma chủ cùng trận linh, người muốn chọn đời bị giam cầm sao? Ha ha, đợi giết người đoạt lại giới thần bia, ta liền có thể chém giết trận linh, chém giết ma chủ, sau đó từ nơi này đi ra ngoài. Trong mắt Bối Kinh Hoàng bắn ra lệ khí cùng sát khí, trên mặt kim quang lúc ẩn lúc hiện, triệt để nhập ma rồi. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Người cũng quá đề cao nó đi, nếu có uy năng như thế, năm đó phong ma chi chiến cũng sẽ không lan đến một giới. Bối Kinh Hoàng quát. Năm đó là năm đó, bây giờ là hiện tại, nhanh đưa giới thần bia cho ta. Hắn cơ hồ điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, phá không vào tới. Ma chủ cùng trận linh ở bên người cũng mặc kệ, trong mắt chỉ có điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu không nháy. Kim chùy ca ca, kéo dài đến 8 trượng, sát khí từ trong truyền ra, mạnh mẽ đánh tới. Một mảnh kim quang chiếu rọi bầu trời, đem không gian mình có phong kín, để cho Lý Vân Tiêu tránh cũng không thể tránh. Ma phổ cùng trận linh ở cách đó không xa rằng co, đối với hai người biểu thị tựa hồ không có nhiều hứng thú. Ma phổ ba đầu sáu tay, một mặt pháp tướng lạnh lùng, một mặt pháp tướng lại là nhìn Bối Kinh Hoàng cùng Lý Vân Tiêu, khóe miệng vung lên châm chọc, còn có mặt pháp tướng hai tròng mắt khép hờ, sắc mặt trầm ngưng, tựa hồ trong miệng nói lẩm bẩm. Trên sáu tay vẫn là ma khí uốn lượn, binh khí chi ảnh hư thực lóe ra, truyền ra uy lực cuồn cuộn, trang nghiêm túc mục. Trận linh vẫn không nhúc nhích, giống như sơn nhạc. Toàn thân tản ra trận hoàn, hơn 30 loại màu sắc rực rỡ tản ra. Hắn nhìn chằm chằm ma phổ, phảng phất người còn lại căn bản không vào mắt. Xa xa trong phiến kim quang, chiến chùy kích ra. Mặc dù Lý Vân Tiêu kinh sợ, nhưng không hoảng loạn, mặt mang màu sắc trang nhã, tay bấm niệm thần chú. Đầu xuất thiên phong từ lòng bàn tay của hắn bay lên, đón gió mở lớn, chắn ở trước người. Sau đó mình cũng hóa thành thanh quang lóe lên, lôi đình nhiễu ở bốn phía ngọn núi. Ầm ầm, kim chùy đánh ở trên núi, chấn lên tảng lớn thổ thạch cùng lôi quang. Vô số đạo lôi điện như là rắn nhỏ dọc theo kim ca tụng đi tới, muốn công kích Bối Kinh Hoàng, nhưng cách ba thốn liền bị thần dịch lực ngăn trở, không thể gần người. Ha ha, chút tài mọn, thần cảnh cũng không phải, có tư cách gì làm chủ giới thần bia, đi tìm chết đi. Bối Kinh Hoàng hét lớn một tiếng, tay bấm niệm thần chú liền điểm tới lôi điện trên kim ca tụng. Trong mắt hắn tinh mang chớp động, từ lâu biết lôi điện chính là bản thể của Lý Vân Tiêu biến thành. Ngũ hành linh thể ở thiên vũ giới hiện tại có khả năng đi ngang, nhưng ở trước mặt hắn cũng chỉ thường thôi. Đột nhiên lôi đình trên kim ca tụng tụ lại, hóa thành một bàn tay, chỉ quyết bấm một cái, lóe ra lôi quang mông mông, cũng đồng thời điểm tới. Đó là... Mí mắt của Bối Kinh Hoàng đột nhảy, chỉ thấy hai ngón tay đột nhiên xa nhau, như là quái thú há mồm, phun ra một đạo thiểm điện tử sắc. Chi, đây là... Bối Kinh Hoàng cả kinh, nhưng đã không kịp, tử lôi hóa thành rắn nhỏ, thoáng cái phá tan quyết ấn của hắn, đánh vào mũ chỉ. Thình thịch, thủ trưởng nổ đầy vết máu, lôi đình theo cánh tay mà lên, toàn bộ cánh tay tê dại, gân xanh bạo khởi. Tử phủ diệt thế thần lôi, không thể nào. Bối Kinh Hoàng vẫn như cũ khó có thể tin, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng có thể đục lỗ thần dịch lực của hắn, trực tiếp thương tổn bản thể, ngoại trừ thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi ra, lại không có bất luận đồ vật gì khác. Ngươi không chỉ có giới thần bia, trên người còn có tử phủ thần lôi, không lưu ngươi được. Cánh tay Bối Kinh Hoàng tê dại, nhưng sát tâm nổi lên, thần dịch lực trên tay phải đánh ra, đánh văng toàn bộ lôi đình trên kim ca tụng, sau đó vung lên đánh tới lôi điện. Thanh sắc lôi điện từ trên kim ca tụng ly khai, hóa thành chân thân của Lý Vân Tiêu, vừa thấy kim chùy hạ xuống, liền hóa lôi lần thứ hai, trực tiếp ẩn ở phía sau đầu xuất thiên phong. Ầm ầm,
Kim Ca Tụng đánh vào đâu xuất thiên phong, đại lượng thổ thạch rơi ra, hướng hư không vọt tới. Lục sắc nguyên tố lóe ra vài cái, đột nhiên đâu xuất thiên phong đón gió lớn lên, hóa thành trăm trượng, vẫn đang không ngừng tăng lớn. Vách núi như tường đồng trùy thiết, áp tới bối kinh hoàng. Hắn biết huyền khí này lợi hại, không dám khinh thường, cũng trực tiếp lóe lên bay vào trong lục quang, đứng trên một tảng đá lớn. Cầm Kim Ca Tụng trong tay, thần thức lan ra ngoài, nhưng đại địa chi lực quá mạnh, trực tiếp hấp thu thần thức, hoàn toàn không cách nào dò thám biết được bất kỳ tình huống. Bối kinh hoàng nhíu mi, lúc này đâu xuất thiên phong đã cao nghìn trượng, so với núi nhỏ thông thường còn muốn lớn hơn, Lý Vân Tiêu ẩn thân ở bên trong, căn bản không tìm ra được. Ra đây, đi ra cho ta. Hắn gầm lên mấy tiếng, quơ kim chùy loạn đả, bang bang phanh chấn lên thổ thạch cùng bụi bậm, nhưng trên núi trống trơn, không có bất kỳ đáp lại. Có bản lĩnh ngươi liền trốn ở bên trong cả đời. Bối kinh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, ném những lời này xong liền bay ra ngoài, trực tiếp lên tới vạn trượng hư không, quan sát xuống phía dưới. Đầu xuất thiên phong lớn lên mấy nghìn trượng, cùng ngọn núi thông thường không khác, chậm rãi từ không trung hạ xuống, cắm vào vùng đất đen nhánh, ùng ùng hãm xuống trăm trượng. Bối kinh hoàng ở trên không cũng chỉ có thể thấy quang mang nguyên tố, hoàn toàn không thấy được tung tích của Lý Vân Tiêu. Chỉ biết ở trong núi này, lại chẳng biết chỗ cư ngụ. Hảo, người đã ẩn núp, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bối kinh hoàng đợi một lúc, kiên trì khô kiệt, ném ra hoàng chiêu chung, đánh mạnh kim chùy tới. Đang, tiếng chuông vang lên, phiền muộn như nội tâm hắn lúc này, hóa ra vô số sóng âm đánh vào đâu xuất thiên phong, số lớn thổ thạch băng diệt, cả ngọn núi bị chấn đến bụi bậm nổi lên bốn phía. Nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn như cũ không thấy Lý Vân Tiêu đi ra. Chơi đủ chưa? Tiếng chuông rốt cục đưa tới ma phổ bất mãn, hắn quát một tiếng, một mặt pháp tướng lộ ra sắc mặt giận dữ, mở miệng kêu, hai mảnh môi tạo ra một hình dạng cổ quái, sau đó một tiếng sáo dài từ trong phun ra. Ô ô, âm ba đâm rách bầu trời, cùng thanh âm của Hoàng Chiêu Trung đan vào một chỗ, hình thành âm thanh ầm ĩ, phảng phất có muôn vàn binh khí va chạm, binh lách cách bảng chấn ra kim quang. Bối kinh hoàng cả giận nói. Phổ, ngươi. Ma phổ cười lạnh nói. An tĩnh một chút cho bổn tọa. Là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi, chung quy không phải là của ngươi. Thiên đạo lựa chọn, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Lý Vân Tiêu người mang thiên mệnh, mà ngươi, lại không phải. Hắn nâng tay, giơ ngón trỏ lên lắc lư vài cái, khóe miệng tràn đầy châm chọc. Im miệng, ta mới là người thiên mệnh sở quy. Bối kinh hoàng nội chỉ vào ma phổ, quát. Nếu không phải người mang thiên mệnh, bổn tọa sao có thể kinh lịch 10 vạn năm bảo tồn đến nay? Chỉ là một điểm này liền có thể chứng minh thiên mệnh quy ta. Thiết! Ma phổ vẻ mặt chẳng đáng, ung dung nói. Điểm ấy ngươi nói cũng không sai, nhưng thiên mệnh của ngươi, à không, phải nói là 10 vạn năm sứ mệnh của ngươi, chính là vì đưa Lý Vân Tiêu tới chỗ này. Hôm nay sứ mạng của ngươi đã xong, thiên mệnh kết thúc. Ngươi liền nhận mệnh đi. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhận mệnh, nhận cái mệnh gì, muốn nhận mệnh chính là các ngươi. Thân ảnh bối kinh hoàng lóe lên, cùng Hoàng Chiêu Trung tiêu thất, trực tiếp thuấn di tới trước ma phổ, vỗ thân trung, vô số phù quang tản ra, cổ trung hóa thành nửa mẫu rơi xuống, muốn chấn áp phổ. Đem toàn bộ lực lượng của bọn ngươi cho ta đi, đạt được năng lượng cường đại nhất, đây mới là thiên mệnh mà bối kinh hoàng ta nên có. Hoàng Chiêu Trung không chỉ có kim quang lóng lánh, hơn nữa còn có ma văn bay lượn. Trên da bối kinh hoàng chẳng biết lúc nào hiện ra hoa văn màu đen, cùng lúc Lý Vân Tiêu vận chuyển ma công độc nhất vô nhị. Ấu chỉ! Ma phổ cười một tiếng, nói. 10 vạn năm qua ngươi cũng không có được, thì vĩnh viễn cũng không chiếm được. Một cánh tay nắm chặt, binh khí hư thực hoảng hốt thoáng cái ngưng thật lên. Lực lượng kinh khủng từ trên binh khí kia tán ra, lại có ma hoàn hiện lên. Mở lớn tới mấy trăm trượng. Đương đương. Hoàng Chiêu Trung ở dưới uy thế cuồn cuộn trùng kích, không ngừng chấn ra âm dung. Cổ tay của ma chủ run lên, a hàm chảm cốt đao chém ra đạo đạo tàn ảnh, đón đại trung chém tới. Ầm ầm. Trên bầu trời bị chém ra một cái khe, toàn bộ tam thập tam thiên cũng rung động. Phanh. Đao mang đen nhánh đánh vào thân trung, lập tức đem kim quang chém tan hơn phân nửa. Hoàng Chiêu Trung kịch liệt lượn vòng, minh văn trên trung từng cái lóe lên rồi biến mất.
sắc mặt Bối Kinh Hoàng âm trầm, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, triệt để mất đi lý trí, trực tiếp thuấn di xuống, kim chùy đập vào trên trung. Đang! Một mảnh kim quang tản ra, hơi kháng trụ đao khí. Nga! Mí mắt Ma Phổ nhảy một cái, khóe miệng vung lên, cười một tiếng nói. Vô dụng! Cổ tay cố sức đè xuống dưới một cái, trên A hàm chảm cốt đao phát sinh huyền khí chi âm, như trở lại tuyên cổ tuế nguyệt, khai thiên tích địa. Thình thịch, kim quang trên hoàng chiêu trung trong nháy mắt bị đánh tan, đao mang chém lên thân trung, ầm ầm nổ tung. Huyền khí bạo hủy, lực lượng ma đao kinh khủng không giảm, trùng kích mà lên. Bối Kinh Hoàng hoảng hốt, ánh mắt điên cuồng giống như bị người dội nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng quét ngang kim chùy qua, chắn ở trước người. Ầm ầm, kim chùy ngăn thoáng cái, đột nhiên đứt đoạn, cả người cũng bị ma quang nuốt vào. Sau khi A hàm chảm cốt đao tiêu diệt Bối Kinh Hoàng, liền chém vào trong trận quang của Tam Thập Tam Thiên, dâng lên một mảnh ma khí, dẫn tới bầu trời chấn động không ngớt. Hừ, tạm thời buông tha ngươi, đợi giết trận linh xong, lại tính tới chuyện giết ngươi hay là đem ngươi biến thành ma nô. Ma Phổ cười một tiếng, tay cầm đao buông ra, biến trở về quyết ấn. A hàm chảm cốt đao huyền phù ở trước ấn, lần thứ hai hư thực hoảng hốt. Trong khe rãnh cách mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra thân ảnh của Bối Kinh Hoàng, khuôn mặt tái nhợt, ngụm lớn thổ huyết, máu cũng là kim sắc. Không có khả năng, nếu ngươi có thể dùng lục đạo ma binh, không cần đợi đến hôm nay a. Khí tức trên người Bối Kinh Hoàng kịch liệt rơi xuống, như là mất đi máu huyết toàn thân, làm cho khô gầy lên, da thịt dán trên đầu khớp xương, xương gò má hãm xuống phía dưới. Ma Phổ châm chọc nói. Ngươi đã quên ta mới vừa nói sao? Đa tạ ngươi mang Lý Vân Tiêu đến a, ngươi nói hắn luyện thành chân ma pháp tướng như thế nào? Bối Kinh Hoàng cả người run lên, trong mắt lộ ra kinh khủng, thất thanh nói. Lẽ nào, hắc hắc, chính là đế phân thân a. Một mặt pháp tướng của Ma Phổ cất tiếng cười to, gằn giọng nói. Ha ha, nghĩ không ra 10 vạn năm sau, ta còn có thể thu hồi bộ phận ma nguyên. Năm đó ma chủ đế bởi vì chính tà chi niệm mà một phân thành hai, hôm nay hai ý niệm lần thứ hai hợp nhất, lý niệm pha nhiễm, nhưng mà lực lượng thuần túy nhất. Ở dưới Tam Thập Tam Thiên kết giới, ta đích xác không cảm ứng được lục đạo ma binh tồn tại. Nhưng đế phân thân trên người Lý Vân Tiêu, là có thể tùy ý cảm thụ ma binh, ta được đến bộ phận ma nguyên này, không chỉ có thể tùy ý khu xử ma binh, hơn nữa loại lực lượng kia cũng đã trở về. Tây vực chi vương. Có phải rất tuyệt vọng hay không? Ma Phổ cười như điên, ba mặt pháp tướng cũng lộ ra trào phúng, lạnh lùng nhìn Bối Kinh Hoàng, phảng phất nhìn lấy năm tháng của quá khứ. Phốc! Bối Kinh Hoàng bị đả kích, lần thứ hai phun ra một búng máu, tựa hồ hồi quang phản chiếu, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, thân thể khô gầy bắt đầu run run. Trên đầu xuất thiên phong, lục quang giống như tầng mây biến hóa, Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, như cưỡi mây đạp gió. Vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Ma Phổ, lạnh giọng nói. Đạt được, người đem ma nguyên của ta cướp đi không trả. Trả. Ma Phổ há to mồm, nhịn không được cười như điên nói. Ha ha ha, cười đau bụng bổn tọa a. Nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, lạnh lùng giễu cợt nói. Trả lại con mẹ ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra lãnh mang, song quyền siết chặt. Ma Phổ nói. Không cần nhìn ta như vậy. Hiện tại là vật quy nguyên chủ mà thôi. Tiểu tử ngươi không tệ, đợi ta giết trận linh xong, có thể cho ngươi trở thành người hầu của ta, thống lĩnh tất cả ma nô. Lý Vân Tiêu ôm hai tay trước ngực, lạnh lùng nói. Đợi ngươi thật giết trận linh rồi hãy nói, cẩn thận ta ở một bên bắn tên trộm. Ma Phổ cười lạnh nói. Ngươi mất đi ma nguyên, lại không thể hoàn toàn nắm giới thần bia trong tay, trong mắt ta so với Bối Kinh Hoàng còn không bằng, nhiều thêm ngươi cũng chẳng có gì. Ngươi đã không muốn trở thành nô bộc của bổn tọa, cũng được, ta nguyên bản còn muốn ngươi đem kiếm trong tay dâng ra, hiện tại xem ra ta phải tự mình động thủ lấy. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng, lười để ý đến hắn. Tuy rằng mất đi đại lượng ma nguyên, nhưng vẫn không có quá nhiều tức giận, đây có lẽ là cơ hội duy nhất đánh bại trận linh lao ra phòng ấn A. Về phần ma nguyên mất đi, luôn có thể tìm cơ hội cướp về, cho dù đoạt không về. Ở cổ ma tỉnh hay thiên đãng sơn mạch khổ tu chút thời gian cũng có thể tu về. Hiện tại Bối Kinh Hoàng trọng thương trong người, đã không còn uy hiếp với hắn. Vì vậy hai tay bấm niệm thần chú, thu đâu xuất thiên phong vào,
thoáng cái trở lại bên cạnh đám người Bắc Quyến Nam, lại phát hiện mất đi thân ảnh của Linh Mục Địch. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Bối Kinh Hoàng hiện ra thân ảnh của Linh Mục Địch, lặng yên không một tiếng động. Bối Kinh Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Cho dù bỏ đá xuống giếng, cũng không dám chính diện, mà phái Khôi Lỗi đến đánh lén ta sao, phi, người như vậy còn nói thiên mệnh sở quy. Còn thành chủ nhân của giới thần bia. Hắn từ lâu phát hiện tung tích của Linh Mục Địch, cười nhạo xoay người vỗ đi một trường. Mặc dù là Khôi Lỗi thần luyện thép, cũng không để ở trong lòng quá nhiều. Khi hắn quay đầu, cả người bỗng nhiên run lên, đồng tử trừng giống như chuông đồng, chỉ thấy một cây ngân tiên hạ xuống, mang theo mấy đạo tàn ảnh cùng chút phù văn. Chi, nghịch hồn tiên. Hắn thoáng cái nhận ra huyền khí kia, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, thất thanh kêu lên. Làm sao có thể? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, đã tránh không khỏi, liền đổi trưởng thành quyền, đem toàn bộ lực lượng dưới vào trong quyền. Ầm ầm. Một quyền kia đánh vào nghịch hồn tiên, kích lên vô số ngân quang, nghịch hồn tiên bị đánh bay ra ngoài, quyền kình đánh vào trên người Linh Mục Địch, thân thể thần luyện thép cũng bị chấn lui về phía sau, trong ngực còn in một dấu quyền. Phốc. Tuy Linh Mục Địch bị đánh lui, nhưng tựa hồ bị thương là Bối Kinh Hoàng, khuôn mặt hắn kinh khủng, tê thanh nói. Nghịch hồn tiên, quả nhiên là nghịch hồn tiên. Ngươi không phải là Khôi Lỗi. Một tiên quất ở trên tay hắn, trực tiếp tổn thương hồn phách. Lúc này trên quyền cốt còn có ngân phù chớp động, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, khuôn mặt tái nhợt. Bối Kinh Hoàng đầu đầy mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Ngươi rốt cuộc, là ai? Linh Mục Địch ngoắc tay, nghịch hồn tiên liền bay trở về, nắm ở trong tay, rốt cục mở miệng nói. Ngươi đã đoán được, nhưng không dám tin mà thôi. Chi? Bối Kinh Hoàng thở ra một hơi lãnh khí, sợ đến lùi lại mấy bước, thất thanh nói. Không thể nào, ngươi làm sao có thể còn sống? Linh Mục Địch lạnh nhạt nói. Ngươi có thể còn sống, sao ta không thể? Bối Kinh Hoàng thoáng chấn định bản thân, nói. Ngươi không phải là trấn áp hồng thạch, không để cho Huyền Vũ Tinh Cung chảy vào hư không sao, chẳng lẽ ngươi nuốt lời? Linh Mục Địch nói. Ta há là người nuốt lời. Quá trình trong đó ta không muốn nói với ngươi, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, giới thần bia Bi Linh đi đâu rồi? Sắc mặt Bối Kinh Hoàng chợt biến, thoáng cái mới quay trở lại, cười ha ha nói. Linh Mục Địch, người đã không có nhục thân, ký túc ở trên người Khôi Lỗi, cũng muốn có ý đồ với giới thần bia sao? Linh Mục Địch cũng không thèm để ý hắn trào phúng, lạnh nhạt nói. Người đã biết ta mất đi nhục thân. Liền không có khả năng luyện hóa giới thần bia, làm sao phải nảy lên tà tâm. Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nói. Bi Linh ở đâu lại có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp tiểu tử kia? Linh Mục Địch nói. Giới thần bia tự hành chọn chủ, nếu nó chọn Lý Vân Tiêu, ta tự nhiên phải giúp hắn. Về phần ngươi, chấp niệm quá nặng, là không có khả năng luyện hóa giới thần bia. Ngươi câm miệng cho ta. Bối Kinh Hoàng giận dữ hét. Vì sao ta thì không thể? Dựa vào cái gì, ta chỗ nào kém tiểu tử thúi kia? Dựa vào cái gì ta không thể đạt được giới thần bia? Linh Mục Địch, năm đó chúng ta nắm tay tác chiến, ngươi có thể trợ giúp ta không? Chỉ cần ta được đến giới thần bia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trọng tố nhục thân cho ngươi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khát vọng, mong đợi nhìn. Linh Mục Địch giơ nghịch hồn tiên lên, sải bước đi tới, nói. Ngươi đã khăng khăng một mực. Ta chỉ có thể đánh hồn phách ngươi tàn phế, lại tự hành tìm tòi. Thân thể Bối Kinh Hoàng run lên, phảng phất không thể tin được nói. Ngươi muốn siêu hồn ta. Nghịch hồn tiên dâng lên ngân quang, lăng không đánh tới, đó là câu trả lời tốt nhất của Linh Mục Địch. Ầm ầm. Bối Kinh Hoàng không dám ngạnh kháng, vội vàng lắc mình trở ra, cắn răng nghiến lợi nói. Vì sao, ngươi vậy mà muốn siêu hồn phách của ta? Linh Mục Địch một kích không trúng. Vẫn chưa sốt ruột, mà tiếp tục đi đến Bối Kinh Hoàng. Đối phương đã trọng thương, rất khó lật bàn, kéo càng lâu đối với hắn chỗ tốt cũng càng lớn. Bởi vì ngươi đã là u ác tính của thời đại này, lưu lại có ích lợi gì? Linh Mục Địch vẫn là biểu tình lạnh như băng, đạm nhiên nói. U ác tính, ha ha, ngươi nói ta là u ác tính. Năm đó nếu không có ta, các ngươi có thể giết chết ma chủ sao, giới này sớm đã phá hủy. Bối Kinh Hoàng gào thét, trong mắt tràn đầy oán độc. Linh Mục Địch gật đầu nói.
ngươi thật sự xuất lực không nhỏ. Nhưng 10 vạn năm trước, ngươi cũng không phải loại hiền lành gì, chỉ bất quá phong ma chi chiến liên quan quá lớn, người người có trách nhiệm, ngươi vì thiên hạ xuất lực cũng chính là vì mình xuất lực. Mà ta trăm triệu lần không nghĩ tới là, ngươi lại tiềm nhập trong phong ấn, muốn cướp đoạt lực lượng của ma chủ, may mà không có thể thành công, ta bây giờ nghĩ đến vẫn còn sợ. Bối Kinh Hoàng cắn răng cả giận nói. Nghĩ không ra các ngươi vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu. Linh Mục Địch, ngươi không có kết quả tốt. Trên gương mặt Linh Mục Địch lạnh như băng, lông mày nhíu lại nói. Bối Kinh Hoàng, ngươi cũng là một đời kiêu hùng, sao lại nói ra lời nói ấu trĩ như vậy? Là đối với mình thất bại không cam lòng sao, nếu ngươi không muốn mai một trong bụi bẩm, liền nói ra Bi Linh hạ lạc, ta có khả năng lưu ngươi. Hừ, thực sự là thiên đại chê cười. Bối Kinh Hoàng cười gần nói. Một khôi lỗi ngay cả nhục thân cũng mất, nói lưu lại ta, ha ha ha. Cho dù bổn tọa bị thương, cũng không phải ngươi ở thời khắc này có thể đối phó. Số lớn ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem toàn thân ma hóa, mở miệng phun, một đạo kim luân bay ra, nắm trong tay, hộ vệ ở trước người. Trên kim luân có khắc một gốc bảo thụ, đón gió nở rộ. Linh Mục Địch nhíu mi, không có hé răng. Nhưng mà cầm nghịch hồn tiên trong tay lẳng lặng đứng ở đó. Tuần Thiên Đấu Ngưu đạp một cái, liền bay tới bên cạnh Linh Mục Địch, cộng đồng cùng Bối Kinh Hoàng đối kháng. Ma đồng trong mắt ma phổ hơi co lại, nhìn chằm chằm kim luân bắn ra lãnh mang, lạnh lùng nói. Nghĩ không ra pháp thụ kim luân của bổn tọa lại rơi vào tay ngươi, ẩn núp thật sâu a. Bối Kinh Hoàng hừ nói. Pháp thụ kim luân này vẫn yên lặng ở trong đan điền của ta. Dùng ma khí tế luyện 10 vạn năm, đã sớm mất đi cảm ứng với ngươi, bị ta nắm trong tay hoàn toàn, tại sao nói đến ẩn giấu? Ma phổ gật đầu nói. Năm đó bổn tọa vượt giới mà đến, trong pháp tướng có 3 kiện thánh khí. Cổ thần chiến trường, pháp thụ kim luân cùng âm dương nhị khí bình đều thất lạc, chỉ bất quá hiện tại đã không cần. 3 kiện thánh khí này vốn là huyền khí tùy thân của hắn, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng cũng không thể so sánh với lục đạo ma binh. Năm đó mang theo trên người chỉ là một loại ôm ấp tình cảm cùng tập quán, dùng để đối phó phổ thông cường giả mà thôi. Hôm nay thực lực rơi xuống lợi hại, tự nhiên là lục đạo ma binh thuận tiện nhất. Lý Vân Tiêu không nhịn được nói. Muốn giết trận linh thì nhanh động thủ đi, ở đây nói nhiều cái gì, bản thiếu vẫn chờ đi ra ngoài đây. Tuy Bối Kinh Hoàng có pháp thụ kim luân, nhưng bị A Hàm chảm cốt đao cùng nghịch hồn tiên quất chúng. Nhìn ra được thương thế rất nặng, đã không thành uy hiếp. Hiện tại lo lắng duy nhất là ma phổ có thể chém giết trận linh hay không, nếu không thể, mọi người bị nhốt ở trong phong ấn, cũng không có gì đáng nói nữa. Linh Mục Địch cũng nhìn thấu điểm này, hết thảy then chốt là ma phổ đánh với trận linh một trận. Cho nên hắn cũng không vội ra tay với Bối Kinh Hoàng, nhưng mà thỉnh thoảng vung nghịch hồn tiên lên uy hiếp vài cái, để cho Bối Kinh Hoàng không thể an tâm điều tổn thương thế. Tức đến Bối Kinh Hoàng nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Ma phổ cười lạnh nói. Một mình ta chiến, cho các ngươi chài cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Lý Vân Tiêu nói. Bằng không thì sao, ai bảo ta thực lực không đủ, hữu tâm vô lực đây. Còn nữa, người đoạt đi ma nguyên của ta, coi như là ta đã xuất lực, nếu không muốn đơn độc đánh một trận mà nói, liền đưa ma nguyên cho ta, ta đến cùng hắn đánh. Thiết. Ma phổ suy cười một tiếng, nói. Lăn qua một bên nhìn rõ ràng, đợi bổn tọa giết trận linh này, báo thù 10 vạn năm giam cầm xong, lại đến thu thập các ngươi. Hắn cũng không sợ đám người Lý Vân Tiêu chạy, chỉ cần mấy người này không phá hư liền vạn hạnh, huống chi cường giả có thể bước vào đạo thần, không có loại chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Trong mắt ma phổ lóe lên hàn quang, rốt cục động thủ. Cánh tay của hắn nắm chặt, lần thứ hai ngưng ra A Hàm chảm cốt đao. Nhẹ hướng trận linh chém qua. Hai người đánh nhau 10 vạn năm, ma phổ đối với thực lực trận linh rõ như lòng bàn tay, mặc dù có nắm chắc chém giết đối phương xông ra, nhưng cũng không phải trăm chiêu là có thể thắng. Cho nên hắn không nóng lòng, mà thử bổ một đao, dù sao 10 vạn năm chưa từng vận dụng ma binh, chỉ có 2 lần phủ xuống trên người Lý Vân Tiêu mới miễn cưỡng thi triển. Đang! Trận linh vẫn không né tránh, mà là hai tay khoanh ở trước người. Trực tiếp dùng trận hoàn cản tới. Trận hoàn bị kích rung động, ánh sáng lay động, thân thể trận linh bị bước lui hơn 10 trượng. Ngoại trừ ma phổ ra, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến.
có thể dễ dàng ngạnh kháng A Hàm Trảm Cốt Đao như vậy, cuộc đời ít thấy. Ma Phổ hừ một tiếng, lơ đỉnh, chân thân lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Trận Linh. Cánh tay kia A Ma Vầng Bảo Đại Thịnh, 12 vầng sáng đều giải phong, như bảo tháp xuyên thấu vân tiêu, phát sinh thanh minh chém tới. Hai tay Trận Linh nắm bạch hoàn, ở trước người buông ra, hóa thành một tấm chắn kéo dài tới 10 trượng. Ầm ầm, A Ma Vầng Bảo chém ở trên bạch hoàn, 12 vầng sáng xoay tròn, khắp bầu trời là ma phù cuồn cuộn. Trung ương bạch hoàn như thủy cảnh, một mảnh ánh sáng nhạt mông mông, lúc này bị quấy phiên vân phúc vũ, thủy quang lân lân. Hai tròng mắt Trận Linh co rụt lại, chỉ thấy trong bạch hoàn, hơi nước không ngừng tách ra, vầng bảo dần dần đâm tới. Hai tay hắn chặp lại, bóp một đạo quyết ấn, trận hoàn bay ra ngoài, lăng không hóa thành chim màu sắc rực rỡ, tổng cộng 5 con, đi qua lá chắn. Sắc mặt Ma Phổ trầm xuống, quát một tiếng, A Hàm Trảm Cốt Đao tung bay, chém về phía 5 con sắc điểu. Phanh, phanh, phanh. Huyễn xuất 5 đạo đao ảnh chém ở trên sắc điểu, mỗi một đao hạ xuống đến chấn ra kim quang cùng phù văn. 5 con sắc điểu lập tức biến trở về trận hoàn, lóe lên liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đeo vào trên người Ma Phổ. Một vòng phong tỏa đao, một vòng phong tỏa cánh tay cầm đao. Còn có một đạo trận hoàn bay thẳng tới trước một mặt pháp tướng, hóa thành kim cô hạ xuống, phong tỏa ở trên trán. Trên cánh tay nắm A Ma Vầng Bảo cũng có hai cái trận hoàn toàn bị khóa lại. Ma Phổ lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy pháp tướng đau đầu muốn nứt, hai cánh tay nặng như Thái Sơn. Trên người Trận Linh thanh quang lưu động, hai tay bấm niệm thần chú đánh vào trung ương lá chắn, toàn bộ cái chắn co rút lại, biến thành cờ một thước vỗ xuống. A Ma Vầng Bảo bay ra ma văn không ngừng nổ lên, cả thanh kiếm bị đánh lui trở lại. Lực lượng của bạch sắc trận hoàn trùng trùng điệp điệp, như chiến xa nghiền ép, hai cánh tay Ma Phổ rũ xuống, một mặt pháp tướng thống khổ. Thân thể hắn hơi đổi, trên một cánh tay lóe lên hắc mang, một khối thiết bài đen nhánh đưa ngang trước người, phía trên tràn đầy quân văn, giống như vô số quy giáp. Ầm ầm, trận hoàn đánh vào tấm chắn, chấn lên linh áp, toàn bộ không gian không ngừng hoảng hốt. Hầu như bị đập vụn. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không gì sánh được, uy lực cuồn cuộn ở trên không trung ba động, khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Hắn có thể cảm thụ được máu trong cơ thể bắt đầu khởi động, đồng thời càng ngày càng nóng. Tấm chắn chính là A Nan Hành Sát, trước đây ở hải ngoại đánh với Thiên Minh một trận, Ma Phổ đã từng phủ xuống dùng nó, ở trong đầu Lý Vân Tiêu có để lại ấn tượng. Nhưng lúc này ảnh hưởng hắn, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Khí tức luống cuống cũng không phải là ma binh, mà là bạch sắc trận hoàn tán ra ba động. Phảng phất trong đầu có linh quang hiện qua, lại không thể nắm lấy. Loại cảm giác này, nội tâm Lý Vân Tiêu lo lắng, tựa hồ có thứ gì trọng yếu trôi qua, bản thân lại không thể nắm chặt, để cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Tĩnh tâm ngưng thần, hảo hảo cảm ngộ, đây là thập phương quy tắc. Đột nhiên âm thanh của Linh Mục Địch xa xa truyền đến, trong tròng mắt Linh Mục Địch chớp động vẻ kinh dị. Nhìn trạng thái của Lý Vân Tiêu, chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu đỏ bừng, lỗ chân lông dương lên, tiên diễm tựa hồ có huyết chảy ra. Thân thể Lý Vân Tiêu run lên, tỉnh ngộ lại. Nguyên lai loại cảm giác này, là thần cảnh quy tắc mà thiên vũ giới tiêu thất 10 vạn năm, khiến vô số võ giả thiết tha ước mơ. Vừa đọc hiểu rõ, nhất thời bách khiếu đều thông. Hắn hai đời đều vượt qua võ đạo điên phong, ở cảnh giới siêu phàm nhập thánh đợi quá lâu. Rốt cục cảm nhận được một tia biến hóa không đồng dạng. Thần dịch lực ở đan điền chẳng biết lúc nào đã sôi trào, hóa thành dòng suối nhỏ tư nhuận toàn thân, nơi đi qua thân thể phát sinh cải biến. Sắc mặt Bối Kinh Hoàng tái xanh, nhìn Lý Vân Tiêu biến hóa, biết đây là dấu hiệu muốn bước vào thần cảnh. Từ vũ đạo nhảy vào đạo thần, cũng là một cửa khẩu thập phần hung hiểm, sơ sẩy một chút liền thân tử đạo tiêu. Nội tâm Bối Kinh Hoàng không ngừng cầu khẩn. Mong Lý Vân Tiêu bị mất mạng tại chỗ, liền bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng không như mong muốn, trạng thái trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng tốt, đồng thời thỉnh thoảng có lôi điện từ trong cơ thể bắn ra, phát sinh thanh âm đùng đùng, lóe ra thoáng cái lại biến mất. Pháp thụ kim luân trong tay hắn đột nhiên hơi động, đại thụ thoáng cái sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có kim quang chập chờn. Người cuối cùng sẽ làm chuyện điên rồ. Linh Mục Địch vẫn luôn cảnh giác Bối Kinh Hoàng. Phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, càng đề phòng vạn phần. Nghịch hồn tiên đón gió mà chướng, hóa thành ngân kiếm.
Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng lung lay đầu, bao u kêu lên, hồng quang trên cổ lóe ra bất định. Sắc mặt Bối Kinh Hoàng biến đổi, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Kim Luân hơi lung lay vài cái, rốt cục ngừng lại, quang mang ám đi. Nội tâm hắn thở dài một tiếng, hiển nhiên là bỏ qua xuất thủ. Ngoài Linh Mục Địch cùng Tuần Thiên Đấu Ngưu, còn có Bắc Quyến Nam cùng Ngạc Ngư, bốn người liên thủ, bản thân vị tất có thể thành công, một mặt khác là quá trình vũ đạo bước vào thần đạo, cổ động thập phương quy tắc, vô ý liền có thể bạo thể mà chết, loại trùng kích này cũng sẽ khiến mình bị vết thương chí mệnh. Hai bên đứng yên bất động, đợi thời cuộc biến hóa. Hơn nữa bạch sắc quang hoàn của trận linh đánh vào A Nan hành sát, chấn ra thập phương quy tắc ba động, đối với thương thế của hắn cũng có hữu ích. Trong mắt Linh Mục Địch tinh mang chớp động, nói. Nếu sau trận chiến này có thể đi ra ngoài, những thập phương quy tắc này sẽ trở lại đại địa, toàn bộ thiên vũ giới sẽ rực rỡ hẳn lên, kéo dài hàng tỷ năm. Hừ, những thứ này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Bối Kinh Hoàng lạnh lùng nói. Bất quá một khôi lỗi mà thôi, ngươi coi là thánh nhân gì? Thiên vũ giới tồn tại bao lâu, ngươi cũng không thấy được. Linh Mục Địch lắc đầu nói. Loại sự tình này, người ích kỷ như ngươi là sẽ không hiểu. Bối Kinh Hoàng cười nhạo nói. Ha ha, là ta ích kỷ, thì tính sao? 10 vạn năm trước, năm đó không có ích kỷ sớm đều chết sạch, không ai còn sống. Sống, mới có hy vọng, sống, mới có thể leo đỉnh cao hơn, sống, mới là đạo lý. Hắn có chút kích động, châm chọc nhìn Linh Mục Địch, tràn đầy chẳng đáng. Linh Mục Địch bình tĩnh nói. Sống tự nhiên là tốt. Nhưng có thể sống ý nghĩa không? Chiến hữu năm nào chết hết, mặc dù ta ngươi còn sống, ở trong 10 vạn năm tuế nguyệt, thậm chí tương lai càng lâu, ngươi có thể chịu được loại cô đơn dày vò này sao? Khuôn mặt Bối Kinh Hoàng co quắp thoáng cái, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói. Chỉ cần có mong muốn, là có thể chịu được, cũng như ta 10 vạn năm quy tức, cũng đã tới đấy thôi. Sống không chịu được như thế, vậy sao ngươi không chết đi? Linh Mục Địch nói, nếu như cho lựa chọn lần nữa, ngươi sẽ chọn sống như 10 vạn năm qua sao, chỉ là thời gian lâu lắm, ngươi sinh ra một tập quán còn sống mà thôi. Về phần ta, bởi vì ta sống còn ý nghĩa, chỉ ít ta sẽ không công đi tìm chết. Bối Kinh Hoàng nhịn không được run lên, Linh Mục Địch nói mang đến cho hắn một loại sợ hãi, tựa hồ 10 vạn năm qua kiên trì thật là một loại thể nghiệm đáng sợ, cho chọn một lần nữa mà nói, bản thân sẽ chọn sao. Nội tâm hắn mê mang thoáng cái, nhưng liền phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, 10 vạn năm đã qua, sự tình đáng sợ này cũng sẽ không phát sinh nữa. Thiết, ý nghĩa, mỗi người đối với ý nghĩa nhận thức không giống nhau, ngươi không phải ta, sao biết ta sống không có ý nghĩa? Bối Kinh Hoàng châm chọc nói. Ngươi nói không thể chết được ý nghĩa là gì, này chỉ là cái cớ vì ngươi rất sợ chết mà thôi. Tâm tắc, nói trắng ra là còn sống tốt. Linh Mục Địch nói, sống đương nhiên tốt, nhưng không thể vì sống mà sống. Ngươi nhận thức, ý nghĩa, có thật là ý nghĩa hay không, ta tự nhiên chẳng biết, phải tự vấn lòng chính ngươi. Mà ta thời khắc này ý nghĩa. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên nói, mà ta lúc này vẫn như cũ tồn tại ý tứ, bắt đầu từ 10 vạn năm trước đi đến bây giờ, giúp Lý Vân Tiêu đem trận phong ma chi chiến kéo dài 10 vạn năm này triệt để chung kết. Bối Kinh Hoàng sửng sốt nói. Triệt để chung kết. Hắn nhìn ma phổ phía dưới, nửa ngày mới nói. Là ma giới chi môn mở ra sao? Linh Mục Địch nói. Chưa, nhưng hai giới đã có nhiều chỗ tương dung, sợ là không cần lâu lắm, sẽ có ma giới chi môn mở ra. Nếu như không thể thả ra thập phương quy tắc, tạo ra nhiều thần cảnh cường giả, một khi đại lượng ma quân xâm lấn, thiên vũ giới căn bản không có lực chống lại. Đột nhiên Bối Kinh Hoàng cười rộ lên nói. Linh Mục Địch. Nếu ngươi thật vì thiên hạ suy nghĩ, nên giúp ta chém giết ma chủ, để cho ta hấp thu lực lượng của hắn. Sau đó giúp ta đạt được giới thần bia, đến lúc đó ta liền thống lĩnh thiên hạ đối kháng sinh vật ma giới. Ha ha, người thiên mệnh sở quy chân chính là ta a. Linh Mục Địch nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu ngươi thực sự là thiên mệnh sở quy mà nói, lần này ngươi tự nhiên có khả năng giết chết ma phổ, cướp giật giới thần bia. Nếu không có thể... Vẫn mong ngươi có thể nhận rõ bản thân, trường kiếp nạn này đối với ngươi vị, thiên mệnh, gì đó là khảo nghiệm lớn nhất. Bối Kinh Hoàng cả giận nói. Ta lúc này trọng thương trong người, ngươi không giúp đỡ ta,
ta làm sao giết ma chủ, đoạt giới thần bia. Linh Mục Địch lạnh lùng cười, châm chọc nói. Đó chính là chuyện của ngươi, có thiên mệnh, trong người, ngươi sợ cái gì? Bối Kinh Hoàng tức thiếu chút nữa thổ huyết, giống như là ngực bị cây búa đập, đè nén không gì sánh được. Hai người tuy trò chuyện thật vui, nhưng vẫn cảnh giác đề phòng, chiến hữu 10 vạn năm trước, hiểu rõ nhau quá nhiều, cũng hiểu được đây đó không phải loại đơn giản, không dám khinh thường. Sau khi Lý Vân Tiêu được Linh Mục Địch chỉ điểm, lập tức tính hạ tâm lai, ngồi xếp bằng xa xa, cảm ngộ quy tắc chi lực. Bắc Quyến Nam lại cầm kiếm mà đứng, thay hắn hộ pháp. Ngạc Ngư cũng là hai mắt tinh hồng, lóe ra vẻ cảnh giác, ghé vào bên cạnh Lý Vân Tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi nơi. Ma phổ sơ suất, bị trận linh phong tỏa một mặt pháp tướng cùng song trường, trong khoảnh khắc rơi xuống hạ phong. May mà A Nan hành sát ngăn trở bạch sắc trận hoàn, toàn bộ không gian phong ấn bị linh áp chen phân biệt rõ ràng, giống như hai thế giới. Hai tay bị trận hoàn phong khóa, vội vàng buông ma binh ra, 10 ngón bấm niệm thần chú, thoáng cái hợp ở trước người. Sắc mặt pháp tướng mang kim cô cũng bình tĩnh trở lại, trong miệng lẩm bẩm. Năm đạo trận hoàn ở dưới ma khí tập kích, bắt đầu xoay tròn, phát sinh quang mang màu sắc rực rỡ cùng ma khí chống lại. Trận linh thấy lâu áp chế không được, thu tay về, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải vung lên phía trước. Lại là năm đạo trận hoàn bay đi, hóa thành năm sắc long, thoáng cái hóa thành mấy trượng, muốn đem đối phương trói lại. Nằm mơ, ma phổ nộ xích một tiếng, vung lên một tay, một thanh thanh đồng chiến phủ xuất hiện, quét ngang đi ra ngoài. Ầm ầm, năm con sắc long bị đánh tan, biến trở về thành trận hoàn, lóe lên liền biến mất. Chiêu thức giống nhau, còn có thể hiệu quả sao? Ma phổ băng lãnh, cánh tay hoảng động một cái, ngũ chỉ nắm chặt. Một sợi xiềng xích đen kịt rơi vào trong tay, hóa thành tinh vân nhiễu ở quanh người. Phanh, phanh, phanh. Trận hoàn bị đánh trúng, âm thanh liên tiếp vang lên, năm đạo trận hoàn hiển hiện ra, bị xích sắt xuyên qua, không ngừng rung động muốn bay đi, khiến cho xích sắt ảo ảo rung động. Hai mắt trận linh co rụt lại. Mà ma phổ thì lộ ra dữ tợn, nắm lấy A Nan hành sát đi tới. A Nan hành sát cùng bạch sắc trận hoàn ở giữa không gian nổ lên, lực lượng kinh khủng hóa thành vòng xoáy, thoáng cái nuốt hai người. Xa xa khuôn mặt của Lý Vân Tiêu phồng đến đỏ bừng, đột nhiên oa một tiếng, phun ra một búng máu. Thập phương quy tắc rất không ổn định, hơn nữa hai người kịch đấu, năng lượng ba động quá mạnh mẽ, trực tiếp ảnh hưởng, chấn đến hắn khí huyết cuồng bạo. Nội phủ bị thương. Ha ha ha. Bối Kinh Hoàng khiếp sợ trước loại bạo tạc kia, lúc này gặp Lý Vân Tiêu thổ huyết, tấn cấp thất bại, nhịn không được mừng như điên cười ha ha. Hắn mừng rỡ phát ra từ nội tâm, trên mặt không chút nào che giấu. Ha ha ha, Linh Mục Địch, đây chính là thiên mệnh ngươi nói sao? Bối Kinh Hoàng cười nhạo nói. Tấn cấp thần đạo thất bại, mặc dù không chết cũng rơi xuống tu vi, người thiên mệnh mà người ủng hộ cũng đến đây chấm dứt. Trong lòng Linh Mục Địch cũng giật mình cùng lo lắng, nhưng không dám rời Bối Kinh Hoàng quá xa, miễn cho hắn đột nhiên làm khó dễ, thì càng thêm vướng tay chân. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đồng thời dùng thần thức cảm giác. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ói ra tiên huyết, cả người đỏ bừng, hình dáng khôi phục bình thường, tiếp tục bấm tay niệm thần chú, ngồi xếp bằng. Bối Kinh Hoàng nhướng mày, cười lạnh nói. Cửa khẩu tấn cấp trọng yếu như vậy thất bại, liền ý nghĩa tiền đồ hủy hết, vĩnh viễn không thể làm được. Đều đã như vậy, còn có thể làm bộ bình tĩnh, tấm tắc, thật không hổ là có thiên mệnh, hộ thân, ha ha ha. Trong lòng Linh Mục Địch hơi cảm thấy kinh ngạc, Lý Vân Tiêu không giống như là giả bộ, mà là thật tiếp tục nhập định. Có khả năng từ trên người hắn cảm giác được nguyên lực ba động, không ngừng tăng cường, hiển nhiên là tích xúc lực lượng, tiếp tục đột phá. Điều này sao có thể? Linh Mục Địch cũng cảm thấy bất khả tư nghị, Bối Kinh Hoàng nói một điểm không sai, vũ đạo cùng thần đạo hoàn toàn là hai tầng thứ, thời điểm vượt qua một khi thất bại, trên cơ bản chính là trung thân báo hỏng, không thể tấn cấp được nữa. Nhưng nhìn lại Lý Vân Tiêu lúc này, tựa như không có việc gì. Lẽ nào? Đột nhiên Linh Mục Địch nghĩ đến một loại khả năng, nhưng mà nội tâm không quá chắc chắn. A Nan hành sát cùng bạch sắc trận hoàn oanh kích ra vòng xoáy kéo dài không dứt, năng lượng trùng kích ra, không ngừng ảnh hưởng nguyên lực ba động trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Tuy còn chưa tấn cấp thành công, nhưng trải qua thần dịch lực tẩy rửa, rõ ràng cảm thấy so với trước phát sinh biến hóa.
thập phương quy tắc cũng theo dư ba trùng kích, như sóng biển đập ở trên người hắn, không ngừng chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành thần dịch lực, quay một đại tiểu chu thiên, liền trở lại trong đan điền trầm tích xuống. Cái này, điều này sao có thể? Bối Kinh Hoàng cũng cảm nhận được biến hóa trên người Lý Vân Tiêu, trong mắt chừng như chuông đồng, còn liều mạng lắc lư đầu, không tin mình nhìn thấy. Lúc này sắc mặt Lý Vân Tiêu yên lặng, da thịt thoáng cái trơn chuột như ngọc, lộ ra ánh sáng màu trắng. Sau đó có ngũ thải ngọc lưu ly sắc, ở trên người lóe ra bất định, trong suốt như ngọc. Tàn quang minh ngọc lưu ly thân của Hiểu Phong. Bối Kinh Hoàng thất thanh kêu lên, kinh hãi nói. Cái này, thảo nào, khó trách hắn đột phá thất bại cũng không sao. Nhưng mà quang minh ngọc lưu ly thân, cũng không phải a. Dáng dấp của Lý Vân Tiêu bây giờ, hoàn toàn là hình dạng sau khi tấn cấp thành công, chỉ bất quá là ổn định tu vi, đem cảnh giới sau khi đột phá ổn định lại, cấu trúc căn cơ thần đạo. Lúc này đan điền của hắn hoàn toàn hiện ra một dáng dấp khác, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, như một vũ trụ. Có khả năng dung nạp thần dịch lực cũng nhiều thập bội. Thảo nào thần cảnh có khả năng kéo dài thọ mệnh, có khả năng leo lên cảnh giới cao hơn, nguyên lai đan điền sẽ biến hóa về chất. Đây là hiệu quả mà vũ đạo tu luyện như thế nào cũng không đạt được, mặc dù là siêu phàm nhập thánh, cũng tất không sánh bằng quy chân thần cảnh. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm nghĩ, không chỉ là sức mạnh, còn có dung tích của đan điền đối lập. Quy chân thần cảnh muốn giết siêu phàm nhập thánh, quá dễ dàng. Thật, thực sự thành công. Bối Kinh Hoàng kinh ngạc đứng ở đó, triệt để ngốc trệ. Lẽ nào, hắn thực sự, thật là, thiên mệnh sở quy. Trong lòng Linh Mục Địch cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Người mang tàn quang minh ngọc lưu ly thân của Hiểu Phong, có lẽ đối với đột phá đưa đến tác dụng. Nhưng càng thêm then chốt chính là, bản thân hắn chính là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, hiện tượng mới vừa rồi không phải là tấn cấp đột phá, mà là chuyển hóa. Chuyển hóa. Bối Kinh Hoàng sửng sốt, trên mặt lộ ra mê man. Hắn cũng không biết tình huống hiện tại của thiên vũ giới, cũng không biết hai cảnh giới siêu phàm nhập thánh cùng đăng phong tạo cực. Linh Mục Địch đại khái nói tình huống thiên vũ giới một lần, đem hai cảnh giới kia giản lược miêu tả một phen. Nghe mà Bối Kinh Hoàng giật mình, nói. Thảo nào, nguyên lai hắn từ lâu đã ở tầng thứ quy chân thần cảnh, chỉ là không có thập phương quy tắc chuyển hóa nguyên lực, mở ra đan điền. Trách không được thất bại còn có thể trở lại. Linh Mục Địch nói. Lý Vân Tiêu đã trở thành người thứ nhất bước vào thần cảnh trong 10 vạn năm qua. Hiện tại ngươi đã tin hắn nắm lấy thiên mệnh chưa, còn muốn đoạt giới thần bia sao, đến tầng thứ của ngươi ta, nhìn thiên đạo mà lòng kính sợ, ngươi thực sự muốn nghịch thiên sao? Bối Kinh Hoàng cả người run lên, hai tay toát ra mồ hôi lạnh, phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến Nam cũng khó được lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Chúc mừng. Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng vạn phần hài lòng, ôm quyền nói. Đa tạ. Bước vào thần cảnh, không chỉ có thực lực tăng lên, hơn nữa hồn lực cũng nhận được tăng mạnh cực lớn, tai thính mắt tinh, thần thức có thể cảm giác phạm vi lớn hơn. Hắn nhìn thoáng qua vòng xoáy phía trước, lo lắng nói. Cũng không biết ma chủ cùng trận linh hiện tại như thế nào. Bắc Quyến Nam nói. Đang giằng co, nhưng tiếp tục như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn 33 đạo trận quang một cái, nói. Như vậy đánh đi xuống, mặc dù không thể đánh tan trận linh, cũng sẽ dung sụp không gian nơi đây, ngược lại vẫn có thể đi ra ngoài. Đột nhiên một cánh tay từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài, cầm A Hàm chảm cốt đao, mạnh mẽ vung lên. Ầm ầm, đao mang hạ xuống, chém toàn bộ vòng xoáy thành hai nửa. Lực lượng hỗn loạn trong thiên địa thoáng cái vỡ nát, hóa thành trận phong hướng hai bên tán đi. Mặc dù đám người Lý Vân Tiêu cách khá xa, cũng bị trận phong bước lùi lại mấy bước. Thân ảnh của ma phổ từ trong vòng xoáy nổi lên, trận hoàn trên pháp tướng biến mất, tựa hồ một kích kia hắn chiếm thượng phong, không chỉ có đẩy lùi trận linh, còn hóa giải trạng thái áp chế. Sáu ma nhãn nhìn lại hư không, thân thể nhoáng lên, thu hồi pháp tướng ba đầu sáu tay cùng năm kiện ma binh, chỉ còn chân thân, tay cầm A Hàm chảm cốt đao. Duy trì pháp thân cần lực lượng quá lớn. Mà trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó đánh chết trận linh, nên làm tốt dự định đánh lâu dài. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng cự chiến, không gian nổ lên, chỗ ma phổ đứng sụp xuống phía dưới, hư không dưới chân hé ra, cả người hướng bên trong trầm xuống. Bốn phía hiện ra từng đạo trận hoàn, từ trên xuống dưới sắp hàng thành hình chùy, tuy chỉ có 23 đạo,
nhưng phảng phất tạo thành một vực sâu không đáy, đem ma phổ vây ở bên trong, thân thể không ngừng đau quặn, hình như vĩnh viễn không ngừng. Ma phổ quơ chảm cốt đao, tay bấm niệm thần chú, không ngừng biến hóa thân ảnh. Ở đám người Lý Vân Tiêu xem ra, hắn đơn giản bị 23 đạo trận hoàn tương khảm, thân thể không ngừng đau quặn. Nhưng bất kể thân ảnh biến hóa như thế nào, cũng không thể từ trong trận hoàn bay ra. Một đạo thanh quang hiện lên ở trong trận hoàn, chính là trận linh, lóe lên liền xuất hiện ở phía sau ma phổ, nắm lên bạch sắc trận hoàn đánh tới đầu hắn, mà hắn lại hồn nhiên chẳng biết. Trong lòng Lý Vân cả kinh, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, hé miệng, một đạo long ngâm chút xuống, trực kích trời cao. Nếu ma phổ dập máy, vậy bọn họ cũng không đi ra được. Cả người ma phổ run lên, long ngâm xuyên thấu mà đến, đánh thức hắn, lập tức cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên xoay tay chém tới một đao. Phanh! A hàm đao đánh vào trận hoàn, chấn lên một mảnh bạch sắc mông mông, như là sương tuyết, rơi xuống thân thể phát sinh thanh âm ăn mòn chi chi, ma khí cuồn cuộn. Sắc mặt trận linh ngưng lại, tay bấm niệm thần chú, 23 đạo trận hoàn kịch liệt thu nhỏ lại, hướng trên người ma phổ đánh tới. Ma phổ thoáng cái bị trận hoàn đánh nát bấy, tất cả ma nguyên bám vào trên A hàm đao, chém ra một cái lối đi, phi độn ra ngoài. Trận linh giơ tay phải lên, trận hoàn đuổi theo, trên bầu trời chỉ thấy một đao bỏ chạy, phía sau theo hơn 20 đạo quang hoàn, theo đuổi không bỏ. Đương đương! Trận hoàn rốt cục đuổi theo, đụng vào trên A hàm đao, ràng buộc nó lại. Chân thân ma phổ cũng theo đó hóa ra, bị 23 đạo trận hoàn quấn thành bánh chưng. Mặc dù trận linh không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng cảm thấy trên mặt có vẻ vui mừng, đột nhiên sắc mặt vui mừng biến thành ngạc nhiên. Chỉ thấy ma phổ bị trận hoàn bó buộc khóe miệng hiện ra châm chọc, nhàn nhạt nói. Đánh 10 vạn năm, người vẫn là đơn thuần như vậy, thật đáng yêu a. Sau này nếu không gặp được đối thủ đáng yêu như ngươi thì làm sao bây giờ? Ta nhất định sẽ hoài niệm a. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng chấn động, chỉ thấy ở bốn phía trận linh, hiện ra xích sắt màu đen, hóa thành tinh vân, kết trận bó buộc nó lại. Mà phía sau trận linh, lại hiện lên một bóng đen. Hóa ra ma phổ, cầm thanh đồng chiến phủ trong tay, trực tiếp chém xuống. Trận linh giãy giụa vài cái, xích sắt không ngừng rung động, vô số phù văn dâng lên, lại không thể thoát ly. Ầm ầm, thanh đồng chiến phủ bổ vào đầu trận linh, làm nó bạo liệt nổ tung. Nửa người trên của trận linh trực tiếp tạc hủy, chiến phủ trực tiếp chém đến rốn trận linh, tảng lớn tinh thể lam sắc bị ma khí nhuộm đen. Tinh thể lam sắc bị vỡ vẫn chưa bị đánh bay. Mà là ở bầu trời lượn vòng, lần thứ hai ngưng tụ ra hình người, huy động bạch hoàn đánh xuống. Cái gì? Ma phổ cả kinh, muốn rút phủ về đón địch, lại phát hiện chiến phủ bị kiềm chế, nửa đoạn trận linh vươn tay nắm thân phủ, thân thể giống như chất lỏng sền sệt lưu động, cũng hóa thành hình người. Mà phủ vẫn như cũ khảm vào bên trong, dịch thể màu xanh nhạt càng theo thân phủ đảo lưu mà lên. Ma phổ buông chiến phủ ra, bấm niệm thần chú hướng phủ vỗ một cái. Nhất thời A lại huyền việt biến mất, dịch thể màu xanh nhạt mất đi chỗ dựa, nhưng không có tán đi, mà là trực tiếp ngưng tụ thành bàn tay, thuận thế bắt đến. Ma phổ xoay người bỏ chạy, hóa thành độn quang bay lên, trận linh ở trên bầu trời dùng bạch hoàn kích xuống, vừa lúc đánh vào trên người hắn. Thình thịch, ma nguyên nổ lên, đạo phân thân này của ma phổ trong nháy mắt bị nổ nát vụn. Trận linh trên bầu trời thu hồi bạch hoàn, trận linh phía dưới lại không ngừng hòa tan. Mảng lớn chất lỏng sành sạch bay lên, dung nhập trong cơ thể trận linh ở trên bầu trời, rất nhanh hai người dung hòa thành một. A Nan Ma Phật vẫn như cũ hiện lên trận thế hình tinh vân, lẳng lặng đặt ngang trên không trung. Trận linh thoát khốn, thân ảnh lóe lên, hướng về ma phổ bị 23 đạo trận hoàn bó buộc bay đi. Sắc mặt ma phổ đại biến, quát. Các ngươi còn nhìn làm gì, còn không mau tới giúp ta. 23 đạo trận hoàn đều khảm ở trong cơ thể hắn. Siết đến không có bất kỳ không gian buông lỏng, vô luận hắn biến hóa làm sao, trận hoàn này cũng theo đó cải biến, như là phụ cốt chi thư. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Đừng nói giỡn, loại chiến đấu trình độ này há là chúng ta có thể tham dự, tới cũng bất quá là con cờ thí, ngươi là muốn mượn đao giết người a? Ma phổ vội la lên. Lúc này ngươi còn có tâm tư trêu chọc, nếu ta chết, người nào cũng đừng nghĩ đi ra. Lý Vân Tiêu mở hai tay ra. Bất đắc dĩ nói. Vậy không quay về a, không quay về còn có thể sống,
nếu xuất thủ chống lại trận linh, liền trực tiếp chết. Vừa rồi bối kinh hoàng đại nhân cũng nói, sống mới tốt. Cả người bối kinh hoàng run lên, lập tức nghĩ đến tiếp tục bị nhốt ở nơi đây, cho đến sinh mệnh kết thúc, nhịn không được liền sợ hãi. Không, ta không thể ở lại, ta muốn đi ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên liền hóa thành lưu tinh vọt tới. Pháp thụ kim luân phát sinh thanh âm thình thịch, ở trước người ma phổ huyễn hóa ra một gốc diệu thụ, sinh cơ bừng bừng, tự thành thế giới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Trận linh dùng bạch hoàn bắn tới, ầm ầm một tiếng, cây kia kịch liệt rung động, lắc lư vài cái, liền đột nhiên đổ nát, hóa thành bụi bay. Phốc! Bối kinh hoàng lập tức bị thương nặng, phun ra một búng máu, dưới vào pháp thụ kim luân, ở trên không trung lung lay sắp đổ. Cũng may mục tiêu của trận linh không phải hắn, một kích đánh văng, liền tiếp tục cầm lấy bạch hoàn đánh tới ma phổ. Ma phổ nheo mắt, nhìn hình dạng của bối kinh hoàng, khóe miệng hơi vung lên, châm chọc nói. Ai nha, ta vốn định lừa gạt Lý Vân Tiêu đến, mượn tay trận linh giết hắn, tiếc rằng mặc dù thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng chỉ số thông minh lại viễn siêu ngươi mấy tầng thứ. Bối kinh hoàng. Chấm. Ma phổ thở dài, nói. Có lẽ đây chính là nguyên do mà 10 vạn năm qua, ngươi cũng không thể cướp đi lực lượng của ta. Không có biện pháp, Lý Vân Tiêu chỉ có thể tạm gác lại ngày sau tự mình xuất thủ. Phốc. Bối kinh hoàng tức đến lần thứ hai phun ra một búng máu, rốt cục ngất đi, rơi xuống đại địa đen nhánh. Thân ảnh linh mục địch lóe lên, liền nắm lấy hắn, đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Nhốt hắn vào giới thần bia, dùng đâu xuất thiên phong trấn áp. Người này biết bia linh hạ lạc. Lý Vân Tiêu gọi ra giới thần bia, ném bối kinh hoàng vào, đồng thời tay trái một chảo, pháp thụ kim luân cũng thu vào, nói. Người lấy đi hoàng chiêu chung của bản thiếu. Hiện tại bản thiếu cầm lại một cái, coi như là huề nhau. Khóe mắt ma phổ liếc giới thần bia một cái, trên người phanh một tiếng, liền hóa ra chân ma pháp tướng, ba đầu sáu tay. Trước người tuy bị trận hoàn ràng buộc, nhưng hai đạo pháp tướng khác lại bấm niệm thần chú, một đoàn quang mang ở trên bốn cánh tay hiện lên, ném mạnh lên không, ngưng tụ thành một đoàn tinh vân. Đồng thời một cánh tay cầm a ma vầng bảo, đang một tiếng đỡ lấy bạch hoàn. Tinh vân ở trên không lượn vòng, rất nhanh hóa thành nửa mẫu, lực lượng kinh khủng hoàn toàn đem hai người áp chế. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, lập tức biết chiêu này, cả kinh nói. Đi mau, tận lực cách xa nơi này. Hắn thu hồi giới thần bia, hóa thành một mảnh lôi quang, bao lấy đám người linh mục địch, hướng xa xa bỏ chạy. Trận linh cũng nhăn mi, tựa hồ cảm nhận được bất phàm. Nó khuất thân trở ra, 33 đạo trận hoàn trên người đều bay ra. Ở trước mặt diễn hóa. Ma phổ nhếch miệng cười, pháp tướng trước người cũng thu được tự do, 6 ma binh bay lên, tất cả đều bị thu nhập vào trong tinh vân. Đồng thời ba mặt pháp tướng hóa thành dữ tợn, trang nghiêm, đông lạnh, 6 cánh tay bắt quyết ấn không đồng nhất, đồng thời run rẩy lợi hại, rốt cục 6 tay duỗi một cái, tinh vân mạnh mẽ rơi xuống. Tinh tuyền, bạo, lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong tinh vân nổ lên. Chỉ thấy 6 kiện binh khí thành trận sắp hàng, lực lượng trùng kích ra ngoài trong nháy mắt đem hai người mai một. Ma phổ cũng mặt mang sợ hãi, thân thể không ngừng nứt nẻ, hóa thành ma khí nguyên thủy nhất. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, 6 tay bấm niệm thần chú, cuối cùng bị lực lượng tinh tuyền bạo thôn phệ. Trận linh cũng lấy 33 đạo trận hoàn, chống đối lực lượng kinh khủng kia, chỉ thấy từ tầng ngoài bắt đầu, trận hoàn từng cái nổ lên, trong khoảnh khắc liền nát hơn 10 cái. 10 vạn năm qua, lực lượng của hai người giảm xuống nhiều lắm. Mà ma phổ ở dưới bối kinh hoàng nhìn trộm, lực lượng càng sói mòn kinh người, cách duy nhất lao ra nơi đây chính là dẫn động lục đạo ma binh, chém giết trận linh. Trước ma phổ còn tin tưởng tràn đầy, nhưng qua mấy chiêu mới phát hiện, bản thân đối với ma binh điều khiển đã có hạn, hoàn toàn không giống 10 vạn năm trước tùy tâm sử dụng như vậy, chỉ phải bí quá hóa liều, thi triển ra chiêu thần kỹ mà ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế. 33 đạo trận hoàn rốt cục ở dưới lực lượng ma bạo phá hủy hơn phân nửa. Cuối cùng còn lại 7 đạo trận hoàn, cũng phát sinh ánh sáng gai mắt, run rẩy liên tục. Thân thể trận linh càng tiêu diệt hơn phân nửa, hóa thành bụi phấn tiêu tán, chỉ còn nửa người, bước đi khó khăn. Pháp tướng của ma phổ thình thịch thoáng cái nổ lên, phun ra tiên huyết kim sắc, hai đầu bốn tay phía sau hủy hết, lục đạo ma binh càng không thấy hình bóng. Hắc, ha ha.
Hắn cười gần vài cái, chỉ cảm thấy thập phần vui sướng, chẳng biết cười cái gì. Trong phòng ấn bắt đầu lưu quang khởi động, không ngừng có cơn lốc bốc lên, tầng thứ phân biệt rõ ràng xuất hiện dung hợp, chính là điểm báo trước vỡ nát. Trận linh cứng ngắc đột nhiên động, quả đấm ở trước người bấm niệm thần chú. Nhưng mà quyết ấn vừa ra, năm ngón tay thoáng cái liền vỡ vụn, ngay cả lực bấm niệm thần chú sau cùng cũng mất đi. Nhưng trận linh thủy chung sắc mặt bình tĩnh, hé miệng, một mảnh ngân quang dày ra. Tựa hồ có thanh âm cổ quái ở trong cơ thể trận linh, xuyên thấu qua ngân quang, nhất thời bay lên mấy đạo ngân phù, đại thế là đang thi thuật. Ma phổ nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm trận linh, cũng không phải hắn ngồi chờ chết, mà là đã không có bất kỳ lực lượng nào chống lại. Hắn thật không ngờ trận linh ngoan cường như vậy. Bảy đạo trận hoàn ở dưới ngân phù bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo, đè ép đến. Trận hoàn bay cũng không nhanh, nhưng phát sinh sấm gió chi âm, thoáng cái khác ở trước người ma phổ. Ma phổ đau đến quát to một tiếng, trên trán nhất thời nhiều hơn một vòng sáng màu sắc rực rỡ. Trận linh làm xong động tác này, lần thứ hai mở miệng phun ra lũ lụt ngập trời, như ngân hà chút nước, đem ma phổ trùng đi, hướng đại địa vô biên rơi xuống. Ầm ầm, phía dưới lập tức bị lũ lụt đập ra một cái hố sâu, trong khoảnh khắc biến thành đại dương mênh mông. Đây là trận linh dùng hết lực lượng cuối cùng, thi triển ra thất hoàn phong ma cùng 3.000 nhược thủy, thân thể của nó phun nước, đồng thời không ngừng hóa thành bụi lam sắc, sái nhập hư không. Cuối cùng 3.000 nhược thủy phun hết, hắn cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Ngay địa phương trận linh biến mất, đột nhiên xuất hiện một điểm kim mang, càng ngày càng mạnh, xoát một tiếng hóa thành một tấm phù lục, chậm rãi bay xuống phía dưới. Cách đó không xa, Lý Vân Tiêu cùng đám người Linh Mục Địch thoáng cái xuất hiện. Linh Mục Địch nhìn phù ấn kim sắc chậm rãi hạ xuống, trong mắt sửng sốt một chút, lập tức giơ tay lên chảo lấy, phù lập tức bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, quang mang mất hết. Như là một lá bùa thông thường, phù văn phía trên vô cùng quỷ dị, Lý Vân Tiêu chưa từng thấy qua. Bắc Quyến Nam nhịn không được nói. Đại nhân, phù này. Linh Mục Địch cắt đứt hắn nói. Ta minh bạch, cửu thần cung phù này chính là năm đó giới thần đại nhân lưu lại một chiêu cuối cùng, để ngừa trận linh mai một ma chủ xuất thế. Bùa này có thể hóa ra hơn cửu thần cung đem ma chủ trấn áp lần thứ hai, nhưng chỉ bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Trận linh vừa hủy, liền tuyên cáo 10 vạn năm phong ấn triệt để chung kết, đã không cần lãng phí bùa này nữa. Lý Vân Tiêu nghe mà kinh hãi không thôi, nói. Vậy bây giờ tình huống ma chủ làm sao? Linh Mục Địch nhìn trời cao, tam thập tam thiên triệt để vỡ nát, quang mang từ từ tràn vào. Ma chủ đã bị trận linh thi triển nhược thủy 3.000 trấn áp, nhưng cũng chỉ là tạm thời, chẳng biết có thể phong ấn bao lâu thời gian, lần thứ hai ra chỉ là vấn đề thời gian. Lý Vân Tiêu nhăn mày nói. Đại nhân, ta có nghi vấn, nếu ma chủ là lối vào đi thông ma giới, chẳng lẽ chỉ có thể trấn áp, mà không thể giết? Linh Mục Địch nói. Việc này năm đó chúng ta cũng nghĩ tới, sở dĩ ma chủ sẽ là cửa vào ma giới, nguyên nhân ngay ở lục đạo ma binh. Lục đạo ma binh chính là lúc ma giới sinh ra, cùng thiên địa diễn sinh thánh khí, bản thân nó có giới lực cực mạnh. Về phần phương pháp hóa giải cũng có rất nhiều ý kiến, nhưng không có một loại nào có thể xác định. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời nói. Việc này tương lai lại bàn sau, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, tất nhiên sẽ có trùng kích rất lớn. Chúng ta cẩn thận một chút, tùy thời đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu triệu nhập đám người Linh Mục Địch vào giới thần bia, thi triển ra bất diệt kim thân, đồng thời phóng ra Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm, xoay chuyển ở quanh thân hộ thể, nhằm về phía tam thập tam thiên, muốn phá không bay đi. Nơi nào đó của địa giới Nam Vực, đột nhiên có một đạo ánh sáng xé rách đại địa, phá không thiên lý, trực tiếp nhằm về phía chín tầng mây. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới. Chỉ thấy đại địa liên miên sụp đổ, trong nghìn dặm giống như là hỏa sơn kinh khủng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Trong cột sáng trùng thiên, một điểm kim quang bắn ra, độn tới nghìn trượng mới hóa ra thân ảnh. Người nọ chính là Lý Vân Tiêu, yên lặng nhìn thiên địa biến đổi. Hắn có thể cảm thụ được thập phương quy tắc không ngừng tuôn ra, còn có linh khí kinh người cũng hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Không bao lâu nữa. Cường giả trong toàn bộ thiên vũ giới sẽ có thể cảm ứng được quy tắc, từ nay về sau bước vào thần cảnh. Hắn phân biệt phương hướng, dõi mắt nhìn sang. Nơi đây còn trong phạm vi hỏa ô đế quốc,
cách Thiên Thủy Quốc cùng Viêm Vũ Thành cũng không xa, sợ là Hỏa Ô Đế Quốc sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Nếu võ giả thiên hạ cảm ứng được quy tắc chi lực, theo tung tích tìm đến, sợ là cửu tinh đỉnh phong cường giả khắp thiên hạ đều sẽ tề tụ Hỏa Ô Đế Quốc. Dù sao nơi đây quy tắc chi lực cực mạnh, muốn tràn ngập cả thiên địa, không có mấy trăm năm là không có khả năng. Mấy trăm năm này, có lẽ sẽ để cho Nam vực trở thành đứng đầu tứ vực, trong phương viên nghìn dặm sợ là khó tránh khỏi chém giết tranh đoạt, nơi đây cách Viêm Vũ Thành không xa, phải trở về một chuyến, để cho mọi người tăng mạnh đề phòng. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười khổ, lấy thực lực trong Viêm Vũ Thành, làm sao tăng mạnh đề phòng cũng không có dùng. Tuy rằng quy tắc sẽ dần dần tản vào thiên địa, nhưng phương viên trăm dặm quanh phong ấn chi địa sẽ có điều kiện đột phá tốt nhất, chỉ cần có thể đề thăng một chút xíu xác suất, những cửu tinh đỉnh phong cường giả kia cũng sẽ liều mạng tới, căn bản ngăn cản không được. Trước mặc kệ, trở về một chuyến, lần này phong ấn mở ra, đối với Viêm Vũ Thành cũng là cơ duyên lớn. Lý Vân Tiêu tư định xong, thân ảnh liền lóe lên, bay về hướng Viêm Vũ Thành. Hôm nay Viêm Vũ Thành, sau khi Tu Di Sơn chút xuống linh khí, mặc dù phóng nhãn toàn bộ thiên vũ giới, cũng là linh sơn bảo địa hiếm có. Bởi vậy võ giả đến đầy nhiều vô số kể, cũng bao quát võ giả ba vực đông, tây, bắc, Viêm Vũ Thành ở mấy năm trước, từ trên cơ sở xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần, nghiễm nhiên trở thành đứng đầu toàn bộ nam vực. Chỉ bất quá theo Tu Di Sơn tiêu thất, trình độ linh khí nồng nặc cũng bắt đầu tiêu giảm. Nhưng mấy năm trước, bầu trời Thiên Thủy Quốc xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng biết từ đâu lại toát ra linh khí kinh người, cuồn cuộn không ngừng bị tụ linh trận bốn phía Viêm Vũ Thành thu nạp. Sau lần dị tượng kia, các đại tông phái toàn bộ Nam vực đều phái ra không ít cao thủ điều tra, nhất trí cho rằng ở phụ cận Thiên Thủy Quốc có quáng mạch lớn, nhưng kết quả lại là tốn công vô ích. Có chút tông môn chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn có cường giả ba vực khác, tiếp tục khảo sát hồi lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đành phải buông tha. Hiện tại tất cả mọi người đối với linh khí của Viêm Vũ Thành sản sinh lo lắng, chẳng biết còn có thể gắn bó bao lâu. Một khi linh khí khô kiệt, cái phồn hoa thịnh thế này chắc chắn sẽ hóa thành mây khói. Thậm chí đã có không ít tông môn bắt đầu dự định rút lui. Để trì hoãn linh khí tiêu hao, Viêm Vũ Thành bắt đầu hạn chế ngoại lai võ giả, muốn ở trong thành tu luyện, nhất định phải nộp rất nhiều nguyên thạch. Viêm Vũ Thành thành chủ phủ hướng đông nam, cách đó không xa có một đài chiêm tinh cao trăm trượng, hiện lên hình dạng thiết tháp, là nơi cao nhất của toàn bộ Viêm Vũ Thành, dùng để quan sát tứ phương. Nhưng đây chẳng qua là đối ngoại tuyên truyền, nhân sĩ nội bộ đều biết, tác dụng cái đài chiêm tinh này kỳ thực là tiến hành quản chế linh khí của Viêm Vũ Thành. Một tháng này, linh khí dũng mãnh vào trong thành là cấp độ 7 vạn, mà tiêu hao là cấp độ 13 vạn, tỷ lệ nhập siêu là 4 vạn. Tháng trước tỷ lệ nhập siêu là 3 vạn 1 ngàn, tốc độ linh khí tiêu hao vẫn đang gia tăng. Mấy thuật luyện sư sau khi quan sát, lập tức hướng Cổ Vinh hội báo. Ở trong một gian phòng bố trí tinh xảo, Cổ Vinh mặc cẩm bào, tựa vào ghế nằm, nhắm nửa con mắt, ánh mắt có chút khàn khàn. Mấy vị thuật luyện sư kia đều là tồn tại tam giai tả hữu, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng, lo lắng đứng hơi nghiêng. Bọn họ biết tâm tình của Cổ Vinh giờ khắc này khẳng định không tốt, lần trước thời điểm hội báo tỷ lệ nhập siêu là 3 vạn 7 ngàn, Cổ Vinh đã phát hỏa, thiếu chút nữa tại chỗ đánh người. Tháng này tỷ lệ nhập siêu càng là 4 vạn. Mấy người mồ hôi lạnh chảy xuống, cũng làm xong chuẩn bị phòng ngự, để tránh không kịp đề phòng liền có một thanh đao bay tới. Cổ Vinh từ 2 năm trước liền đã đạt đến ngũ giai thuật luyện sư, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó không có tinh tiến, không thể đột phá. Hắn cũng hiểu được căn cơ bản thân bình thường, có thể trùng kích đến ngũ giai thuật luyện sư đã là thiên đại tạo hóa. Cái này vẫn là nhờ Viêm Vũ Thành mấy năm nay phát triển, các loại linh đan diệu dược cùng công pháp chảy vào. Mà Thiên Nguyên Thương Hội vẫn luôn rất hỗ trợ kiến thiết trong thành, theo chân bọn họ thành lập quan hệ, nên mới có cơ duyên đến mức hiện nay. Cho nên 2 năm trước dừng lại ở ngũ giai, tuy rằng không cam lòng, nhưng đã nhận mệnh. Vì vậy trong 2 năm qua trì hoãn nghiên cứu thuật đạo, bắt đầu đem tinh lực đặt ở kiến thiết Viêm Vũ Thành, đặc biệt là tổ kiến đội ngũ thuật luyện sư. Dù sao tông môn phát triển, đầu tiên phải lấy đại lượng tài nguyên làm căn bản. Sau đó là bồi dưỡng thuật luyện sư cùng võ giả. Nhờ vào Viêm Vũ Thành mấy năm này phát triển, không ngừng có thuật luyện sư bởi vì các loại nguyên do đến đây đầu nhập, cho nên miễn cưỡng thành lập được một thuật luyện sư đoàn. Tuy rằng phóng nhãn thiên hạ,
Chỉ đội ngũ này ngay cả cặn bã cũng không gọi được, nhưng cũng đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Nam Vực. 4 vạn sao? Một lúc lâu, Cổ Vinh mới mở mắt ra, chậm rãi nói. Giọng nói cùng sắc mặt của hắn giống nhau trầm trọng, thuật luyện sư còn lại căn bản không dám nói lời nào. Cổ Vinh hỏi. Tháng này có bao nhiêu võ giả tiến đến? Một gã thuật luyện sư vội nói. Số này là bên thành chủ phủ công tác thống kê, chúng ta tạm thời không có được tư liệu, nhưng ta nghe được chút đồn đãi, nói là trên cơ bản đoạn tuyệt để cho võ giả mới tiến đến, trừ khi thỏa mãn được điều kiện cực kỳ hà khắc. Cổ Vinh trầm mặc không nói, đây cũng không phải là đồn đãi gì, mà là sự thực. Để trì hoãn linh khí suy kiệt, Viêm Vũ Thành đối ngoại mở ra càng lúc càng chặt, hầu như bế quan tỏa cảng. Nhưng vẫn như cũ ức chế không được tỷ lệ nhập siêu mở rộng. Nội tâm Cổ Vinh dâng lên cảm giác vô lực, mệt mỏi dã rời hầu như viết ở trên mặt, phất phất tay nói. Các ngươi đi xuống đi, tỷ lệ nhập siêu giảm bớt không phải là trong ngắn hạn có thể giải quyết. Một mặt tỏa thành cũng không phải biện pháp, phải tìm được linh khí chi nguyên mới. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, tích lũy linh khí giống như tài phú, cần tăng thu giảm chi. Trọng yếu hơn là khai nguyên, chỉ giảm chi tiêu căn bản không dùng được. Nhưng khai nguyên, không có nguyên thạch làm sao khai. Nếu có nguyên thạch, vô số năm qua đã sớm mở, Nam Vực cũng sẽ không trở thành nơi chim không thèm ị. Mà lần kia không hiểu thấu xuất hiện thiên địa dị tượng, sau đó linh khí hiện lên, hầu như thành mong muốn duy nhất của Viêm Vũ Thành, hao phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực thăm dò, nhưng kết quả khiến người tuyệt vọng. Dạ, đại nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Vài tên thuật luyện sư cũng nhìn thấu tâm tình của Cổ Vinh vô cùng khó chịu, không dám ở lâu, đều xin cáo lui. Phanh! Cổ Vinh đang trầm tư, đột nhiên một cái chén ngọc lưu ly đặt ở trên bàn nổ lên, nước trà bên trong vẩy ra một bàn. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác được đại địa chấn động, mấy bức họa treo trên tường cũng rơi xuống. Sau đó bên ngoài truyền đến các loại thanh âm huyên náo. Động đất! Người nào phá hư? Nguy rồi, có thể là lão công đã trở về, nhanh, nhanh mặc quần vào. Trong phương viên mấy dặm, tất cả thanh âm đều vào trong tai Cổ Vinh, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa Chiêm Tinh lâu là kiến trúc cao nhất Viêm Vũ Thành, cảm thụ địa chấn càng mãnh liệt hơn. Ngay ở phương hướng tây nam của Viêm Vũ Thành, một mảnh ánh sáng màu từ phía chân trời lan tới, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi huyến lệ, thanh âm bốn phía đều tĩnh lặng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Dị tượng, cả người Cổ Vinh run lên, lập tức đại hỉ như điên. Lại là dị tượng xuất hiện, Viêm Vũ Thành được cứu rồi. Hắn chạy vội xuống lầu, vội vàng lái chiến xa đi tới thành chủ phủ. Lúc đó, toàn bộ Viêm Vũ Thành cũng đang nghị luận việc này, mọi người trong thành chủ phủ càng chờ mong vạn phần, hy vọng có thể giống như lần trước mang đến số lớn linh khí. Rất nhiều võ giả cùng tông môn lần thứ hai tập kết, chuẩn bị đi địa phương ánh sáng màu xuất hiện tìm kiếm. Trong thành chủ phủ cũng là công việc lu bù lên. Lúc này Lý Thuần Dương triệu tập mọi người, thảo luận nguyên do rung động cùng dị tượng, đồng thời chuẩn bị xuất phát. Dù sao này quan hệ tới số phận của Viêm Vũ Thành. Mấy canh giờ sau, một đạo lôi quang từ đàng xa chạy như bay tới, trực tiếp rơi ở ngoài thành, hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn đi nhanh vào trong thành, trước cửa người đến người đi, như nước chảy, có thể thấy được phồn hoa. Nhưng lúc này trong thành sao động. Các loại thanh âm đều ở dưới thần thức của hắn bao trùm, lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra, đúng là ma chủ phong ấn phá vỡ, dị tượng truyền đến tận đây. Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn một cái, dị tượng giống như thải hà, kéo dài không tan. Chỉ thấy nhóm lớn võ giả từ trong thành bay ra, thành quần kết đội, hướng phong ấn chi địa bay đi. Chúng ta đi trước một bước, ngươi thông chi tứ ca, một khi trở về thành lập tức tiếp ứng chúng ta. Yên tâm đi, tất cả cẩn thận. Nếu thật có thể tìm được linh khí chi nguyên, sợ lại là một phen tranh đoạt, nghìn vạn lần phải lấy tính mệnh làm chính. Ha ha ha, trong Viêm Vũ Thành, ngoại trừ thành chủ phủ ra, có thể tổn thương chúng ta cũng không có mấy nhà. Ta hiện tại lo lắng là linh khí chi nguyên có thật tồn tại hay không, dù sao Tề gia chúng ta đã cắm rễ ở Viêm Vũ Thành, nếu linh khí khô kiệt, tất phải di rời, vậy quá thương gân động cốt. Cửu đệ ngươi yên tâm, linh khí tuyệt không phải ở không trung sản sinh. Tất nhiên phải có đầu nguồn. Hơn nữa tất cả mọi người thăm dò không được, có thể thấy được linh khí này tuyệt không phải đơn giản, nếu đào móc ra, có lẽ Viêm Vũ Thành sẽ lần thứ hai khiếp sợ thiên hạ.
Lý Vân Tiêu nhìn lại, ngoài cửa thành lơ lửng rất nhiều chiến xa, phía trên có khắc một chữ Tề phong cách cổ xưa, hai trung niên nam tử đang nói lời từ biệt. Đối thoại của hai người không cố kỵ gì, người bên ngoài cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tề gia ở Viêm Vũ Thành thuộc về thượng tầng, hơn nữa việc nói chuyện cũng không phải bí mật. Ta đi trước, hy vọng có thể tìm được linh khí chi nguyên, vì Viêm Vũ Thành kéo dài hưng thịnh, cũng vì Tề gia tranh càng nhiều lợi ích. Lúc này tên trung niên võ giả kia không nhiều lời nữa, mang theo 7-8 chiếc chiến xa bay nhanh đi. Chỉ còn lại có một võ giả đứng trên chiến xa, nhìn thải hà dị tượng thở dài một tiếng, xoay người trở về thành. Đội ngũ ngoài thành bay tới thật dài, tiếp thu kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng ra khỏi thành lại rất nhanh, không có thủ tục gì. Người Tề gia kia tự nhiên là không có xếp hàng, trực tiếp ngồi chiến xa từ trên đầu mọi người bay đi. Người thủ môn không có ngăn, trái lại cung kính hành lễ. Ngươi là võ giả. Ngay phía trước Lý Vân Tiêu, một trung niên nam tử bận vải thô bị thủ vệ ngăn cản, quát hỏi. Nam tử kia có chút khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ là vào thành làm chút sinh ý. Không phải, hừ, ta xem ngươi thiên nguyên no đủ, vừa nhìn liền thấy có nguyên lực ba động trong người, còn dám ngụy biện. Thủ vệ đột nhiên xuất thủ. Tay trái bóp ở trên vai tên nam tử kia, cố sức xé ra, nam tử nhất thời bị vén bay ra ngoài, hướng trên cửa đồng bay tới. Trên cửa đồng tràn đầy đinh nhọn, thủ vệ hất đi kia chỉ ít có nghìn cân lực, nếu nam tử này thật không phải võ giả, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ít người kinh hô một tiếng, đều lấy tay che mắt không dám nhìn. Nam tử kia thân thể ở trên không trung xoay chuyển, lăng không lật một vòng, song trưởng hóa thành nắm tay đánh tới cửa đồng. Bong! Cửa đồng bị trùng kích, bị lái đi, nam tử cũng mượn lực ổn định thân thể, an toàn rơi trên mặt đất. Bát tinh vũ sư, lại dám giả mạo phàm nhân vào thành. Tên thủ vệ kia thoáng cái xem thấu thực lực người này, khuôn mặt lạnh lùng vung tay lên, nhất thời lao ra hơn 10 võ giả vây quanh hắn, sát khí lăng nhiên. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không rõ chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhìn. Vẻ mặt nam tử kia cay đắng, ôm quyền nói. Chư vị đại ca hiểu lầm, ta đích xác đã từng tập võ, nhưng thiên tư có hạn, từ lâu vứt đi. Hôm nay là phàm nhân làm ăn mà thôi, vào thành cũng là chuyện trên phương diện làm ăn, tuyệt không phải ở trong thành tu luyện. Thủ hộ cười lạnh một tiếng nói. Ai tin ngươi, tất cả án theo quy định, bát tinh vũ sư muốn vào thành, phải nộp 80 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt nam tử đại biến, cả kinh nói. 80 vạn, chư vị đại ca. Nếu ta có 80 vạn trung phẩm nguyên thạch, còn vào thành làm cái sinh ý gì a? Coi như là 8 vạn cũng cầm không ra. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, liền nhất thanh nhị sở. Trong cơ thể nam tử này xác thực có tổn thương, tu vi đã sắp 20 năm không có tinh tiến, hơn nữa tựa hồ là từ cửu tinh đỉnh vũ sư lui trở về bát tinh. Đồng thời trong túi đựng đồ hắn đeo trên người, ngoại trừ một kiện nhất giai huyền khí tàn phá ra, liền chỉ có hơn 20 vạn trung phẩm nguyên thạch. Còn có một chút thảo dược cùng đan hoàn giá thấp. Để cho hắn lấy ra 80 vạn trung phẩm nguyên thạch, không khác muốn mạng của hắn, cho dù cho mệnh cũng cho không ra nhiều nguyên thạch như vậy. Thủ vệ cười lạnh nói. Nếu cầm không ra vậy cút ngay. Vải thô nam tử hơi biến sắc, tức giận nói. Viêm Vũ Thành khinh người quá đáng, bắt chẹt võ giả như vậy, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Sắc mặt thủ vệ trầm xuống, quát. Dám nói năng lỗ mãng. Bắt hắn. Vung tay lên, nhất thời những hộ vệ kia cũng xông tới, hơn 10 người đều là vũ sư, lập tức ở cửa thành cùng nam tử vải thô đánh thành một mảnh. Nam tử kia giận không kiềm được, vỗ túi chữ vật, lập tức hàn quang lóe lên, một thanh huyền khí tàn phá nắm trong tay, uy vũ sinh uy, khiến người không dám tới gần. Cửa thành lập tức loạn cả lên, số lớn phàm nhân sợ đến hướng hai bên trốn. Thủ vệ nhíu mày, tựa hồ ý thức được ảnh hưởng quá lớn. Song quyền hơi nắm chặt, đột nhiên lao lên. Phanh! Hắn có thực lực tam tinh đại vũ sư, hướng phía trước bước ra vài bước, lập tức đi đến bên cạnh nam tử vải thô, một quyền đánh vào trên lưng đao, quyền trực tiếp đánh trúng ngực nam tử vải thô, chấn đến hắn thổ huyết bay ra ngoài. Hơn 10 hộ vệ vội vàng tiến lên bắt lấy. Nam tử vải thô đầy người là bụi, một bên thổ huyết một bên chửi ầm lên, bị trói gô, hướng trong thành kéo đi. Lý Vân Tiêu có chút xem không nổi, lại không có hứng ra tay đả thương người, dù sao là địa bàn của mình, liền nói. Buông hắn ra,
80 vạn trung phẩm nguyên thạch ta trả. Thủ vệ sửng sốt một chút, quan sát Lý Vân Tiêu, nội tâm không khỏi kinh hãi. Người này toàn thân không nhiễm bụi trần, khí chất phi phàm, vừa nhìn không phải là phàm nhân. Nhưng quan sát mình bất kể như thế nào, cũng không phát hiện được nửa điểm nguyên lực ba động. Dưới loại tình huống này, đáp án chỉ có hai, hoặc là người mang bảo vật ẩn giấu thực lực, hai là thực lực hơn xa bản thân, nên không coi thấu được. Vị công tử này, người quen biết người kia. Thủ vệ không dám tùy tiện, trước biết tình huống rõ ràng, miễn cho đắc tội người bản thân không đắc tội nổi. Lý Vân Tiêu nói, không biết, nhưng mà xem không nổi các ngươi làm việc như vậy. Hắn giương tay một cái, nhất thời số lớn linh khí sinh ra, ném một đống cực phẩm nguyên thạch ra ngoài. Chi, cực phẩm nguyên thạch. Ánh mắt thủ vệ sắc bén, thoáng cái liền nhận ra những thứ kia là cực phẩm nguyên thạch, sợ đến há to mồm. Tuy rằng giữa các phẩm chất có tỷ lệ đổi, nhưng giá cả nguyên thạch phẩm chất cao vượt xa tỷ lệ đổi, hơn nữa còn là không ai muốn lấy ra đổi. Ngay cả nam tử vải thô cũng mắt choáng váng, đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, ánh mắt lộ ra mê hoặc. Thủ vệ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, kẻ ngu si kia cũng có thể gặp đại nhân vật, cực phẩm nguyên thạch này hắn nào dám cầm, lập tức thu vào, hai tay trả lại cho Lý Vân Tiêu, khổ sở nói. Xin đại nhân thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ là theo quy định làm việc, Viêm Vũ thành lập quy củ, chúng ta vì chức trách, không dám không nghe theo a. Viêm Vũ thành quy định. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Tại sao có thể có quy định kỳ quái như thế? Thành trì tông môn còn lại, đều là ước gì có võ giả cường đại vào ở, sao Viêm Vũ Thành lại đi ngược thiên luân? Thủ vệ sửng sốt một chút, lúc này mới nói. Đại nhân là lần đầu tiên tới Viêm Vũ Thành a, nên không biết tình huống trong đó. Hắn ở trong lòng lập tức định cho Lý Vân Tiêu một cái thân phận, hơn phân nửa là thế gia công tử từ vực khác đến lịch luyện. Ở trước khi Tu Di Sơn tiết lộ linh khí, mấy trăm năm cũng sẽ không gặp được một vị thế gia công tử loại này, nhưng mấy năm nay thấy rất nhiều. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đích xác rất lâu không tới, quy định này chẳng lẽ là cùng linh khí có quan hệ? Từ vừa nãy người Tề gia đối thoại hắn liền đoán được vài phần. Phải. Thủ vệ kia vội đáp. Mấy năm này linh khí của Viêm Vũ Thành nhập không bằng suất, tốc độ suy kiệt kinh người, nếu cứ thế mãi. Sợ là không bao lâu nữa sẽ suy bại. Vì vậy thành chủ phủ định ra quy củ, chính là vì trì hoãn linh khí trong thành suy kiệt. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại Viêm Vũ Thành thành chủ là ai? Thủ vệ nói. Vẫn là Lý Vân Tiêu đại nhân. Trên mặt hắn có chút sáng bóng, tựa hồ phi thường đắc ý, nói. Từ khi Lý Vân Tiêu đại nhân ly khai Viêm Vũ Thành, thành chủ phủ không có bầu người khác. Hơn nữa ngoại trừ Lý Vân Tiêu đại nhân ra. Vô luận người nào nắm quyền Viêm Vũ Thành, tất cả mọi người sẽ không tâm phục. Tuy rằng những người này chưa gặp qua Lý Vân Tiêu, nhưng mấy năm này Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, thanh danh lan xa, ở trong Viêm Vũ Thành ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng biết, người người coi là vinh quang. Trong lòng Lý Vân Tiêu thổn thức không ngớt, thầm nghĩ bản thân nhiều năm không quay về, Viêm Vũ Thành vẫn như cũ nhớ mình như vậy. Những nguyên thạch này các ngươi cầm đi, nếu trong thành có quy củ này. Ta tự nhiên cũng không thể trái. Lý Vân Tiêu đem nguyên thạch ném trở lại, hắn thân là thành chủ, mặc dù quy củ có điều không thích hợp, cũng không có thể công nhiên làm trái. Huống chi phải định ra loại quy củ này, có thể thấy được Viêm Vũ Thành thời khắc này quẫn bách đã đạt đến mức tận cùng, bản thân thân là thành chủ, bao nhiêu cũng có trách nhiệm. Thủ vệ kia lại càng hoảng sợ, những thứ này là cực phẩm nguyên thạch a, thân phận đối phương tất nhiên cực lớn, nào dám cầm. Hắn đang muốn đưa về lại đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đã không thấy, như là hư không tiêu thất. A, thủ vệ triệt để trợn tròn mắt, dụi dụi con mắt, hầu như cho là mình nhìn lầm. Nhưng mọi nơi đều là kinh nghi cùng âm thanh hít không khí, hơn nữa cực phẩm nguyên thạch trong tay mình vẫn nặng trịch. Thủ vệ vội vàng nhảy lên chiến xa hướng trong thành bay đi, lớn tiếng nói. Để yên nam tử kia, các ngươi phụ trách giữ trật tự, ta đi bẩm báo thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ, đông đảo cao tầng tụ họp, đám người Lý Thuần Dương hội tụ một đường. Cổ Vinh cũng vội vội vàng vàng chạy đến, hồi báo việc tỷ lệ linh khí nhập siêu gia tăng tháng này, tất cả mọi người đều mặt mang u sầu. Lý Trường Phong nói, đối với võ giả chế ngự tiến thêm một bước chặt lại. Kỳ thực lấy tình huống bây giờ của Viêm Vũ Thành, cho dù không có khóa chặt, cũng sẽ rất ít có người tới. Lý Thuần Dương than thở,
Lần dị tượng này có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu lại tìm không được linh khí chi nguyên mà nói, làm sao cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người cụt hứng, mấy năm này Viêm Vũ Thành phát triển cực nhanh, cảm giác từ đỉnh núi rơi xuống vực rất khổ a, ai cũng không muốn tiếp thu. Lý Thuần Dương nói, trên đời không có hưng thịnh phồn vinh vĩnh viễn, mặc dù là bảy đại siêu cấp thế lực cũng có một ngày suy bại, chúng ta là tới sớm hơn một chút mà thôi. Mọi người tận lực quan sát. Tiêu Khinh vương tay vuốt chòm râu, thong thả nói. Nếu lần này tìm đầu nguồn linh khí vẫn thất bại, ta kiến nghị mở ra hạn chế của Viêm Vũ Thành, dù sao kéo dài nhiều một ngày cũng không có ý nghĩa. Mà bây giờ còn có rất nhiều thế lực đang âm thầm làm việc, tranh đoạt quyền khống chế Viêm Vũ Thành, thực sự là ấu trĩ. Hừ, là Thiên Châu Môn cùng Đoạn Tình Sơn, phía sau hai phái này nhất định có người, bằng không sớm đã bị chúng ta diệt. Lý Trường Phong nổi giận đùng đùng nói. Nhưng mặc dù Viêm Vũ Thành linh khí suy kiệt, đây cũng là căn cơ do Vân Tiêu Sáng lập xuống, tuyệt không thể cấp cho bọn họ. Tiêu Khinh Vương nói. Trong Viêm Vũ Thành tàng long ngọa hổ, rất nhiều tông môn nhìn như đơn giản, phía sau đều có đại phái thế lực vực khác, đều muốn chiếm bảo địa, chia một chén súp. Thiên Châu Môn cùng Đoạn Tình Sơn vốn là nam vực đại phái, bị trở thành con rối tuyệt không kỳ quái. Thậm chí chút tiểu phái tầm thường khác cũng đang âm thầm đoạt quyền. Lý Trường Phong cười lạnh nói. Những tiểu sử này căn bản không gây sợ hãi, chỉ cần Vân Tiêu còn oai phong một ngày, những tiểu sử kia sẽ không dám vọng động. Trong mắt Lý Thuần Dương hiện lên kinh ngạc, nhìn hắn nói. Nghĩ không ra đầu óc của ngươi cũng linh quang một hồi. Lý Trường Phong đầu đầy hắc tuyến nói. Cha, ta có ngu như vậy sao? Lấy thực lực của chúng ta thời khắc này. Thiên Châu Môn cùng Đoạn Tình Sơn cũng bóp không chết, còn dám khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, ai cũng biết phía sau bọn họ có người, nhưng mà kiêng kỵ Vân Tiêu, cho nên mới không dám minh đấu. Lý Thuần Dương gật đầu nói. Ngươi nói không sai, những người này chỉ là tiểu sử, không cần chúng ta đi quan tâm. Duy nhất phải để ý là vấn đề linh khí, lần trước sau khi dị tượng xuất hiện, chúng ta ưng thuận trọng thưởng, người nào có thể tìm tới linh khí chi nguyên. Liền trao quyền quản lý phía Đông Viêm Vũ Thành, đáng tiếc vẫn là vô công, lần này cần phải tăng phần thưởng một chút. Tiêu Khinh Vương cau mày nói. Gia tăng, làm sao gia tăng, chẳng lẽ cho đi nửa thành trì sao? Cổ Vinh cũng nói. Ta tán thành Khinh Vương nói, một phần tư thành trì đã đủ mê người, nếu có thể tìm được thì đã tìm được, tìm không được, cho dù nhượng lại toàn bộ thành trì, cũng sẽ không tìm được. Cái này vị tất. Một cẩm y nam tử ngồi phía bên trái thưởng thức trà, vẫn chưa từng hé răng đột nhiên mở miệng. Hắn chậm rãi buông trà thơm xuống, nói. Phải biết rằng tuy Viêm Vũ Thành bị rất nhiều môn phái mơ ước, nhưng chỉ là một loại suy nghĩ trên chiến lược, cũng không phải là thực sự muốn nuốt vào toàn bộ. Chính như các ngươi nói, chỉ cần Lý Vân Tiêu tiếp tục oai phong một cõi, khối bánh này liền không ai dám nuốt. Cho nên mặc dù là tìm linh khí, cũng chỉ là ôm thái độ xem thử. Dù sao Viêm Vũ Thành không phải là căn cơ của chư đại phái, nếu không được mà nói, chúng ta lui lại là xong. Cần phải làm là chư vị đồng ý nhường ra quyền lợi nhiều hơn, tất sẽ khiến cho nhiều mặt quan tâm, khả năng tìm được sẽ lớn hơn nữa. Lý Thuần Dương nhìn tên cẩm y nam tử kia, hừ lạnh một tiếng nói. Tiền đa đa, cái này là ý tứ của ngươi, hay là ý tứ của Kim Tiền Bang các ngươi nghĩ Viêm Vũ Thành nhượng lại bao nhiêu quyền lợi mới thích hợp? Cẩm y nam tử chính là Tiền Đa Đa, mặc dù vẫn luôn ở Viêm Vũ Thành tu hành, nhưng dù sao cũng là Kim Tiền Bang thiếu công tử, thực lực đột phá đến Vũ Tôn liền trở về Kim Tiền Bang đại náo một hồi. Lần thứ hai trở lại Viêm Vũ Thành đã là Vũ Tôn đỉnh phong, mà giờ khắc này thì đến Tam Tinh Vũ Đế, trở thành một phương hào chủ, danh tiếng ở Nam Vực cực cao. Hơn nữa theo Tiền Đa Đa trở về, Kim Tiền Bang cũng ở Viêm Vũ Thành mở phân bộ, trực tiếp đem thế lực chen chân tiến đến. Cùng Thiên Nguyên Thương Hội hình thành cạnh tranh. Ở trước khi Thương Minh biến đổi, người Lý gia thái độ là liên hợp Thiên Nguyên Thương Hội chèn ép Kim Tiền Bang. Mặc dù Tiền Đa Đa là bằng hữu, nhưng là thương nhân sẽ có xung đột lợi ích, đồng thời hắn cũng không cam lòng Tiền Vô Địch kế thừa chức bang chủ, muốn tổ kiến thế lực của mình, nhất định phải tranh đoạt đầy đủ tài nguyên. Mà sau khi Thương Minh biến đổi, Đinh Sơn nắm quyền, người Thiên Nguyên Thương Hội ở Viêm Vũ Thành toàn bộ bị thay. Thái độ đối với của Viêm Vũ Thành cũng xảy ra chuyển biến. Lúc này người Lý gia cũng xem xét thời thế, lập tức cùng Kim Tiền Bang kết minh, cộng đồng đối kháng Thiên Nguyên Thương Hội.
Đáng tiếc Thiên Nguyên Thương Hội ở Viêm Vũ Thành cắm rễ quá sâu, hơn nữa hiện tại khí thế như mặt trời ban trưa, người Lý gia cùng Kim Tiền Bang thủy chung ở hạ phong. Tiền Đa Đa nghe Lý Thuần Dương nói tựa hồ không hài lòng, mỉm cười nói. Đại lão gia đừng nóng giận, cái này gọi là tiếc hài tử dò không ra lang. Viêm Vũ Thành đều đã như vậy, không bằng buông tay đánh một trận. Chuyện điều phối tài nguyên này cũng không phải ta có thể làm chủ. Nếu Viêm Vũ Thành đồng ý nhường ra một nửa quyền lợi, bỏ ra Nam Bắc Thành, ta liền hướng Kim Tiền Bang cầu viện, như vậy mới có thể điều đến số lớn tài nguyên tiến hành khảo sát. Nếu như chỉ là Đông Thành mà nói, mặt trên căn bản không có hứng thú. Lý Trường Phong trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này phản đối, khiển trách nói. Nằm mơ, Nam Bắc chính là chỗ phồn hoa nhất Viêm Vũ Thành, nếu để cho các ngươi, còn không phải đem toàn bộ thành trì chắp tay tương nhượng. Tiền Đa Đa nhấp một miếng trà, lắc đầu nói. Như vậy liền khó làm, chỉ là Đông Thành mà nói rất khó xúc động cha ta. Tiền Đa Đa nói không sai, chỉ là Đông Thành đã muốn để cho chư đại thương phái toàn lực bán mạng, hiển nhiên không có khả năng. Ngoài điện cười ha hả đi vào một lão giả, nhỏ bé nhanh nhẹn, hai mắt lấp lánh có thần, đầu đội kim quan, vừa nhìn liền biết là thương nhân. Sắc mặt Lý Trường Phong trầm xuống, quát. Hộ vệ ở đâu? Vậy mà thất trách để cho dã cẩu tiến đến, chết tiệt. Lão giả kia là Cao Thông, người phụ trách Thiên Nguyên Thương Hội ở Viêm Vũ Thành, nghe Lý Trường Phong mắng hắn, da mặt co quắp, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nói. Cho dù Trường Phong đại nhân muốn thoá mạ ta, cũng vô pháp cứu lại cục diện của Viêm Vũ Thành thời khắc này. Lần nữa chế ngự võ giả tiến nhập, nhưng tỷ lệ linh khí nhập siêu vẫn không ngừng gia tăng, ha ha. Lý Trường Phong cùng Cổ Vinh đều biến sắc. Những số liệu này bọn họ cũng là ngày hôm nay mới công tác thống kê ra, nghĩ không ra đối phương cũng đã biết, hiển nhiên là có nội gian nằm vùng. Cao Thông đắc ý nói, khó được ta cùng với Đa công tử ở trên kiến giải có nhận đồng, ủy quyền Đông Thành điều kiện quá nhỏ, rất khó hấp dẫn người. Biện pháp cứu Viêm Vũ Thành vẫn ở trong tay các ngươi, nếu thật muốn thành trì kéo dài tiếp mà nói, không cho người khác nhiều một chút chỗ tốt sao được. Lý Trường Phong đang muốn quát. Lại bị Lý Thuần Dương cản lại, nói. Cao Thông đại nhân nói, thật giống như chúng ta ủy quyền là có thể tìm ra đầu nguồn linh khí vậy. Cao Thông sờ tròm râu một cái, tinh minh cười nói. Lần trước thiên địa dị tượng xuất hiện, liền kèm theo đại lượng linh khí mà đến, đây là sự thực, mọi người đều thấy. Như vậy có khả năng khẳng định là, phụ cận Viêm Vũ Thành tất có linh khí chi nguyên, chẳng lẽ linh khí này đều là không trung biến ra? Bọn người Lý Thuần Dương trầm mặc không nói, Cao Thông nói không sai, linh khí không có khả năng đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có đầu nguồn. Nhưng mà mấy năm trôi qua, khảo sát không có thu hoạch a. Cao Thông nói, nguyên nhân chư vị đều biết rõ, là tiêu chuẩn khảo sát của các ngươi quá kém. Mà lúc này Thiên Nguyên Thương Hội nắm quyền thiên hạ, có tài nguyên cường đại nhất thiên hạ, cũng là thế lực có khả năng khai quật ra linh khí đầu nguồn nhất. Đây chính là hy vọng duy nhất của Viêm Vũ Thành hiện tại. Chư vị đại nhân nghĩ lại a. Trong đại điện thoáng cái trầm mặc, tuy rằng Cao Thông nói để cho bọn họ phản cảm, nhưng nói cũng rất có đạo lý. Lý Trường Phong không cam tâm, không phục hừ nói. Nói rất hay, giống như cho các ngươi hai thành Nam Bắc, là các ngươi có thể tìm ra đầu nguồn linh khí vậy. Cao Thông cười nói. Nếu Thiên Nguyên Thương Hội cũng tìm không được, Viêm Vũ Thành liền chết phần tâm này đi. Tiền Đa Đa hừ lạnh nói. Cái này vị tất. Kim Tiền Bang là một trong các thương hội xưa nhất, nội tình không phải là Thiên Nguyên Thương Hội các ngươi có thể so sánh, năng lực khảo sát linh khí chi nguyên so với các ngươi chỉ cao chứ không thấp. Bất quá, hắn nhìn về phía đám người Lý Thuần Dương, nói. Bất quá chỉ có Đông Thành. Lý Thuần Dương giơ tay lên, xen lời hắn. Không cần nói, ta hiểu được, trả thù lao ta có khả năng làm chủ nhường ra Đông, Tây hai thành, Nam, Bắc là chỗ phồn hoa nhất Viêm Vũ Thành, các ngươi không cần nghĩ. Trong mắt Tiền Đa Đa lóe ra tinh mang, âm thầm tính toán, lẩm bẩm. Đông, Tây hai thành. Cao Thông cũng thoáng tự định giá, hai mắt nhìn trời, trong lòng đồng dạng có bản tính. Đột nhiên Tiêu Khinh Vương nhướng mày, nhìn về phía Cao Thông, quát. Cao Thông đại nhân, ngươi là vào bằng cách nào? Tất cả người trong điện giật mình, đồng tử của Lý Trường Phong càng co lại, cảnh giác lên. Lúc trước Cao Thông đi vào, hắn liền quát hộ vệ. Không có được đáp lại, nhưng bởi vì Cao Thông đề cập việc thăm dò linh khí, hắn liền phớt lờ quên mất, lúc này nghe Tiêu Khinh Vương nói,
lập tức cảm nhận được khí tức không đúng. Ngoài điện thoáng cái dũng mãnh vào nhóm lớn người, trực tiếp đi tới trung tâm đại điện mới dừng lại. Những người này chia làm 2-3 đội, phân chia đại diện các môn các phái, tất cả giống như đều hẹn trước, lạnh lùng nhìn đám người Lý Thuần Dương. Vương Tùng Hạc, Lãnh Tinh Ba, Dư Tử Thực, Phạm Long. Lý Thuần Dương nhìn những người này, từng cái một đem tên điểm qua, sắc mặt tái xanh. Tiêu Khinh Vương trầm giọng nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Vương Tùng Hạc cười lạnh nói. Mọi người khó được tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là vì tiền đồ của Viêm Vũ Thành mà đến. Lý Trường Phong nổi giận nói. Chuyện phiếm, các ngươi rõ ràng là đến gây chuyện. Vương Tùng Hạc ha hả cười nói. Sai, hoàn toàn tương phản. Chúng ta không chỉ không đến gây chuyện, mà là vì giải quyết sự tình. Trong lòng Lý Thuần Dương trầm xuống, xem khí thế của mọi người, hiển nhiên đến có chuẩn bị, hắn lập tức ngăn Lý Trường Phong cùng Tiêu Khinh Vương lại, rất sợ mâu thuẫn tiến thêm một bước, lúc này mới nói. Chư vị nói một chút, giải quyết chuyện gì, lại giải quyết như thế nào? Vương Tùng Hạc quay đầu lại nhìn mọi người một cái, ánh mắt mọi người cũng tụ tập ở trên người hắn, hiển nhiên lấy hắn dẫn đầu. Hắn liền nói, Lý Thuần Dương, tự tu Di Sơn mở ra, Viêm Vũ Thành hưng thịnh phồn vinh, là phúc của cả Nam Vực, để cho Nam Vực chúng ta cũng có cơ sở đặt chân toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, vốn là một sự tình rất may. Nhưng mấy năm qua, ở dưới các ngươi quản lý từ từ suy bại, hiện tại còn chế định ra quy định hạn chế võ giả tiến vào, không chỉ tổn hại Viêm Vũ Thành phát triển, càng làm chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Đúng, thực sự là rất mất mặt. Đâu chỉ vậy. Thành trì vốn sinh cơ bừng bừng, bị bọn họ biến thành cái dạng quỷ gì. Hiện tại ta xuất môn cũng không dám nói mình là người Viêm Vũ Thành, quá mất mặt a. Ai, hiện tại thân thích của ta cũng cùng ta xóa sạch quan hệ, đi trên đường cũng làm bộ không biết ta, bởi vì ta là người Viêm Vũ Thành. Hơn 10 người bắt đầu oán giận, lắc đầu thở dài, oán khí tỏ khắp. Vương Tùng Hạc cười nói. Ha ha, chư vị ngồi ở đây đều nghe a. Viêm Vũ Thành từ tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ biến thành hiện tại, chư vị ngồi ở đây có cảm tưởng gì, ai là người chịu trách nhiệm? Lý Trường Phong nổi giận nói. Vương Tùng Hạc, đầu óc người bị vô nước sao? Viêm Vũ Thành linh khí khô kiệt, ai cũng biết, ngươi lại muốn cầm việc này kiếm chuyện, vô sỉ. Vương Tùng Hạc hừ nói. Thì sao, thành khác không gặp linh khí khô kiệt, chỉ có Viêm Vũ Thành này linh khí khô kiệt. Lý Trường Phong. Con mẹ ngươi a, việc này ai có thể nắm trong tay? Vương Tùng Hạc ngẩng đầu lên, sắc mặt ngạo nghễ nói. Đương nhiên có khả năng nắm trong tay, đó chính là các ngươi trưởng quản Viêm Vũ Thành, là vô đạo, cho nên thiên ý để cho Viêm Vũ Thành hủy diệt. Lý Trường Phong. Chấm. Vương Tùng Hạc đi về phía trước vài bước, kích động nói. Viêm Vũ Thành là Viêm Vũ Thành của mọi người, là Viêm Vũ Thành của cả Nam Vực, mà không phải là Lý gia các ngươi. Cho nên chúng ta phải vì Viêm Vũ Thành cống hiến lực lượng, lúc này không thể không đứng ra. Đúng, phải đứng ra. Đây là Viêm Vũ Thành của mọi người, không phải do bọn họ dính vào. Tất cả mọi người là tình cảm quần chúng kích động, tiếng kêu một mảnh. Những thứ này hiển nhiên là sớm có dự mưu, đám người Lý Thuần Dương chỉ lạnh lùng nhìn, chờ những người này kêu gào một lúc, tự giác không có ý nghĩa, thanh âm liền ngừng lại. Lý Thuần Dương nói. Ý của Vương Tùng Hạc đại nhân là, Viêm Vũ Thành này giao cho các ngươi đến xử lý, linh khí sẽ không khô kiệt. Vương Tùng Hạc lập tức nói. Đương nhiên. Tiêu Khinh Vương lạnh lùng nói. Các ngươi tính là cái gì? Viêm Vũ Thành vốn là thành trì của Thiên Thủy Quốc, chính là Thiên Thủy Quốc quốc quân bệ hạ tự mình ban thưởng cho Lý Vân Tiêu, lúc nào thành của mọi người. Lặn đi. Hắn từ khi nội thương khỏi hẳn, thực lực không ngừng đề thăng. Hơn nữa thân là cao tầng Viêm Vũ Thành, đạt được Thiên Nguyên Thương Hội hỗ trợ cực lớn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là nhị tinh Vũ Tôn, vừa quát, không ít võ giả bị đẩy lui. Nhưng Vương Tùng Hạc chính là Thiên Châu môn môn chủ, thực lực vượt qua hắn rất nhiều, ở Viêm Vũ Thành tu luyện cũng tiến bộ cực nhanh, hôm nay đã có tu vi bát tinh Vũ Tôn, tự nhiên sẽ không sợ hắn giống giận. Nguyên lực ở giữa hai tay Vương Tùng Hạc đẩy ra, ngăn chặn âm ba của Tiêu Khinh Vương. Sau đó trong mắt hiện lên sát cơ, hét lớn một tiếng song trưởng đánh ra. Toàn bộ đại điện rung động, ở dưới một trưởng kia muốn bạo tung lên. Nhưng đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động,
tất cả lực lượng cuồng bạo đều bị áp chế, trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang, bắn về phía trời cao. Phanh, đem khung đỉnh bắn thủng, miễn cho đại điện hủy diệt. Vương Tùng Hạc vừa thấy người xuất thủ, nhất thời không dám ra tay nữa, vội nói. Tiền công tử, người đây là... Tiền Đa Đa lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Tuy rằng Kim Tiền Bang ta cũng muốn quyền khống chế Viêm Vũ Thành này, nhưng còn không có vô sỉ như các ngươi, cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, minh đoạt. Vương Tùng Hạc đỏ mặt lên, nói. Công tử đừng vội nói bậy. Viêm Vũ Thành này tuy là Thiên Thủy Quốc quốc quân ban cho Lý Vân Tiêu, nhưng Thiên Thủy Quốc chính là vương quốc phụ thuộc Hỏa Ô Đế Quốc. Nói như thế, đồ nhi ta Tân Như Ngọc có quyền lấy đi Viêm Vũ Thành. Phía sau Vương Tùng Hạc có đứng một gã nam tử, đầu đội bảo quan, một thân khí tức vương giả, chính là hoàng tử Hỏa Ô Đế Quốc Tân Như Ngọc, cũng là người có minh nguyệt thần thể. Khuôn mặt Tân Như Ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ khi vào đến bây giờ, cũng không nói lời nào, gương mặt kiệt ngạo, phảng phất chẳng đáng cùng mọi người làm bạn. Trong mắt Tiền Đa Đa hiện lên một tia kiêng kỵ, Tân Như Ngọc này hắn nhìn không thấu tu vi, nhưng thủy chung cho một loại cảm giác uy áp, tất nhiên không phải bình thường. Lúc này Tân Như Ngọc mới mở miệng, cơ hồ là giọng ra lệnh, lãnh ngạo nói. Thành này chính là Thiên Thủy Quốc ban tặng Lý Vân Tiêu, hiện tại bản hoàng trực tiếp thu hồi. Lý gia các người lập tức ly khai cho bản hoàng. Người Lý gia hơi biến sắc, đều ngồi không lên tiếng, nhưng nội tâm kinh hãi không ngớt. Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, thế nhân đều biết. Mặc dù Tân Như Ngọc này thiên phú cường thịnh trở lại, thực lực cao tới đâu, cũng không có khả năng tự xưng là có thể chống lại Lý Vân Tiêu, như vậy sao hắn dám cản rỡ như vậy, cũng không biết người sau lưng hắn là ai. Tiền Đa Đa cũng giật mình, sửng sốt một chút, mới một lần nữa quan sát Tân Như Ngọc, nói. Hoàng tử Điện Hạ không phải nói sai chứ. Trong mắt Tân Như Ngọc hiện lên lãnh mang, nói. Tiền Đa Đa, người có Kim Tiền Bang làm chỗ dựa vững chắc, nhưng nơi này là địa bàn của Hỏa Ô Đế Quốc, tốt nhất tôn trọng bản hoàng một chút. Bằng không Hỏa Ô Đế Quốc không thể bảo hộ ngươi an toàn. Tiền Đa Đa kinh ngạc không ngớt, cũng không biết Tân Như Ngọc có chỗ dựa gì, nhưng thân là Tuấn Kiệt, há đồng ý chịu phục, cười nhạo nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, Hỏa Ô Đế Quốc không bảo vệ được ta an toàn, ta có phải sẽ chết tại đây hay không? Tân Như Ngọc lạnh giọng nói. Vậy ngươi liền nhìn kỹ. Toàn bộ đại điện đột nhiên lan tràn lãnh khí thấu xương, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Làm sao vận dụng nguyên khí chống đối cũng không có tác dụng, nguyên khí cơ hồ bị đông lại. Tiền Đa Đa cũng thở ra một hơi lãnh khí, cửu thiên đế khí vận chuyển cũng chắc trở. Chỉ thấy quang mang lóe lên, Tân Như Ngọc thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thình thịch, Tiền Đa Đa còn chưa kịp phản ứng, Tân Như Ngọc cũng đã ra quyền, ẩm ở lồng ngực của hắn, cả người cơ hồ bị đông lại, trên ngực có một tầng băng tinh lam sắc. Nguyên lực cùng nội phủ cơ hồ bị đông cứng, sau một lúc mới cảm giác được, đồng thời ho khan, phun ra cũng không phải là tiên huyết, mà là cục máu đông lại. Chi? Mọi người nhìn thảm trạng của Tiền Đa Đa, đều hít một hơi lãnh khí, sợ đến không nhẹ. Sắc mặt của Vương Tùng Hạc cũng có chút trắng bệch, tựa hồ rất lạnh, vận chuyển nguyên khí, nhưng vẫn như cũ vô pháp chống lạnh. Khái! Tiền Đa Đa vẫn đang không ngừng phun cục máu vỡ vụn, cơ năng thân thể bị phá đi. Hơn nữa rốt cuộc tổn hại tới trình độ nào bản thân lại chẳng biết, bởi vì bị đống kết hơn phân nửa, đau đớn đều là một chút xíu cảm giác ra. Tân Như Ngọc thu hồi nắm tay, nhìn Tiền Đa Đa té trên mặt đất, giễu cợt nói. Cặn bã, nếu không phải ngươi có Kim Tiền Bang làm hậu trường, hôm nay bản hoàng liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhưng mặc dù là Kim Tiền Bang, sau này cũng đừng nghĩ ở Hỏa Ô Đế Quốc lăn lộn, lấy tốc độ tu luyện của bản hoàng, nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ. Dẫm nát các ngươi. Tiền Đa Đa vô pháp trả lời hắn, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng băng mỏng, thỉnh thoảng co quắp. Sắc mặt bọn người cao thông trắng bệch, vội vàng lui sang một bên, không dám cùng Tân Như Ngọc đứng chung một chỗ, rất sợ bị lan đến. Ánh mắt Tân Như Ngọc lạnh lùng đảo qua, đám người Thiêu Khinh Vương, Lý Trường Phong bị ánh mắt của hắn quét trúng, nội tâm đều phát lạnh, không sinh được tâm chống cự. Lý Thuần Dương rốt cục ngồi không yên. Hắn không biết Tân Như Ngọc mấy năm nay là tu luyện làm sao, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Nhưng lúc này dù không địch lại, cũng phải kiên trì đứng lên, đối chọi gay gắt nói. Ta không biết Hỏa Ô Đế Quốc gì, chỉ biết Viêm Vũ Thành này là của Tôn Nhi ta. Tuy rằng bối phận ta lớn hơn nữa,
thì hắn vẫn là Viêm Vũ Thành thành chủ, mà ta chỉ là gia thần của Viêm Vũ Thành, hiện tại chỉ là giúp hắn xử lý Viêm Vũ Thành. Có giao ra quyền hành của thành trì hay không, ta không làm chủ được, những lời này của Như Ngọc Hoàng tử vô dụng, muốn lấy Viêm Vũ Thành, bản thân tìm Viêm Vũ Thành thành chủ đi. Thình thịch, không gian trực tiếp bị kích bạo, Tân Như Ngọc cách không xuất thủ, ngũ chỉ thành trảo, Lý Thuần Dương nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đối phương nắm trong tay, tùy ý vuốt ve. Phốc, khái, phốc, ngũ tạng lục phủ bị bắt bể tan tành, máu tươi phun ra, còn mang theo số lớn mảnh vỡ nội tạng. Cha, lão gia tử, vài thanh âm kinh hoàng kêu lên, Lý Trường Phong cùng Tiêu Khinh Vương trong nháy mắt xuất thủ, đánh về phía Tân Như Ngọc. Thiết, con kiến hôi. Tân Như Ngọc cực độ chẳng đáng, tay phải vung ra, giống như là phất tay áo, liền có một cổ cương khí đánh tới, đem hai người trấn ở trên vách tường, đánh ra đại điện. Trong lòng Lý Thuần Dương hoảng hốt không ngớt, thực lực của Tân Như Ngọc đã cường đại đến trình độ bọn họ khó mà hiểu rõ, căn bản vô pháp chống lại. Con kiến hôi, lặn đi, nếu không mà nói, hôm nay bản hoàng sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên. Ta chỉ là được người nhờ vã chiếu cố Viêm Vũ Thành, muốn lặn đi cũng phải là Viêm Vũ Thành thành chủ để cho chúng ta lặn đi. Ta phi, còn cầm Lý Vân Tiêu ra làm tấm mộc, ta cho ngươi biết, ta lấy được cơ duyên so với Lý Vân Tiêu còn lớn hơn, tương lai thành tựu sẽ hơn xa hắn, trở thành bá chủ phiến bầu trời này, hắn sớm muộn cũng là vong hồn dưới tay ta. Khóe miệng Lý Thuần Dương vung lên châm biếm, nói. Ngươi đã có bản lĩnh có tự tin như thế, vậy ngươi đi tìm hắn đánh a, đi giết hắn a, tuy rằng cháu ta trẻ con, nhưng ta không ngại ngươi đi giết hắn, ở chỗ này diễu võ dương oai tính là bản lãnh gì. Tân Như Ngọc nhìn châm chọc trên mặt hắn, nhất thời nổi trận lôi đình, sát cơ lóe lên, khiển trách nói. Chết đi. Phanh. Ngũ chỉ bỗng nhiên cố sức một chảo, không khí trong lòng bàn tay nháy mắt nổ lên. Không thể. Vương Tùng Hạc bỗng nhiên quát một tiếng, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ là đến bức vua thoái vị, đánh đuổi Lý gia, cũng không phải là thật có can đảm giết người Lý gia a, bằng không mặc dù là hậu trường của bọn chúng cũng không giữ được bọn họ. Người theo tới còn lại cũng sắc mặt đại biến, sợ đến há to mồm. Cả người Lý Thuần Dương run lên, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ chết. Nhưng này vốn nên là thống khổ và tử vong, lại chờ hoài không tới. Trong đại điện tĩnh không có một chút thanh âm. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt Tân Như Ngọc ngạc nhiên, nhìn bàn tay của mình, lỗ mãng nói. Người vậy mà không chết, chuyện gì xảy ra? Lý Thuần Dương nào biết đâu chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười ha hả nói. Ha ha, liền loại trình độ này, ngay cả lão phu cũng giết không chết, còn giết tôn nhi ta, đi tìm khối đậu hủ đâm chết đi, ha ha ha. Hắn tùy ý cười ha hả. Thoáng cái dẫn động thương thế trong cơ thể, nhịn không được lần thứ hai ho khan, thổ huyết. Lão bất tử, đi tìm chết đi, ngươi không cần lo lắng, con trai ngươi, tôn tử của ngươi, ta rất nhanh sẽ tiễn bọn họ tới gặp ngươi. Thân ảnh Tân Như Ngọc lóe lên, liền xông tới, ngũ chỉ thành chộp, muốn lấy trái tim của Lý Thuần Dương. Không thể. Vương Tùng Hạc lần thứ hai quát, hầu như muốn xông lên. Giết Lý Thuần Dương mà nói. Chúng ta liền phiền phức lớn, Lý Vân Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tân Như Ngọc vừa nghe ba chữ Lý Vân Tiêu, càng nổi trận lôi đình, quát. Không cần nói, ta ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giết. Ba, bàn tay của hắn cách Lý Thuần Dương ba thốn liền ngừng lại, chỉ thấy cổ tay bị một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy, không có thể tiến lên nửa phần. Ngươi là, chỉ thấy trước người Tân Như Ngọc cùng Lý Thuần Dương đứng một người, quần áo màu xanh. Tĩnh như xử nữ, sắc mặt đông lạnh, không có bất kỳ biểu lộ. Chi, Lý Vân Tiêu. Tân Như Ngọc la hoảng lên, sợ đến lui ra, vẻ mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người chấn kinh, trong điện lặng ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn. Lý Thuần Dương xoa mắt, xoa nhẹ, lại xoa nhẹ. Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Dạ, lão gia tử, cha, Khinh Vương, còn có chư vị. Ta đã trở về. Ha ha ha, con trai ngoan, người rốt cục đã trở về. Mỗi lần đều đúng lúc như thế. Lý Trường Phong từ ngoài điện vọt vào, cả người mang huyết, nhưng khuôn mặt mừng rỡ cùng kích động như điên, nắm cánh tay của Lý Vân Tiêu nhìn xem, nhịn không được cười ha ha. Tiêu Khinh Vương cũng đi đến, mới vừa rồi bị Tân Như Ngọc kích trúng, hai người cũng bị thương không nhẹ.
Lý Vân Tiêu nghe huyết vị nhàn nhạt, ánh mắt càng băng lạnh, nói. Cha, người bị thương. Ha ha, điểm ấy tổn thương tính là cái gì? Nhớ khi xưa thời điểm ta hành quân chiến tranh, nhảy vào trại địch bát nhập bát xuất, chiến mã cũng đi bán muối, ta cả người đẫm máu, tuy nhiên một chút việc cũng không có. Lý Trường Phong sinh long hoạt hổ, vừa thấy được nhi tử, tổn thương gì cũng tốt. Toàn bộ đại điện chỉ có thanh âm khoác lác của hắn, còn lại đều tĩnh mịch, không ai dám hé răng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cha, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, sự tình còn lại ta đến xử lý. Lý Trường Phong cười to nói. Ha ha, hảo, liền giao cho ngươi. Cũng để cho cha nhìn một chút ngươi những năm gần đây có tiến bộ hay không, nếu xử lý không được liền nói một tiếng, tất cả còn có ta. Khái. Có lẽ là hưng phấn quá độ, Lý Trường Phong ho ra mấy búng máu, cường chống thân thể ngồi xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, vô tận sát ý áp xúc ở trong con ngươi, làm cho ánh mắt có chút khàn khàn lên. Khó được chư vị quan tâm Viêm Vũ Thành phát triển như vậy, đến, hôm nay bản thành chủ hảo hảo cùng chư vị thương thảo thoáng cái. Lý Vân Tiêu nói rất nhẹ, kéo dài truyền vào trong tai mỗi người, nhưng lại sinh ra sợ hãi vô tận, hai chân mềm nhũn, hầu như muốn quỳ xuống. Sắc mặt Vương Tùng Hạc tái nhợt như tờ giấy, Lý Vân Tiêu này đi ra mấy năm, chẳng bao giờ trở lại, sao ở lúc này trở về, nếu biết như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đến thêu dệt chuyện a. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người Vương Tùng Hạc, nói. Môn chủ đại nhân, người mới vừa nói Lý gia chúng ta chiếm Viêm Vũ Thành, cho nên thiên đạo không dung, lúc này mới đưa đến linh khí khô kiệt. Vậy xin hỏi Viêm Vũ Thành hẳn là ai tới đảm đương, mới thuận theo thiên đạo, linh khí sẽ không khô kiệt đây. Cái này. Vương Tùng Hạc đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu Lý Vân Tiêu không ở đây, vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng bây giờ làm sao cũng đáp không được. Lý Vân Tiêu cũng không có dùng khí chàng uy áp, nhưng khí thế cấp trên liền mang đến cho hắn áp lực cực lớn, hầu như muốn tan vỡ nội tâm. Cả buổi, hắn mới phun ra mấy chữ, nói. Tự nhiên, là hoàng tộc Tân Gia. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Ta đang muốn cùng người Tân Gia hảo hảo nói chuyện đây. Hắn đối với Tân Như Ngọc phất phất tay nói. Đến. Sắc mặt Tân Như Ngọc trắng bệch, không tự chủ được đi tới. Trên mặt thoáng cái hiện lên tức giận, nhưng đã đi tới, lại lui về cũng không phải. Làm cái gì? Hắn chỉ có thể nộ xích một tiếng, tỏ vẻ mình không hãi sợ, nhưng mặc cho ai cũng nghe được hắn đang sợ, ngay cả chính hắn cũng nghe ra, vì vậy lại càng thêm xấu hổ. Ha ha! Hai mắt Lý Vân Tiêu càng khàn khàn, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói. Chớ khẩn trương, dễ dàng một chút, ngươi là được người phương nào chỉ điểm, tu luyện minh nguyệt thần thể đến trình độ này, nhất định là mở thần thể lục môn a. Sắc mặt Tân Như Ngọc đại biến, sợ đến lui về sau một bước, nói. Không có, không ai chỉ điểm, tự ta tu luyện. Nga, không ai chỉ điểm. Như vậy nói cách khác ngươi không có hậu trường, ta đánh chết ngươi cũng sẽ không có người tìm ta phiền phức a. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói, cười đến cả người lẫn vật vô hại. Tân Như Ngọc cả giận nói. Đánh chết ta, ngươi dám. Lý Vân Tiêu cười nhạt, dám ra tay tổn thương người nhà hắn, mặc kệ Tân Như Ngọc có hậu trường hay không, hậu trường là người phương nào, cũng là chết chắc. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên điểm qua một chỉ. Không có chút kỹ xảo nào, giản dị tự nhiên, nhưng mà trên đầu ngón tay có lôi điện đùng đùng chớp động. Tân Như Ngọc kinh hãi, biết mình không phải đối thủ của người trước mắt, liền xoay người bỏ chạy. Minh Nguyệt thần thể vận chuyển, một mảnh thông thấu như ngọc, tràn ra lưu ly sáng bóng, chính là quang minh ngọc lưu ly thân cùng Lý Vân Tiêu độc nhất vô nhị, nhưng mà hỏa hầu kém không ít. Phốc, nhưng hắn bất quá mở ra thần thể lục môn, làm sao có thể từ trong tay Lý Vân Tiêu đào tẩu. Một chỉ mang theo lôi quang, không huyền niệm chút nào điểm vào trong cơ thể hắn, bạo ra máu. A! À, Tân Như Ngọc kêu thảm một tiếng, liền từ không trung rơi xuống, hoảng sợ nhìn trên rốn mình, ồ ồ tuôn ra tiên huyết. A! À, A! À, để cho hắn kinh khủng, cũng không phải là khiếu huyệt chảy ra máu, mà là địa phương bạo liệt chính là đỗ môn của thần thể bát môn, hắn cảm thụ được thần môn nổ tung, lực lượng toàn thân cũng đang điên cuồng trôi qua. Ngươi phế đi tu vi của ta, ngươi thật là ác độc. Tân Như Ngọc gào thét, khuôn mặt dị thường dữ tợn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói.
chớ khẩn trương, dễ dàng một chút, còn không có phế. Tân Như Ngọc sửng sốt một chút, nói. Còn không có phế, thế nhưng... Hắn rõ ràng nhìn ra thể chất đang phát sinh cải biến, lực lượng sói mòn cực nhanh. Lý Vân Tiêu nói. Chỉ phá một đạo thần môn, ngươi không phải là còn năm đạo sao, phế hết mới là thật phế. Lại là điểm một chút. Ngươi! Tân Như Ngọc sợ đến hồn phi phách tán, xoay người đào tẩu, nếu năm đạo thần môn toàn phá, vậy sống không bằng chết. Cái gì vương bá kế hoạch, mưu lược vĩ đại đều thành cát bụi, hoàn toàn bị cách chức làm phàm nhân. Phốc, phốc, phốc! Nhưng không huyền niệm chút nào, năm tiếng vang lên, Tân Như Ngọc nặng nề ngã trên mặt đất, cả người là huyết. Trong điện, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hàn khí ở trong lòng mỗi người dâng lên, đều là vạn phần hối hận đi tới. Bây giờ muốn đi cũng đã chậm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tân Như Ngọc ở trên mặt đất như lợn chết, lạnh nhạt nói. Hiện tại mới là thật phế. Nhìn ngươi khẩn trương kìa, nói cứ dễ dàng một chút, phế đi sẽ không đau. Tân Như Ngọc mặt xám như cho tàn, vạn niệm đều diệt, tuyệt vọng nói. Ngươi giết ta đi. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi dám xuất thủ với người nhà ta, chết là khẳng định, nhưng không có chết dễ dàng như vậy. Tân Như Ngọc. Chấm. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí sợ hãi lan tràn, liếc nhìn lại tràn đầy tuyệt vọng. Tuy rằng Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, bọn họ biết Lý Vân Tiêu cường đại, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ cường đến trình độ này. Tiền Đa Đa danh mãn nam vực, cơ hồ là cường giả nổi bật nhất trong thế hệ trẻ, nhưng không tiếp nổi Tân Như Ngọc một chiêu, trực tiếp bị đánh ngã, có thể thấy được thực lực của Tân Như Ngọc kinh khủng đến cực điểm, nhưng gặp Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn Vương Tùng Hạc, nói. Môn chủ đại nhân, vấn đề Viêm Vũ Thành thuộc sở hữu. Vương Tùng Hạc hầu như muốn khóc, hai đầu gối phù phù quỳ xuống, khóc nói. Công tử, Vân Tiêu công tử, việc này kỳ thực không liên quan chúng ta a, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không sao dám cùng Lý gia đối nghịch, mong công tử minh giám. Chuyện này ai cũng biết, ai cũng nhìn ra, chỉ bất quá lúc này Vương Tùng Hạc nói, ý nghĩa liền hoàn toàn bất động. Đột nhiên một đạo quang mang chớp động, trực tiếp bắn về phía Vương Tùng Hạc, muốn lấy tính mệnh của hắn. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên châm chọc, đồng tử co lại, đạo ánh sáng kia hư không tiêu thất. Đang lúc mọi người chấn kinh, một gã hắc y võ giả âm thầm xuất thủ há to mồm, ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không có phát hiện, mình đánh lén ra ngân đinh làm sao sẽ biến mất. A! À, đột nhiên hắc y nhân kêu thảm một tiếng, té về phía trước, ngã trên mặt đất. Ngân châm chẳng biết lúc nào đâm vào bắp đùi của hắn, kịch độc trong khoảnh khắc phát tác, cả chân thoáng cái tê dần. Võ giả này trong nháy mắt liền minh bạch bản thân xong rồi, độc tính kia hắn nhất thanh nhị sở, liền cắn răng dùng nguyên lực đánh gãy bắp đùi, lập tức vung tay lên, một đạo quang mang lóe lên, cả cái chân liền từ trên thân thể thoát ly, trong tích tắc hóa thành nước mù. Chi! Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí, thoáng cái tản ra, người người sắc mặt trắng bệch. Không dám lên tiếng nói cái gì. Nam tử áo đen kia mất đi một chân, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn chưa hé răng, mà là dùng ánh mắt sẳng giọng nhìn Vương Tùng Hạc, ý tứ uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Sắc mặt Vương Tùng Hạc trắng bệch, người sau màn hắn đắc tội không nổi, Lý Vân Tiêu cũng đắc tội không nổi, bất luận đắc tội phương nào, kết quả đều cơ hồ là diệt môn. Chuyện hôm nay là một mình ta gây nên, ta có lỗi với Viêm Vũ Thành. Xin lỗi Lý gia đại lão gia cùng Vân Tiêu công tử. Mong sau khi ta chết, Vân Tiêu công tử có thể khoan hồng độ lượng, buông tha thân nhân của ta. Vương Tùng Hạc cắn răng một cái, liền giơ tay lên vỗ tới trán mình. Thình thịch một tiếng, hắn vỗ vào trên đầu, huyết thanh bạo ra, tiên huyết chảy đầy mặt. Hắn hắc hắc nở nụ cười, nghĩ thầm giải thoát rồi, rốt cuộc tìm được biện pháp lưỡng toàn, mình chết rồi, người hai phái đều là cường giả, tất sẽ không làm khó người nhà hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.